trong thiên địa to lớn, tất cả đại thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thế giới, kỳ thật đều do rất nhiều tiểu thế giới tạo thành. Một tiểu thế giới chính là vạn cổ thế giới, 1000 tiểu thế giới như vậy gọi chung là tiểu thiên thế giới. Đại thế giới, trong ngàn thế giới, tiểu thế giới, lại phân chia thế nào? Phân biệt chúng ra sao? Những vấn đề này vẫn phức tạp Lục Lâm Thiên, mà cho tới hôm nay, Lục Lâm Thiên từ Thải Hồng Điện biết được đáp án, hắn cũng giải được nghi hoặc. Đồn đãi thiên địa hỗn độn, vũ trụ chưa mở ra, khi đó thiên địa hỗn độn vẫn còn là một khối, thời gian không có, không gian mờ mịt. Trong thời gian thật lâu, cũng không biết là bao lâu, hỗn độn khai mở, vũ trụ sinh, lúc này mới có nhật nguyệt tinh thần, trên đời cũng có thổ thủy hỏa phong các năng lượng thuộc tính. Mà hỗn độn sơ khai, vũ trụ tạo ra, thời gian trôi qua rất lâu, thiên địa xuất hiện rất nhiều thế giới, tục truyền vừa mới bắt đầu tổng cộng là 3000 thế giới. 3000 thế giới đều phụ thuộc vào vũ trụ, những thế giới này đều diễn sinh, cuối cùng 3000 thế giới thai nghén ra sinh mệnh, thai nghén ra các chủng tộc. Theo thời gian dần qua, trong 3000 thế giới này xuất hiện một ít sinh linh bất phàm. Trong 3000 đại thế giới này có sinh linh bất phàm nhận được đại cơ duyên, dung hợp thế giới chi nguyên, khống chế 3000 thế giới, 3000 thế giới này cũng trở thành thánh địa tối cao trong lòng mọi người, là thế giới hỗn độn cao không thể chạm tới. Sau đó 3000 thế giới này lại mở rộng ra 1000 thế giới, mỗi một thế giới hỗn độn đều mở rộng ra hơn 1000 thế giới, hơn 1000 thế giới này đều dùng thế giới hỗn độn làm trung tâm, nhưng chúng lại cực kỳ khổng lồ. Mỗi một thế giới hỗn độn đều mở rộng ra 1000 thế giới, 3000 thế giới hỗn độn tổng cộng mở rộng ra 300 vạn tiểu thế giới, 300 vạn tiểu thế giới lại vây quanh thế giới hỗn độn sinh ra mình. Một phương thế giới hỗn độn chẳng khác nhau trung ương đại thế giới, chẳng khác gì hạch tâm. Bởi vì tất cả thế giới sinh ra đều vây quanh thế giới hỗn độn, đây là vĩnh hằng bất biến. Mà thế giới hỗn độn sai khi sinh ra 1000 thế giới của mình, 1000 thế giới này lại diễn sinh 1000 tiểu thế giới, đây là thế giới biến hóa thứ hai, từ một thế giới hỗn độn diễn sinh ra 1000 thế giới, đây là biến hóa thứ nhất. Mà 1000 thế giới được diễn sinh ra 1000 tiểu thiên thế giới của mình, đây là biến hóa thứ hai. Tiểu thiên thế giới thứ hai lại diễn sinh ra lần nữa. Lần này diễn sinh ra 1000 tiểu thế giới. Nghiêm chỉnh mà nói, 3000 thế giới hỗn độn là 3000 trung tâm, bởi vì tất cả thế giới diễn sinh sau đó đều vây quanh chúng, hoàn toàn là một thể với thế giới hỗn độn. Mà mỗi một thế giới hỗn độn diễn sinh mà ra một thế giới, tổng cộng 300 vạn thế giới. Mà thân là trung thiên thế giới, từ thế giới hỗn độn trực tiếp diễn sinh ra 1000 tiểu thế giới của mình, tổng cộng 300 vạn tiểu thế giới, ở rất gần thế giới hỗn độn. Cho nên năng lượng thiên địa cũng dày đặc hơn, cường giả sinh ra cấp độ cũng cao hơn, nhân số cũng nhiều hơn, tài liệu tu luyện cũng phong phú hơn. Quy nạp, trong thiên địa mênh mông, trong 3000 đại thế giới, năng lượng thiên địa lấy thế giới hỗn độn nồng đậm nhất, thế giới hỗn độn chính là thành địa của tất cả, có thể tiến vào thế giới hỗn độn tu luyện, đây là cơ duyên và là mộng tưởng của tất cả mọi người. Một phương đại thế giới dùng thế giới hỗn độn làm chủ, thế giới hỗn độn là thánh địa. Năng lượng thiên địa tràn đầy nhất, tiếp theo là trung tâm trung thiên thế giới và tiểu thiên thế giới, cuối cùng mới là tiểu thế giới. Vạn cổ thế giới chính là tiểu thế giới cuối cùng, còn không phải trung tâm tiểu thế giới. Từ trong Ngọc Giản Thải Hồng Điện biết được nhiều tin tức, Lục Lâm Thiên còn ngoài ý muốn biết được, Sơn Môn Thiên Thủy Môn nằm trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới. Kỳ thật nếu tính toán ra, trong tất cả đại thế giới cũng chỉ là Sơn Môn nhị lưu cấp thấp, trong 3000 đại thế giới chỉ được xem là thế lực tam lưu. Nhưng Sơn Môn như Thiên Thủy Môn còn mạnh hơn Đại Lục Linh Vũ rất nhiều, chỉ sợ 100 Đại Lục Linh Vũ cũng không đủ Thiên Thủy Môn càn quét. Nghe nói Sơn Môn Thiên Thủy Môn nằm ở trung tâm vô minh tiểu thiên thế giới, năng lượng thiên địa nơi đó còn nồng đậm hơn tiểu thiên thế giới quá nhiều. Làm nội tâm Lục Lâm Thiên chấn động nhất là, Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới có vài thế lực nhất lưu, mấy thế lực này Lục Lâm Thiên lúc trước nhớ rõ nghe Ma Linh Yêu Nữ từng đề cập tới, tổng cộng là 8 đại gia tộc và 2 đại liên minh. 10 thế lực này có thực lực vô cùng cường hãn trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới. Không hề nghi ngờ, đại bản doanh 10 cổ thế lực này nghe nói nằm ở trung tâm Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, ở trong thế giới hỗn độn, cũng là thánh địa trong lòng tất cả tu luyện giả đều hướng tới và lấy làm vẻ vang nếu được tới thế giới hỗn độn. Có thể tiến vào thế giới hỗn độn, đó là biểu tượng thân phận và địa vị, thế giới hỗn độn đại biểu quyền uy và thực lực, mỗi khi có cường giả thế giới hỗn độn đi ra. Sẽ làm các thế giới thấp hơn chấn động.
Tám đại gia tộc này theo thứ tự là Hoàng gia, Phong gia, Đường gia, Lôi gia, Lý gia, Băng gia, Hỏa gia, Mộc gia, mỗi một gia tộc đều nằm trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, có thực lực bất phàm, bàng quan, ngạo thế thiên địa, chính là tồn tại trong truyền thuyết, thế giới bên ngoài căn bản không thể gặp bọn họ, nhưng mỗi người đều biết tám đại gia tộc này rất khủng khiếp. Mười thế lực này, so với tám đại gia tộc thì nhiều người quen thuộc hơn, chính là hai đại liên minh. Hai đại liên minh theo thứ tự là Chiến Thiên Liên Minh và Vạn Thiên Liên Minh. Nhưng bất đồng là Chiến Thiên Liên Minh dùng mở mang bờ cõi, dũng mãnh hiếu chiến, khống chế thế giới các nơi, hung danh lan xa, cũng có thực lực mạnh nhất Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới. Mà Vạn Thiên Liên Minh tuy cũng là liên minh, nhưng mà khác với Chiến Thiên Liên Minh, Vạn Thiên Liên Minh chỉ kinh thương, thậm chí là không nhúng tay vào ân oán bên ngoài. Chiến Thiên Liên Minh do rất nhiều thế lực lớn nhỏ ngưng tụ mà thành. Không phục theo Chiến Thiên Liên Minh, không phải bị chinh phục thì bị tiêu diệt, mà Vạn Thiên Liên Minh do vô số thương hội tạo thành, chuyên môn buôn bán linh dược, khôi lỗi tỏa giá. Các loại thương phẩm khác, chỉ cần nơi có người sẽ có người Vạn Thiên Liên Minh. Có thể sánh vai với Chiến Thiên Liên Minh, cũng đủ thấy Vạn Thiên Liên Minh bất phàm, tuy Vạn Thiên Liên Minh chỉ kinh thương, nhưng không có người nào hoài nghi thực lực của nó. Vạn Thiên Liên Minh đứng vững không ngã. Ngay cả Chiến Thiên Liên Minh cũng không dám đỡ Upsilon.ng, sau lưng nó không chỉ có tài phú kinh người chèo chống, không có thực lực tuyệt đối chèo chống sao đứng vững được. Chỉ là đọc tin tức trong Thải Hồng Điện đã tiêu hao một ngày, Lục Lâm Thiên tốn không ít thời gian, hắn hiểu quá ít về 3.000 đại thế giới, nhưng cũng không phải không biết gì như lúc trước. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, bất chi bất giác trời đã sáng. Phương Đông đã có ánh bình minh, mặt trời đỏ xuất hiện. Phương Thải Y vào sáng sớm đã đi tới đình viện, mang cho Lục Lâm Thiên mấy hoa quả tươi, ngày hôm qua có hẹn, tiếp tục đi Thải Hồng Điện, Lục Lâm Thiên còn phải tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài. Nhìn nữ tử trước mặt mình, nội tâm Lục Lâm Thiên sinh ra một ít cảm kích, rời khỏi Đại Lục Linh Vũ, một đường bị đuổi giết, đối với người đầu tiên có thiện ý với mình, làm cho Lục Lâm Thiên sinh ra tâm tư cảm kích. Một đường trò chuyện với nhau, hai người lại đến Thải Hồng Điện, trên đường đi. Phương Thải Y dường như cảm thấy hứng thú khi trò chuyện với Lục Lâm Thiên, nàng nói không ngừng. Lục Lâm Thiên cũng từ miệng Phương Thải Y biết được, mẫu thân nàng vẫn lạc trong một bí cảnh, khi đó nàng mới mấy tuổi mà thôi, sau đó được phụ thân nuôi lớn, cho nên từ nhỏ vẫn chỉ một mình. Phương Thải Y nhìn tuổi chừng 25-26, nhưng thời gian tu luyện đã hơn 200 năm, hiện tại đã có tu vị ngộ chân cảnh sơ giai, trong cả vạn cổ thế giới, cũng trừ phụ thân Phương Chí Thành ra. Nàng là cường giả hiếm có. Chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ, tính toán ra Phương Thải Y còn lớn tuổi hơn hắn, toàn bộ thời gian tu luyện của hắn cộng lại chỉ vài chục năm mà thôi. Nhưng lập tức làm cho Lục Lâm Thiên nghĩ đến, Phương Thải Y tu luyện trên đại lục vạn cổ 200 năm đạt đến ngộ chân cảnh sơ giai, mà mình mới phá giới cảnh sơ giai, hắn thấp hơn một đại cảnh giới, nếu tính thời gian trong thiên trụ, bản thân mình tu luyện dài hơn không ít. Lục Lâm Thiên lắc đầu than nhẹ, đúng là không thể so sánh, vạn cổ thế giới còn không phải trung tâm tiểu thế giới, càng không phải trung thiên thế giới, so sánh với thế giới hỗn độn còn kém hơn quá nhiều, nhưng người ta đã tu luyện nhanh hơn hắn nhiều. Điểm này cũng làm nội tâm Lục Lâm Thiên chờ mong, không biết lúc nào Đại Lục Linh Vũ mới có thể giống như các thế giới hỗn độn khác, hóa thành đại thế giới, đến lúc đó Đại Lục Linh Vũ sẽ là thánh địa đại thế giới, người trong Đại Lục Linh Vũ sẽ được thiên địa chiếu cố. Đạt được nhiều chỗ tốt. Hai người trò chuyện cực kỳ hợp ý, ngẫu nhiên còn có tiếng cười truyền ra, có đôi khi Phương Thải Y bị Lục Lâm Thiên trêu chọc tươi cười nhu hoa, vô cùng động lòng người. Phương Thải Y có khí chất giống Mộ Dung Lan Lan và Đạm Thai Tuyết Phi, nụ cười càng như thế, ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng mang theo vẻ ngạc nhiên, cũng nhớ tới chúng nữ trên Đại Lục Linh Vũ. Ra thế giới bên ngoài, gần đây thật vất vả mới có nơi dừng chân, hoàn toàn không an ổn giống Đại Lục Linh Vũ. Chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên sinh ra cảm thán. Trên Đại Lục Linh Vũ, chính mình có mệt mỏi sẽ có người lo lắng, đều có phi linh môn làm nơi nghỉ ngơi, mà đến Đại Lục Vạn Cổ, tất cả đều lạ lẫm và không ai chiếu cố. Ngươi nhìn ta như thế, không để ý tới ngươi. Nhìn thấy ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn mình chằm chằm, Phương Thải Y còn tưởng rằng Lục Lâm Thiên đang nhìn nàng, lập tức cúi đầu thẹn thùng, sắc mặt đỏ ửng. Đầu ngón tay Phương Thải Y vân ve mép phách. Vô cùng thẹn thùng, nàng không dám ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên. Một lát sau, hai người vẫn lâm vào hào khí xấu hổ, Lục Lâm Thiên lại đến Thải Hồng Điện tra xét không ít tư liệu,
Phương Thải Y cũng tiếp tục đứng bên cạnh hắn. Một ngày lại trôi qua, Lục Lâm Thiên biết được rất nhiều tin tức trong Thải Hồng Điện, thời gian cũng đã chạng vạng tối. Hai người mà quay về, Phương Thải Y hay là tiến đưa Lục Lâm Thiên tới cửa, hai ngày thời gian, Lục Lâm Thiên đã xem gần hết tin tức trong Thải Hồng Điện. Đúng rồi Lục tiên sinh, Phạm Đường chủ mấy ngày nay vội vàng xử lý công việc trong vạn cổ thế giới, cố ý bảo ta nói với ngươi một tiếng, cũng muốn biết, Lục tiên sinh có thủ tạ lệnh, không biết có cần Chiến Thiên Liên Minh hỗ trợ không, nếu có thể làm được, Chiến Thiên Liên Minh sẽ không cự tuyệt. Phương Thải Y hỏi Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi suy tư, rốt cuộc Phạm Sàm cũng nhắc tới chuyện này, dù sao việc này cũng đã có chủ ý, Lục Lâm Thiên không cần suy nghĩ nhiều, nói với Phương Thải Y. Thải Y cô nương, ta muốn gia nhập Chiến Thiên Liên Minh. Lục tiên sinh, ngươi chỉ có yêu cầu này. Dường như Phương Thải Y cảm thấy nghi hoặc và ngoài ý muốn, có thủ tạ lệnh, tuyệt đối có thể yêu cầu bảo vật hoặc là vật phẩm xa xỉ, cho dù là nhất phẩm thủ tạ lệnh, không nói là giá trị một thế giới, nhưng ít ra có thể đạt được chỗ tốt thật lớn. Ta chỉ có yêu cầu này. Lục Lâm Thiên gật đầu, đây là sư phụ lão nhân ra quyết định, mình cũng không có cách nào sửa đổi. Vậy được rồi, ta sẽ nói với Phạm Đường chủ, yêu cầu này quá đơn giản, người có cân nhắc gì nữa không? Phương Thải Y nhìn Lục Lâm Thiên, tiếp tục nhắc nhở Lục Lâm Thiên, nói nhỏ. Cho dù người yêu cầu cái gì, chỉ cần không phải quá phận, trong phạm vi chức trách của Đường chủ, hắn có thể làm được, thậm chí cho dù người muốn. Nói xong, Phương Thải Y cắn chặt bờ môi, không nói thêm nữa. Tâm ý ta đã quyết, ta chỉ muốn gia nhập Chiến Thiên Liên Minh mà thôi. Lục Lâm Thiên không có quá chú ý tới lời của Phương Thải Y. Được rồi, ta cũng không khuyên ngươi, Lục tiên sinh, ta về trước, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, chữa thương trước đi. Phương Thải Y muốn nói với Lục Lâm Thiên, đôi mắt dễ thương chấn động, khẽ cười cười, nụ cười này dường như mang theo chút thương cảm, nụ cười này như định nói gì đó, muốn nói lại thôi, tâm sự không người biết, Lục Lâm Thiên cũng không hiểu. Lúc Phương Thải Y mới quay người rời đi, Lục Lâm Thiên nhìn theo bóng lưng của nàng, dò xét một lúc mới quay người đi về phòng. Trở lại trong phòng, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, hôm nay hắn đạt được không ít tin tức hữu dụng, trong đó còn biết trong 3.000 đại thế giới cũng có linh khí tồn tại, nhưng có không ít khác biệt với đại lục linh vũ, đại lục linh vũ linh khí chia thành 4 cấp thiên địa huyền hoàng. Sau khi đạt được tin tức trên vạn cổ thế giới, Lục Lâm Thiên mới biết được, đại lục linh vũ có địa cấp linh khí, huyền cấp linh khí. Hoàng cấp linh khí, trong đại thế giới chỉ xưng là phàm khí mà thôi, còn không có được tên gọi riêng. Thiên cấp linh khí trên đại lục linh vũ được xưng là thần khí, trong vạn cổ thế giới chỉ được gọi là hậu thiên linh khí, trên cấp độ hậu thiên còn có tiên thiên linh khí, áo nghĩa linh khí, hóa linh bảo khí, cao nhất chính là hỗn độn nguyên khí. Nhưng đáng tiếc hỗn độn nguyên khí chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tục truyền nói lúc trước 3.000 sinh linh đạt được 3.000 đại thế giới, trên người có được hỗn độn nguyên khí. Mà trên thực tế, trong đại thế giới, hiện tại tính toán ra, linh khí quy nạp chia thành 4 loại, cấp thấp nhất là hậu thiên linh khí, tiên thiên linh khí, áo nghĩa linh khí và thông linh bảo khí. Mỗi một chủng linh khí đều có phân chia khác nhau, giá trị chênh lệch cực lớn, cấp độ hậu thiên còn dễ nói, nhưng cấp độ tiên thiên giá trị rất cao, nghe nói còn đắt hơn cả tọa giá khôi lỗi. Đương nhiên, tọa giá khôi lỗi cũng rất đắt đỏ, Lục Lâm Thiên biết được. Lúc trước mình cướp lấy tọa giá khôi lỗi trong tay đám đạo phỉ thế giới thuộc về tọa giá khôi lỗi tầng thấp nhất, chính là tọa giá khôi lỗi nhất cấp. Tọa giá khôi lỗi cũng phân đẳng cấp, hoàn toàn phải xem tình huống. Tất cả tọa giá khôi lỗi từ cấp 1 tới cấp 5, giá cả đắt không hợp thói thường, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chơi nổi. Nhớ tới tọa giá khôi lỗi lần trước bị người của ma linh yêu nữ bắn nát, Lục Lâm Thiên biết được giá tiền thì đau lòng. Dựa theo Lục Lâm Thiên biết. Tọa giá khôi lỗi nhất cấp, giá thị trường cần 5 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm, đệ tử trong sơn môn bình thường, dù cấp độ hậu thiên tương đương với đế cấp trong đại lục linh vũ, một năm chỉ có 50 khối tinh thạch thế giới sơ phẩm mà thôi. Nói cho đúng, nếu đế cấp trên đại lục linh vũ không ăn không uống, không dùng làm tài liệu tu luyện, thậm chí không mua quần áo cũng cần thời gian 1.000 năm mới đủ mua tọa giá khôi lỗi nhất cấp, nói không chừng 1.000 năm sau giá cả tăng lên. Lạm phát, 10 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm cũng không mua được. Cho dù là người có tu vị phá giới cảnh sơ giai, tinh thạch thế giới tu luyện hàng năm cũng chỉ có 500 khối, như vậy cũng cần 100 năm mới đủ.
Lục Lâm Thiên lúc đó vừa mới ra khỏi đại lục linh vũ, cho nên hắn không có khái niệm giá trị tiền tệ của thế giới bên ngoài. Mà đi ra bên ngoài, Lục Lâm Thiên xem như có cảm giác một phần tiền làm khó anh hùng, cho nên trong nội tâm Lục Lâm Thiên âm thầm thề, mình nhất định phải nghĩ biện pháp phát tài rồi nói sau, bằng không làm chuyện gì cũng chói tay chói chân. Hành tẩu trong thế giới, có chút tiền tài phòng thân là việc nên làm, chủ yếu là an tâm, không hoảng hốt, hoàn toàn có nắm chắc. Nhưng mà còn có một việc làm Lục Lâm Thiên khóc không ra nước mắt, rốt cuộc Lục Lâm Thiên phát hiện vì cái gì lão ảnh giao tinh thạch thế giới cho mình và mấy khối tinh thạch trong nhẫn chữ vật của mấy đạo phỉ thế giới lại khác nhau như vậy. Mà bây giờ Lục Lâm Thiên biết rõ, hai chủng đều là tinh thạch thế giới, nhưng tinh thạch thế giới cũng chia thành 5 phẩm giai, theo thứ tự là sơ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cuối cùng là tuyệt phẩm trong truyền thuyết. Tinh thạch thế giới sơ phẩm hình là màu trắng. Tinh thạch thế giới trung phẩm chính là màu xanh trắng, tinh thạch thế giới thượng phẩm chính là màu xanh trắng, tinh thạch thế giới cực phẩm là màu đỏ trắng, tuyệt phẩm tinh thạch thế giới là vàng trắng, bạch kim. Hiện tại trong 3.000 thế giới, lưu thông tinh thạch thế giới đều là sơ phẩm, trung phẩm, còn có thượng phẩm 3 loại phẩm giai mà thôi, thượng phẩm cũng đã ít tới đáng thương, nghe nói cực phẩm bên ngoài không có, chỉ có thế giới hỗn độn mới có cực phẩm. Về phần tinh thạch thế giới tuyệt phẩm giống như hỗn độn thánh khí. Trong 3.000 đại thế giới cũng chỉ là truyền thuyết, về phần có hay không không ai nói chuẩn, dù sao chưa từng có người nhìn thấy qua. Trong tinh thạch thế giới, giá trị cũng không giống nhau, 1.000 khối tinh thạch thế giới sơ phẩm mới đổi được 1 khối tinh thạch thế giới trung phẩm, mà 1.000 khối tinh thạch thế giới trung phẩm mới tương đương 1 khối tinh thạch thế giới thượng phẩm. Trên lý luận mà nói, 1.000 khối tinh thạch thế giới thượng phẩm tương đương 1 khối tinh thạch thế giới cực phẩm, nhưng tinh thạch thế giới cực phẩm căn bản rất khó xuất hiện. Thậm chí rất lâu rồi chưa ai nhìn thấy qua, cho nên cũng không có bản tới, nhưng nếu thật sự có, không có người nào mang nó ra trao đổi. Từ phẩm giai tinh thạch thế giới, phẩm giai càng cao ẩn chứa năng lượng càng cường hãn, giá trị cũng càng lớn, cho nên, chính người thường mà nói bình thường không đổi tinh thạch thế giới phẩm giai cao thành phẩm giai thấp, số lượng nhiều dùng làm cái dám gì, có giá trị mới trọng yếu. Lão ảnh cho 12 khối tinh thạch thế giới đều là màu xanh trắng. Từ năng lượng Lục Lâm Thiên cũng có thể phán đoán, nó chính là tinh thạch thế giới thượng phẩm, một khối tinh thạch thế giới thượng phẩm tương đương 1.000 tinh thạch thế giới trung phẩm, 10.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm. Một khối tinh thạch thế giới thượng phẩm tuyệt đối có giá trị xa xỉ, tương đương 10.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm đấy. Nhưng lúc này làm cho Lục Lâm Thiên khóc không ra nước mắt là, lúc trước chính mình dùng hỗn độn âm dương quyết thôn phệ một khối tinh thạch thế giới, ai biết đây là tinh thạch thế giới thượng phẩm. Chính mình vừa thôn phệ chính là 10.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm. Vấn đề là thôn phệ thì thôn phệ, lúc đó mình thôn phệ cũng không cảm thấy đau lòng, nhưng thôn phệ tinh thạch thế giới thượng phẩm đạt được không ít chỗ tốt, nhưng nếu so sánh giá trị 10.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm thì chỗ tốt không đáng bao nhiêu, còn không bằng bắt một người tu vị hậu thiên thôn phệ còn sánh ngang như thế. Cho nên Lục Lâm Thiên mới đau lòng, mới khóc không ra nước mắt, sớm biết đó là tinh thạch thế giới thượng phẩm, chính mình sẽ không thôn phệ. Dù sao đạt được chỗ tốt cũng không nhiều. Hỗn độn âm dương quyết có thể thôn phệ tinh thạch thế giới tấn cấp, đến thời điểm này, Lục Lâm Thiên mới bất đắc dĩ thở dài, nó quá đắt giá, dựa vào thôn phệ tinh thạch thế giới đột phá, còn bà nó chơi lớn, chơi tới phá sản, chính mình tuyệt đối chơi không nổi, thôn phệ tinh thạch thế giới đột phá, mình không nên đi con đường này. Nhớ tới lão ảnh hào phóng như vậy, 12 khối tinh thạch thế giới thượng phẩm, Lục Lâm Thiên nhớ tới lúc đó mình còn chửi lão ảnh keo kiệt. Bây giờ nghĩ lại chính mình trách sai lão ảnh, 12 khối tinh thạch thế giới thượng phẩm, chẳng khác gì là 12.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm, nó đã không ít, có thể mua được hơn 10 tọa giá khôi lỗi cấp 1. Sau khi đau lòng xong, Lục Lâm Thiên lập tức khoanh chân ngồi điều tức thương thế, hắn có được thù tạ lệnh, chính mình muốn gia nhập chiến thiên liên minh hẳn không có vấn đề. Sau một lát, quanh người Lục Lâm Thiên sinh ra khe hở màu vàng, năng lượng thiên địa chung quanh hội tụ quanh người hắn. Vào đêm, màn đêm bao phủ trời xanh, ánh trăng và ánh sao mông lung lờ mờ trong đêm tối. Trong một đình viện, Phạm Sàm bố trí hạ cấm chế, thần sắc hơi trầm xuống. Trong phòng lúc này có 5 người, Phạm Sàm, Phạm Kiếm Nhân, Đỗ Lộc, Phương Chí Thành, Phương Thải Y. Sư huynh, tiểu tử kia chỉ muốn gia nhập chiến thiên liên minh, đây là ý gì? Đỗ Lộc nghi hoặc lấy. Ta cũng nghĩ không thông, tiểu tử này có chút quỷ dị. Phạm Sàm quay đầu lại, nhìn qua Phương Thải Y, nói. Thải Y hiền chất,
Lục Lâm Thiên hai ngày qua chỉ đi thải hồng điện sao, tìm đọc tin tức về vạn cổ thế giới. Không sai. Đôi mắt Phương Thải Y hơi chấn động, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu như thế, Lục Lâm Thiên sợ rằng không phải là người của Thượng Thanh Đại Thiên thế giới, thậm chí có khả năng chỉ đến từ thế giới thổ dân mà thôi, có lẽ thù tạ lệnh là hắn đoạt được một cách tình cờ, căn bản không biết tác dụng của thù tạ lệnh. Ánh mắt Phạm Sàm hơi trầm xuống. Phụ thân, động thủ đi, không phải đến từ Thượng Thanh Đại Thiên thế giới, vậy thì cần gì phải cố kỵ. Ánh mắt Phạm Kiếm Nhân lộ ra hàn ý, nhớ tới mấy ngày qua Phương Thải Y đều ở cạnh tiểu tử kia, lửa giận bao phủ tâm thần hắn. Chẳng lẽ không thể có những biện pháp khác sao, gia nhập chiến thiên liên minh chúng ta rất đơn giản, không nhất định phải làm tuyệt như thế. Bờ môi Phương Thải Y hơi cười nhạt, răng ngà cắn môi, sâu kín thở dài. Thải Y sư muội, phụ thân ta nói, chỉ cần ngươi và Phương Thúc đáp ứng, chúng ta sẽ thành người một nhà, ngươi có thể giống như ta, đến lúc đó nghĩ biện pháp tiến vào bên trong, một khi đi vào, về sau thành tựu chúng ta có thể nghĩ. Phạm Kiếm Nhân đến bên cạnh Phương Thải Y, ánh mắt lơ đễnh, nói. Một tiểu tử phá giới cảnh sơ giai mà thôi, giết chết một con kiến hôi có gì khó. Phạm Đường Chủ, xin cho lão hủ suy nghĩ. Trên mặt Phương Chí Thành chấn động. Đương nhiên, Phương chấp sự có thể suy nghĩ thật kỹ. Phạm Sàm mặt không đổi sắc, giấu giếm nói một câu. Phương Chí Thành và Phương Thải Y lập tức cáo từ rời đi, trong phòng còn lại Phạm Sàm, Phạm Kiếm Nhân, Đỗ Lộc ba người. Phụ thân, việc này cần gì phải giao cho Thải Y sư muội làm, ta tự mình đi giết tiểu tử kia là được rồi, giết hắn giống giết con kiến mà thôi. Phạm Kiếm Nhân nhìn bóng lưng Phương Thải Y, quay đầu nói với Phạm Sàm. Nhân nhi, biết rõ vì sao ta đồng ý việc ngươi và Thải Y hay không? Phạm Sàm hỏi con mình. Phụ thân, Thải Y không có gì không tốt. Phạm Kiếm Nhân nghi hoặc. Ai? Phạm Sàm nói nhỏ, tuy thiên phú của ngươi không kém, chỉ tiếc tâm cơ chưa đủ, tính cách Thải Y nhìn như nhu nhược, nhưng mà tâm cơ lại hơn ngươi gấp trăm lần, nếu có thể ở cạnh ngươi, như vậy sẽ trợ giúp thật lớn với ngươi và cả Thiên Thủy Môn, lúc này ta toàn lực giúp nàng một lần, về sau Thiên Thủy Môn chúng ta chắc chắn sẽ đạt đến độ cao mới. Phạm Kiếm Nhân hơi sững sờ, cái hiểu cái không, dường như còn chưa nghe rõ. Nhân nhi, ngươi nhớ kỹ. Cho dù sau này ngươi ở cạnh Thải Y, cũng phải đề phòng, trừ phi nàng thật tình đối đãi với ngươi, hai người Phương gia này không phải kẻ dễ đối phó, thực lực Phương Chí Thành không cao, thế lòng dạ lại rất đáng sợ, có phụ nữ hai người bọn họ giúp ngươi một tay, đường của ngươi sẽ dễ dàng gấp nhiều lần. Ánh mắt Phạm Sàm nặng nề, trong mắt sinh ra lãnh ý nhàn nhạt, nói. Cho Phương gia ra tay, đó là bởi vì việc này bọn họ đã biết rõ, đây là địa bàn của bọn họ. Nếu kéo bọn họ vào sẽ tốt cho chúng ta, dù sao vạn cổ thế giới cũng là một thế giới, nếu bọn họ đáp ứng, như vậy chứng minh là người cùng thuyền của chúng ta, Thiên Thủy Môn cũng có được trợ lực chính thức. Sư huynh, nếu Phương Chí Thành lão hồ ly kia lúc này không đáp ứng thì sao? Ánh mắt Đỗ Lộc nhảy lên, ngẩng đầu hỏi sư huynh Phạm Sàm. Chính vì hắn là lão hồ ly, cho nên hắn nhất định sẽ đáp ứng, bằng không? Ánh mắt Phạm Sàm biến thành âm trầm. Một đêm qua đi, sắc trời hơi sáng, Lục Lâm Thiên tiếp tục điều thức khôi phục trong phòng, hôm nay cũng không cần lại đi thải hồng điện, đối với những tin tức trên vạn cổ thế giới này hắn đã hiểu đại khái, mà tin tức về 3000 đại thế giới tuy hiểu không nhiều, nhưng tuyệt đối là đã có hình dung đại khái, không hề giống thổ dân lúc trước. Không có người tới quấy rầy, Lục Lâm Thiên tiếp tục khôi phục điều thức, trước mắt muốn khôi phục thực lực thời kỳ toàn thịnh, biện pháp trọng yếu nhất chính là khu trừ vô ảnh phệ tủy độc thư. Đây là hai đại sự cần làm hiện giờ. Trên người có vô ảnh phệ tủy độc thư, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy toàn thân không tự nhiên, cũng may vô ảnh phệ tủy độc thư chỉ hút máu huyết và cốt tủy, trừ đau đớn ra, hoàn toàn không ngại với tu luyện. Lục Lâm Thiên nhớ rõ ma linh yêu nữ đã từng nói qua, người có tu vị phá giới cảnh sơ giai dường như không chịu được một ngày bị vô ảnh phệ tủy độc thư thôn phệ, nhưng mình trải qua nhiều ngày như vậy lại không có việc gì. Tuy vô ảnh phệ tủy độc thư làm cho Lục Lâm Thiên đau đầu, nhưng trước mắt không sao cả, chỉ có thể chờ khôi phục thời kỳ toàn thịnh lại nghĩ biện pháp, bằng không hắn vẫn bị vô ảnh phệ tủy độc thư thôn phệ huyết nhục cốt tủy, Lục Lâm Thiên sẽ lo lắng càng nhiều. Không có người quấy rầy, Lục Lâm Thiên tiếp tục điều tức, ít nhất vẫn phải làm vậy. Có tác dụng của hỗn độn âm dương quyết, Lục Lâm Thiên khôi phục với tốc độ rất nhanh, đối với người bình thường mà nói,
Tốc độ khôi phục này làm người ta cảm thấy khủng bố. Vào đêm, trong màn đêm, trăng sáng lên cao, tối nay trăng mờ sao thưa, gió đêm lất phất. Ồ! Lúc Lục Lâm Thiên đang điều tức, đột nhiên hắn dừng lại, thu thủ ấn, cũng mở cấm chế ra. Lục tiên sinh! Bên ngoài đình viện có giọng nói thanh thúy truyền tới, chính là giọng của Phương Thải Y. Thải Y cô nương, muộn như vậy ngươi tới làm gì? Lục Lâm Thiên rời phòng, hắn ra ngoài đình viện, mở cửa sân ra, dung mạo thanh tú động lòng người xuất hiện trước mặt hắn, da thịt toàn thân giống như dương chi bạch ngọc, mang theo ánh sáng óng ánh, chính là Phương Thải Y. Phương Thải Y không nói gì, nhìn Lục Lâm Thiên một hồi, đôi mắt dễ thương sinh ra một tia khác thường, lập tức đi vào đình viện. Lục Lâm Thiên rất ngoài ý muốn, dẫn Phương Thải Y vào trong phòng nhỏ, hỏi. Thải Y cô nương, người muộn như vậy đến đây, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Ta có thể gọi ngươi Lâm Thiên không? Phương Thải Y xoay người lại, nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt đen bóng như làn thu thủy hơi chấn động. Đương nhiên có thể. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, ánh mắt mang theo một ít nghi hoặc. Lâm Thiên. Phương Thải Y gọi một tiếng, lập tức nhào vào trong Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cảm thấy nghi hoặc, mùi hương thơm ngát bao phủ toàn thân. Lục Lâm Thiên thậm chí có thể cảm giác tim nàng đập rất nhanh. Thải Y cô nương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lục Lâm Thiên quả thực sững sờ, do dự một hồi sau đó ôm nữ tử trong lòng, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, việc này quá đột ngột, Lục Lâm Thiên cũng có phần không quen. Không nên hỏi ta vì cái gì? Phương Thải Y ngẩng đầu, đôi mắt đen bóng thanh tịnh, Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử gần trong gang tấc, hôm nay Phương Thải Y dường như có phần đau thương, hắn vẫn nhận ra điều này. Hôn ta! Phương Thải Y nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn thẳng, ngược lại làm Lục Lâm Thiên sững sờ, cho rằng mình nghe lầm, nói. Thải Y cô nương, rốt cuộc ngươi bị làm sao thế? Lâm Thiên, ta không phải nữ tử tùy tiện, ngươi là nam nhân đầu tiên ôm ta, hôn ta, không nên hỏi vì cái gì, nếu ngươi chán ghét ta, ta sẽ đi. Phương Thải Y nói với Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, lập tức gương mặt cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng của nàng. Thân thể mềm mại của Phương Thải Y rung rung, tim đập thật nhanh, có chút không biết làm sao, giữa bờ môi truyền tới cảm giác ướt át, nàng cảm thấy ánh mắt mê ly, đôi mi nhắm lại, đôi tay ôm chặt Lục Lâm Thiên, lại nghênh tiếp bờ môi Lục Lâm Thiên, cảm giác tê tê từ cánh môi truyền đến, loại cảm giác này nàng chưa bao giờ trải qua, lại có phần mê say trong đó. Tuy Lục Lâm Thiên mang theo nghi vấn, nhưng lúc này ngọn lửa áp lực trong lòng đang thiêu đốt, hai tay bắt đầu dò xét thân thể trong ngực. Đôi tay không ngừng du động trên người ngọc, từ lưng, eo tới bờ mông, hắn không ngừng xoa nắn, Phương Thải Y thở càng gấp. Lâm Thiên, muốn ta. Sau một lát, Phương Thải Y tách khỏi bờ môi Lục Lâm Thiên, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lục Lâm Thiên, nàng có thể cảm giác được, dị vật của nam nhân trước mặt đang nóng lên, nó vẫn đang va chạm giữa hai chân nàng, tuy chưa hiểu nhân sự, nhưng nàng biết vật ấy là gì, đôi má đỏ ửng, toàn thân gấp gáp và nôn nóng. Một lát sau, trong phòng diễn ra rất tự nhiên. Trên giường, váy dài Phương Thải Y nhẹ cởi, á sigma viết thường lót rơi xuống, thân thể tuyệt mỹ bày ra, da thịt óng ánh sáng long lanh, tươi mới ướt át. Hai mắt Phương Thải Y ngượng ngùng khép hờ, gò má ửng đỏ, tư thái thẹn thùng vô cùng động lòng người. A hát. Một lát, Lục Lâm Thiên nhét đầy thông đạo cấm địa, no đủ phong phú, tiếng kêu thanh thúy phá tan màn đêm. Ngoài cửa sổ gió đen phần phật. Trong phòng có nữ rên rỉ, hô hấp ồ ồ, vân vũ dạ, phẩm hậu cần hình, xuân sắc giạt rào. Một đêm mà qua, ánh sáng bình minh bắt đầu ló dạng, trong thải hồng cốc ngân quang bắt đầu sáng rõ. Gió sớm nhẹ nhẹ, ngọn cây ve vẩy, mặt đất bừng tỉnh trong sương sớm, có ánh mặt trời xuyên qua khe lá, vạn vật sinh cơ bừng bừng. Sáng sớm là lúc người ta thoải mái nhất. Trong phòng, Lục Lâm Thiên nhìn vào chăn đệm, nhìn đóa hoa đỡ rực trên giường. Ánh mắt hơi động, lập tức ngẩng đầu nhìn nữ tử xinh đẹp đang mặc váy dài, nói nhỏ. Thải Y, ta. Chuyện này không liên quan đến ngươi, tất cả đều là ta tự nguyện. Phương Thải Y quay đầu lại, chen ngang lời Lục Lâm Thiên nói, sau khi buộc lại mái tóc đen, nhất cử nhất động mang theo dáng vẻ tinh tế, hiển lộ nét xinh đẹp của nàng, tối hôm qua rất thoải mái, nhìn dung nhan động lòng người, lúc này nàng mang theo vài phần vũ mị. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động. Không nói gì, tất cả dường như quá đột ngột. Lâm Thiên, ngày mai ta phải đi. Phương Thải Y nhìn Lục Lâm Thiên,
trên mặt mang theo nhu tình nói. Hôm nay, ta sẽ đính hôn với Phạm Sư Huynh, ngày mai sẽ đi tới vô minh thế giới. A hát, ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức sững sờ, nói. Ngươi đính hôn với tên phế vật kia. Đúng vậy, hôm nay đính hôn, tất cả đã an bài, thời điểm này có lẽ không ít người trong vạn cổ thế giới đã đến Thải Hồng Cốc. Phương Thải Y vô cùng thương cảm, nàng lặng lẽ nhìn Lục Lâm Thiên một hồi, đôi mắt hơi ướt át. Ngươi không muốn, tại sao phải như thế? Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng nhìn Phương Thải Y, trong mắt tỏa ra hào quang sáng ngời. Không có người nào ép ta, tất cả đều là ta lựa chọn, có chút chuyện, người vẫn không rõ, có chút trách nhiệm ta phải gánh chịu. Phương Thải Y ngăn nước mắt chảy dài, mỉm cười với Lục Lâm Thiên. Ngươi đã là nữ nhân ta, chuyện của ngươi, ta sẽ quản. Lục Lâm Thiên trầm thấp đầu, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tinh mang chợt lóe lên. Ngươi có thể nói như vậy, ta cảm thấy đáng giá, ta không có nhìn lầm ngươi. Phương Thải Y tiến lên, cúi người nhìn Lục Lâm Thiên, ngón tay vuốt ve gò má Lục Lâm Thiên, nói nhỏ. Nhưng ngươi không nên ngốc như thế, lần đầu tiên ta đã cho ngươi, không nhất định đại biểu ta là nữ nhân của ngươi, ngươi cũng không cần quản chuyện của ta. Có lẽ ta sẽ quản. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu trầm giọng nói, giờ phút này, Lục Lâm Thiên cảm giác nữ tử trước mặt đặt quá nhiều chuyện trong lòng, lưng đeo quá nhiều thứ, dường như khác với trước kia, có lẽ nàng cũng có được hai mặt, mấy ngày qua, nàng dùng một mặt này đối diện với mình. Ngươi quản thế nào, ngươi mới là phá giới cảnh sơ giai, ngươi có thể quản cái gì? Đáy lòng ta mong chờ ngươi quản biết chừng nào. Phương Thải Y nghiêm túc nhìn Lục Lâm Thiên. Cho ta thời gian, ta cần thời gian là được, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ quản. Lục Lâm Thiên nghiêm mặt nói. Thời gian, ngàn năm, hay là vạn năm, chờ ngươi có thể quản, vạn năm sáu. Quá muộn, huống chi. Phương Thải Y vuốt ve gương mặt Lục Lâm Thiên, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, lập tức nói. Cho dù ngươi có thể quản ta, ngươi có thể quản khởi cả vạn cổ thế giới sao? Lục Lâm Thiên sững sờ một hồi, nhìn nữ tử trước mặt, nói. Ngàn năm vạn năm quá lâu, cho ta trăm năm là được rồi. Đúng, ngàn năm vạn năm quá lâu, trăm năm quá dài, ta chỉ tranh giành sớm chiều. Phương Thải Y nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt đen chấn động, nói nhỏ. Lâm Thiên, ta không có thời gian trăm năm không cải biến cái gì, ở trên đời này, thực lực mới là tất cả. Lục Lâm Thiên ngơ ngác nhìn nữ tử trước mặt, đột nhiên trong nội tâm nhớ lại gương mặt đơn thuần của nàng trong mấy ngày qua, tất cả trôi qua ngắn ngủi, tất cả trở nên lạ lẫm, tất cả biến thành lạnh nhạt. Lâm Thiên, nếu có thể lựa chọn, ta nhất định sẽ chờ ngươi trăm năm, ngàn năm thì như thế nào? Nhìn gương mặt trước mắt, Phương Thải Y cúi đầu hôn lên bờ môi kia, lập tức đứng dậy, nói nhỏ. Hy vọng ngươi đừng trách ta. Lời nói vừa dứt, Phương Thải Y quay người rời đi, trong lúc quay người giọt nước mắt lăn dài trên má. Đúng rồi, Phạm Đường Chủ đã đồng ý cho ngươi gia nhập Chiến Thiên Liên Minh, còn cố ý bảo phụ thân ta thu ngươi làm đồ đệ, cho ngươi trở thành đệ tử thân truyền Chiến Thiên Liên Minh, một lát sau sẽ có người mang ngươi đi. Thời điểm nói xong lời cuối cùng, thân ảnh Phương Thải Y biến mất. Nhìn bóng lưng bay bổng kia, Lục Lâm Thiên lúc này mới ý thức được, với mình hiện tại mà nói, đối phương đã là cường giả, thực lực của nàng còn mạnh hơn mình quá nhiều. Sau một lát, Lục Lâm Thiên cười khổ, đứng dậy mặc quần áo vào, nhìn đóa hoa đỏ rực trên giường, tất cả đều làm Lục Lâm Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Một giờ sau, bên ngoài đình viện có mấy nữ đệ tử Thải Hồng Cốc đi đến, mang theo vui vẻ và chúc mừng, nói cốc chủ muốn thu hắn làm đồ đệ. Sau này hắn chính là đệ tử thân truyền Thải Hồng Cốc, thân là đệ tử cốc chủ, địa vị trong Thải Hồng Cốc sẽ có khác biệt. Thải Hồng Cốc với tư cách thế lực mạnh nhất vạn cổ thế giới, đệ tử cốc chủ Thải Hồng Cốc ở trong vạn cổ thế giới có địa vị cao thượng, bao nhiêu người trông mong còn không được. Mấy nữ đệ tử cố ý mang cẩm bào tinh phẩm tới, một lát nữa sẽ đi quảng trường bái sư, tự nhiên phải mặc tử tế mới được. Lục Lâm Thiên vốn không tình nguyện, chính mình gia nhập Chiến Thiên Liên Minh. Cũng không có nói muốn bái sư, nhưng sau đó, ngược lại cũng không có phản đối, chính mình mới đến, cốc chủ Thải Hồng Cốc thu mình làm đồ đệ, về sau có thế lực Thải Hồng Cốc, đối với chính mình có lẽ có không ít trợ giúp. Nghe mấy nữ đệ tử nói chuyện, Lục Lâm Thiên cũng được biết không ít chuyện, Phương Thải Y sẽ đính hôn với thiếu môn chủ Thiên Thủy Môn Phạm Kiếm Nhân, Thiên Thủy Môn có thực lực cường hãn trong vô minh tiểu thiên thế giới, trong Chiến Thiên Liên Minh cũng có được địa vị hộ pháp,
đối với Thải Hồng Cốc mà nói, đây là trèo cao. Trong lời của mấy nữ đệ tử này mang theo hâm mộ, thiếu môn chủ Thiên Thủy Môn không chỉ tuấn lãng, thực lực mạnh, còn có thế lực Thiên Thủy Môn cường hãn, đây là Bạch Mã Vương Tử trong lòng các nữ đệ tử. Lục Lâm Thiên nghe xong, trong lòng không có tư vị, hắn đi theo mấy nữ đệ tử này tới quảng trường Thải Hồng Cốc. Trên đường đi, Lục Lâm Thiên mới phát hiện, thì ra Thải Hồng Cốc đã răng đèn kết hoa, mang theo cảm giác vui mừng, không ít thế lực mạnh đã tới Thải Hồng Cốc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người chúc mừng quan hệ thông gia giữa Thải Hồng Cốc và Thiên Thủy Môn. Diện tích Thải Hồng Cốc rất lớn, mà quảng trường cũng có diện tích cực lớn, bốn phía có núi vây quanh, ngọn núi như mọc lên đột ngột từ mặt đất, non xanh nước biếc, giữa không trung có sương mù lượn lờ, cảm giác như tiên cảnh mờ ảo. Mấy nữ đệ tử dẫn Lục Lâm Thiên đến quảng trường, lại cung kính lui ra. Lục Lâm Thiên đến quảng trường, lúc này trên quảng trường vô cùng náo nhiệt, không khí vui tươi. Tiểu huynh đệ, mấy ngày qua ta bận rộn công việc trong vạn cổ thế giới, có chỗ lãnh đạm, xin hãy tha lỗi. Lục Lâm Thiên đang đứng tại chỗ, Phạm Sàm đã đi tới, trên mặt tươi cười khách khí. Phạm đại ca khách khí. Lục Lâm Thiên gật đầu. Tiểu huynh đệ, mời. Phạm Sàm ý bảo Lục Lâm Thiên tiến vào trong đại điện, cũng nói chuyện an bài Lục Lâm Thiên tiến vào Chiến Thiên Liên Minh, cố ý cho Lục Lâm Thiên bái sư cốc chủ Thải Hồng Cốc Phương Chí Thành, về sau ở trong Chiến Thiên Liên Minh sẽ có tiền đồ rất lớn. Lục Lâm Thiên tỏ vẻ biết ơn, bái thêm một sư phụ, ngược lại cũng không có việc gì, về sau mình cũng có chỗ đặt chân. Ngồi ở vị trí thủ tọa bên trái, chung quanh có hơn 100 người, tu vị thực lực không dưới phá giới cảnh. Thậm chí có hai phá giới cảnh cao giai. Vào lúc này Phạm Kiếm Nhân đã ngồi ở vị trí thủ tọa bên phải, nhìn thấy Lục Lâm Thiên, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, nhưng ở đây có Phạm Sàm nên hắn không dám biểu lộ quá nhiều. Thấy thần sắc Lục Lâm Thiên lạnh nhạt, tu vị thực lực của hắn không cao, nhưng Phạm Sàm nhưng lại khách khí có thừa, ánh mắt không ít người sinh ra nghi ngờ. Ánh mắt Phạm Sàm khẽ nhúc nhích, lập tức nghe Phạm Sàm giới thiệu. Lục Lâm Thiên mới biết những người này đều là cường giả đỉnh cấp thế lực lớn trong vạn cổ thế giới, phá giới cảnh đã hơn 10 người. Có Phạm Sàm giới thiệu, mọi người đều khách khí với Lục Lâm Thiên, người ngay cả Phạm Sàm phải cực kỳ khách khí, các thế lực trong vạn cổ thế giới không dám xem thường và đắc tội. Cuối cùng nghe nói Lục Lâm Thiên lát nữa sẽ bái sư Phương Chí Thành, mọi người vô cùng nghi hoặc, nếu người này có lai lịch bất phàm, tại sao lại bái sư Phương Chí Thành? Trong lòng mọi người ẩn giấu nghi hoặc, thời gian từ từ qua đi, ngày đã đến trưa, cả quảng trường đầu người lúc nhúc, tụ tập càng ngày càng nhiều. Rốt cục khi mọi người chờ đợi, quảng trường có động tĩnh, đám người bạo động, cuối cùng tránh ra một lối đi. Bái kiến cốc chủ, từng tiếng nói cung kính vang lên, người trên quảng trường hành lễ. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào, trên quảng trường có không ít đệ tử trẻ túm tụm, cốc chủ Thải Hồng Cốc Phương Chí Thành dẫn theo Phương Thải Y. Hai người cùng tiến lên. Thần sắc Phương Chí Thành ổn trọng, thân thể hơi cong, nhưng mà ánh mắt tinh mang ám lộ, trong vô hình có khí chất uy nghiêm tỏa ra, thần thái phong khinh vân đạm, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Phương Thải Y vẫn mặc váy dài xinh xắn, đôi mắt chớp động, dáng người thướt tha yêu kiều, nàng bước tới ngồi bên cạnh Phạm Kiếm Nhân, ánh mắt tỏa sáng. Bái kiến Phương cốc chủ. Lúc này rất nhiều thủ lĩnh thế lực thở dài, thần sắc khác nhau. Lục Lâm Thiên không khó nhìn ra được, sợ rằng trong vạn cổ thế giới cũng không bình đạm yên ổn như mình vẫn nghĩ. Mọi người đa lễ. Ánh mắt Phương Chí Thành lập lòe, phất tay sau đó nói. Hôm nay thỉnh chư vị đến Thải Hồng Cốc, tổng cộng có hai chuyện. Chuyện đầu tiên là con gái ta sẽ đính hôn với thiếu môn chủ Thiên Thủy Môn Phạm Kiếm Nhân. Chuyện thứ hai là kẻ hèn này thu đệ tử thứ bảy, cũng là đệ tử quan môn. Lục Lâm Thiên nghe nói vậy. Ánh mắt vẫn nhìn Phương Thải Y, ánh mắt Phương Thải Y nhìn xuống, nhẹ nhàng mím môi, giống như thẹn thùng cúi đầu, nhưng lại không phải. Thẹn thùng. Cảm giác được ánh mắt Lục Lâm Thiên, Phương Thải Y ngẩng đầu, đôi mắt đen linh động, bốn mắt nhìn nhau, không có bất kỳ chấn động nào, lại chậm rãi qua đi. Phương Chí Thành nói ngắn gọn vài câu, thân là trưởng môn Thiên Thủy Môn, đường chủ Chiến Thiên Liên Minh Phạm Sàm lên đài, lúc này khách khí nói vài câu cảm tạ. Cũng khen Phương Chí Thành và Phương Thải Y, nhìn qua cực kỳ hòa ái. Cuối cùng tuyên bố Phương Thải Y và Phạm Kiếm Nhân hai người đính hôn với nhau, trên quảng trường vang lên âm thanh chúc mừng nhiệt liệt, Phạm Kiếm Nhân càng cười không khép miệng được, thân ảnh đến trên quảng trường, nắm tay Phương Thải Y, hai người trai tài gái sắc, tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều.
Trong lòng Lục Lâm Thiên thất lạc không nhỏ, muốn làm chút gì đó, hắn lại cười khổ, chỉ là quan hệ ngoài ý muốn mà thôi, mình còn có thể làm gì, nếu nàng chịu, chính mình cho dù không sợ hậu quả cũng phải liều mạng một phen, cũng muốn thử một lần, nhưng hiện tại tất cả là nàng lựa chọn, có lẽ trong thế giới của nàng, mình chỉ là người mới đến, hắn hiểu điều đó. Nhưng giờ phút này, Lục Lâm Thiên cảm giác tâm của mình đang đau, loại cảm giác này rất phi diệu, dù sao, nữ trước mặt có quan hệ không tầm thường với mình. Một lát sau, được đệ tử Thải Hồng Cốc an bài, Lục Lâm Thiên lên đài bắt đầu bái sư, ánh mắt toàn trường đều tập trung lên người Lục Lâm Thiên, đang suy đoán lai lịch và thân phận Lục Lâm Thiên. Bái sư phức tạp hơn suy nghĩ của Lục Lâm Thiên rất nhiều, đầu tiên là có đệ tử tuyên bố cốc quy Thải Hồng Cốc, sau đó còn phải gặp 6 sư huynh sư tỷ. Tổng cộng là 5 nam 1 nữ, trong 6 người này có 2 người Lục Lâm Thiên đã gặp, bình thường ở ngay trong Thải Hồng Cốc, 2 người tuổi chừng 40, thân thể gầy gò, phân biệt tên là Hồng Dương, Hồng Tinh, theo thứ tự là Đại Sư Huynh và Tam Sư Huynh. 4 người còn lại đều có bộ dáng trung niên, 3 nam 1 nữ, nữ đang mặc cung trang, chính là Nhị Tỷ Hồng Nguyệt, Tứ Sư Huynh Hồng Thần, Ngũ Sư Huynh Hồng Kiền, Lục Sư Huynh Hồng Khôn. Lục Lâm Thiên chào từng người. Bọn họ đều có tu vị phá giới cảnh, trong đó Đại sư huynh Hồng Dương tu vị cao nhất, Lục Lâm Thiên suy đoán, có lẽ là ngộ chân cảnh sơ giai, tương xứng với Phương Thải Y, Nhị sư tỷ Hồng Nguyệt, Tam sư huynh Hồng Tinh hai người đều là phá giới cảnh cao giai. Cuối cùng Lục Lâm Thiên bái sư, hắn cung kính hành lễ, dựa theo quy củ Thải Hồng Cốc, sau khi hành lễ là kính trà, lúc này mới hoàn thành quá trình bái sư. Lục Lâm Thiên cuối cùng cũng xem như đạt được đại lễ. Trở thành đệ tử thứ 7 cốc chủ Thải Hồng Cốc, sau khi kính trà, Phương Chí Thành giao cho Lục Lâm Thiên một hộp gấm mở ra, có viên đan dược tràn đầy năng lượng, tên là Giới Nguyên Đan, nó là vật có giá trị xa xỉ, nghe nói giá trị của nó còn cao hơn tọa giá khôi lỗi cấp 1 nhiều. Sau khi bái sư có không ít người chúc mừng, tăng thêm hôm nay là ngày đính hôn giữa Phương Thải Y và Phạm Kiếm Nhân, cho nên cảnh tượng rất náo nhiệt. Lục Lâm Thiên lập tức làm quen không ít trưởng lão và hộ pháp trong Thải Hồng Cốc, cuối cùng cũng bị dìm ngập trong đám người, sau đó lặng lẽ lui ra. Trong Thải Hồng Cốc, núi non trùng điệp, cảnh rất đẹp, nhìn ra xa sẽ thấp thoáng thấy các kiến trúc mái cong cổ kính rêu phong, chung quanh sơn thủy hữu tình, mây mù lượn lờ, nội tâm cảm thấy thoải mái. Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, mắt nhìn lên trời, chẳng biết tại sao hôm nay hắn cảm thấy áp lực. Ai? Sau một lát, thần sắc Lục Lâm Thiên trầm xuống, lập tức cảnh giác nhìn ra sau lưng. Linh hồn lực thất sư đệ thật mạnh. Một giọng nói thanh thúy truyền tới, một thân ảnh mặc cung trang đi tới, chỉ đi mấy bước đã tới trước mặt Lục Lâm Thiên, chính là Nhị sư tỷ Hồng Nguyệt. Bái kiến Nhị sư tỷ. Lục Lâm Thiên hơi giấu ánh mắt lóe sáng, lập tức hành lễ. Thất sư đệ không cần đa lễ, ta cũng muốn hít thở không khí trong lành, không nghĩ tới thất sư đệ cũng ở chỗ này. Hồng Nguyệt nói nhỏ, nhìn phương xa, ánh mắt không có chấn động. Ta cũng đang ngắm cảnh. Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Thất sư đệ, hôm nay sư muội đính hôn, người có cao hứng thay nàng không? Đột nhiên Hồng Nguyệt quay đầu lại hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười cười, nói. Chính nàng mất hứng, người khác làm sao cao hứng thay nàng được? Người cũng nhìn ra sao? Hồng Nguyệt nhìn Lục Lâm Thiên, dường như có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt chấn động một hồi, nói. Đương nhiên nàng không cao hứng, nàng làm như vậy, đều là bất đắc dĩ, vì vạn cổ thế giới, nàng mới như thế. Nàng có thể lựa chọn. Lục Lâm Thiên nói. Lựa chọn, không phải tất cả mọi người có quyền lợi lựa chọn. Hồng Nguyệt cười cười, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Ngươi biết lai lịch của ta và năm sư huynh khác không? Lục Lâm Thiên không nói gì, nhìn Hồng Nguyệt rồi lắc đầu. Sư huynh tỷ đệ chúng ta đều là cô nhi, đều do sư phụ thu dưỡng, cuối cùng thu làm đệ tử, không có sư phụ, sẽ không có chúng ta hôm nay, tất cả của chúng ta, cho dù là tên đều là sư phụ cho. Hồng Nguyệt nói với Lục Lâm Thiên. Sư phụ là một người tốt. Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Đương nhiên, ít nhất trong lòng chúng ta không ai có thể thay thế sư phụ, từ nhỏ đến lớn, chúng ta xem Thải Y như muội muội, nhưng hôm nay, nhìn thấy Thải Y mất hứng. Chúng ta nhưng lại bất lực. Hồng Nguyệt thở dài. Vừa dứt lời, Hồng Nguyệt nhìn Lục Lâm Thiên, nói nhỏ. Thất sư đệ, linh hồn lực của ngươi rất mạnh, ta cảm giác, ngươi dường như có không ít bí mật, cũng nghe Thải Y sư muội nói về ngươi, cố gắng tu luyện đi,
hy vọng có một ngày, người có thể vượt qua chúng ta, thậm chí vượt qua sư phụ. Thời điểm vừa dứt lời, thân ảnh Hồng Nguyệt biến mất trên ngọn núi. Lục Lâm Thiên mãi cho đến ban đêm mới đặt chân vào đình viện, cả thải hồng cốc vẫn phi thường náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Lâm Thiên tiếp tục điều tức, khôi phục thương thế trong người, thương thế đã khôi phục 7-8 phần, chờ khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, lại bắt tay nghĩ biện pháp giải quyết vô ảnh phệ tủy độc thư. Một đêm qua đi, trong thải hồng cốc dần dần bình thường trở lại. Sáng sớm, trong thải hồng cốc có một tọa giá khôi lỗi phi hổ bay đi, mấy đạo thân ảnh đạp không đứng đó. Phương Thải Y nhìn xuống dưới, phất tay chào Phương Chí Thành và đám Hồng Dương. Sư muội, chúng ta đi thôi. Phạm Kiếm Nhân đại Phương Thải Y sau lưng. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Ánh mắt Phương Thải Y nhìn qua mốt hướng trong thải hồng cốc, lúc này quay người rời đi. Giống. Mọi người tiến vào tọa giá phi hổ, một lát sau, tọa giá khôi lỗi bay lên cao, chỉ lách mình vài cái đã biến mất trên không trung. Bảo trọng. Ánh mắt Phương Chí Thành chớp động, hào quang trong mắt lập lòe, thì thào nói nhỏ. Thải Y, chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ, tất cả rất phức tạp, ai? Lục Lâm Thiên đang điều tức, toàn thân bao bọc trong hào quang kim sắc, khí tức càng ngày càng dài, không có người tới quấy rầy, Lục Lâm Thiên cũng không đi ra ngoài, thời gian mấy ngày qua hắn vẫn điều tức. 5 ngày sau đó, trong màn đêm, ánh trăng chiếu sáng sơn mạch, ánh trăng như tấm sa mỏng bao phủ các ngọn núi. Lại giống như sương mù dày đặc che chắn mọi vật. Xuy. Trong dãy núi, một đạo thân ảnh lóe lên như sao băng, lóe lên rồi biến mất, nhanh như thiểm điện. Xoẹt xoẹt tương đương. Hàng loạt âm thanh, xoẹt xoẹt tương đương, vang lên, đình viện im lặng. Hô. Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm chọc khí, lập tức đình chỉ tu luyện, tâm thần quan sát chung quanh, thần sắc khẽ biến, thân ảnh lập tức đứng lên rời phòng. Là ai? Đến bên ngoài gian phòng, vừa mở cửa phòng thì có một người bay vào, ánh mắt Lục Lâm Thiên quan sát, đây là một nữ tử không ăn mặc chỉnh tề, chính là một trong những nữ tử mang hắn đi quảng trường lúc trước. Chết! Lục Lâm Thiên lập tức phát hiện nữ tử này là thi thể, quần áo mất trật tự, chỗ ngực, quần áo nghiền nát, khóe miệng máu tươi tràn ra, đã không còn sinh cơ. Thất sư đệ có thể ở đây không? Cũng lúc đó có tiếng nói vang lên, không ít thân ảnh cũng xuất hiện bên ngoài đình viện. Lời nói vừa dứt, cánh cửa đình viện bị mở ra, hơn 10 đạo thân ảnh vội vàng xông vào, cuối cùng cũng nhìn thấy Lục Lâm Thiên, còn có thi thể nữ tử trên mặt đất. Trong mấy chục người tới có 2 người đi đầu, Lục Lâm Thiên đã gặp qua, chính là Ngũ Sư Hồng Kiền, Lục Sư Huynh Hồng Khôn, 2 người đều có tu vị phá giới cảnh sơ giai, bộ dáng hơn 30 tuổi, những người còn lại đi theo đều có cấp độ hậu thiên, thực lực thấp nhất còn có hơn 10 người, tương đương với tôn cấp trên đại lục Linh Vũ. Hoàng sư muội, những nam nữ đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy thi thể nữ tử trên mặt đất, lập tức vây quanh, sau đó ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên mang theo địch ý. Thất sư đệ, vì sao ngươi làm như vậy? Hồng Kiền nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt nặng nề, thân hình gầy gò run rẩy. Ngũ sư huynh, ta. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ giật mình, loại tình huống này làm Lục Lâm Thiên sững sờ. Hừ, sư phụ mới thu ngươi làm đệ tử. Ngươi đã làm ra chuyện bại hoại môn phái, quả thực là ném mặt mũi sư huynh đệ chúng ta. Hồng Khôn chen ngang lời Lục Lâm Thiên, ánh mắt lãnh lẽo mang theo địch ý nhìn Lục Lâm Thiên. Lục sư huynh, ta không quan hệ tới việc này, ta cũng không biết rõ tình hình. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, thời điểm này Lục Lâm Thiên làm sao không rõ, chính mình nhất định là bị hãm hại, đây tuyệt đối không phải là chuyện trùng hợp. Chê cười, có nữ đệ tử chết trong phòng của ngươi. Ngươi nói không có quan hệ tới ngươi, ngươi không biết rõ tình hình, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Hồng Khôn cười lạnh, mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lãnh ý trong mắt bắn ra ngoài. Có tin hay không tùy ngươi, mấy ngày qua ta không đi ra ngoài. Sắc mặt Lục Lâm Thiên bắt đầu âm trầm. Mặc kệ chúng ta tin hay không, ngươi theo chúng ta đi một chuyến, đi gặp sư phụ, tất cả do sư phụ định đoạt. Hồng Kiền nhìn Lục Lâm Thiên, khí tức tập trung Lục Lâm Thiên. Tốt, ta đi gặp sư phụ với ngươi. Lục Lâm Thiên gật đầu, trong nội tâm ngưng trọng, rốt cuộc là ai muốn hãm hại mình. Đám người rời khỏi đình viện, lúc này trên đường đi tụ tập càng nhiều đệ tử, sau khi nghe nói chuyện này thì ánh mắt mang theo thù hận nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, nếu không phải bởi vì thân phận của Lục Lâm Thiên, chỉ sợ đã sớm có người ra tay với Lục Lâm Thiên.
Lục Lâm Thiên theo Hồng Kiền và Hồng Khôn đến đại điện, sớm có đệ tử thông chi trưởng lão Thải Hồng Cốc và Phương Chí Thành, hơn 10 trưởng lão đang chờ ở trong đại điện. Sư phụ, thi thể Hoàng Anh được tìm thấy trong phòng thất sư đệ, quần áo trên người vỡ nát và rối loạn, chỉ sợ khi còn sống đã bị lăng nhục qua, nhất định trong lúc phản kháng đã bị diệt khẩu. Trên đại điện, Hồng Khôn nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên. Thật sự quá mức, hành vi như vậy không bằng cầm thú. Vừa mới gia nhập Thải Hồng Cốc, dám cả gan làm loạn như thế, làm càn. Thải Hồng Cốc cũng không phải là tà môn ma đạo giết người cướp của, vẫn có điểm mấu chốt không thể vượt qua, lại còn là đồng môn. Nghe Hồng Khôn nói xong, một đám trưởng lão và hộ pháp Thải Hồng Cốc đều thấp giọng nghị luận với ngươi. Lâm Thiên, ngươi còn gì để nói? Phương Chí Thành hỏi Lục Lâm Thiên. Sư phụ, đệ tử cũng không biết rõ tình hình, có người hãm hại đệ tử. Lục Lâm Thiên nghe chung quanh nghị luận, ngẩng đầu nhìn qua Phương Chí Thành, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Chê cười, người trong phòng của ngươi, ngươi nói không có quan hệ tới ngươi, vậy ngươi nói xem, là kẻ nào gây ra? Hồng Khôn lạnh nhạt hỏi Lục Lâm Thiên. Lục sư huynh, ta vừa mới bái làm môn hạ sư phụ, chúng ta còn không có giao tình gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, Lục Lâm Thiên ta tuyệt đối không phải người như vậy, có kẻ giá họa cho ta. Lục Lâm Thiên âm trầm nói với Hồng Khôn. Đồng môn với ngươi, nói nhảm, ngươi làm ra loại chuyện này, còn có gì tư cách gì làm đồng môn với ta, dựa theo quy củ Thải Hồng Cốc, ngươi sẽ bị trục xuất. Hồng Khôn lạnh nhạt nói. Lâm Thiên, ngươi làm ta quá thất vọng. Phương Chí Thành nhìn Lục Lâm Thiên, thở dài một hơi. Sư phụ, ngươi cũng không tin ta. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Phương Chí Thành hỏi. Chứng cớ vô cùng xác thực, ta làm sao tin tưởng ngươi, ta muốn chứng minh ngươi vô tội cỡ nào, ngươi lại không có biện pháp chứng minh. Phương Chí Thành nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt mang theo vẻ tiếc hận. Ta hiểu rồi, đuổi ra khỏi đây. Thải Hồng Cốc này ta không tiến vào cũng được, sư phụ này ta không cần cũng được. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lập lòe, chính mình nói rõ là bị người A oan uổng, chuyện này giống như đất dính vào đúng quần cũng bị nói là phân, có giải thích cũng vô dụng. Ánh mắt Phương Chí Thành co rút một chút, ánh mắt lóe lên, không nói gì. Lớn mật, Thải Hồng Cốc còn chưa tới phiên ngươi hung hăng càn quấy, dựa theo quy củ Thải Hồng Cốc, ngươi phạm phải sai lầm, cũng không chỉ trục xuất đơn giản như vậy. Người phải chết để giữ nghiêm cốc quy. Hồng Khôn lạnh nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thẳng Hồng Khôn, trong mắt bắn ra lạnh ý. Hồng Khôn mắt thấy ánh mắt Lục Lâm Thiên, đột nhiên trong nháy mắt này hắn cảm thấy run sợ, ánh mắt trầm xuống, âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng áp chế run rẩy trong nội tâm của mình, lạnh nhạt nói. Như thế nào, ngươi không nghe rõ sao, ngươi phạm phải sai lầm. Cũng không phải khu trục xuất cốc đơn giản như vậy, người phải chết để giữ nghiêm môn quy. Hô! Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn Hồng Khôn, lập tức ánh mắt lại nhìn thẳng Phương Chí Thành, đến thời điểm này, có chút chuyện Lục Lâm Thiên dù ngu thế nào cũng hiểu rõ, nói. Người cảm thấy thế nào? Bất kể thế nào nói, người cũng là đệ tử của ta, trục xuất cốc là nhất định, nhưng không cần đánh chết tại chỗ, chỉ cần ngươi tự phế tu vị, ta cam đoan sẽ tha ngươi một mạng. Nhìn ánh mắt Lục Lâm Thiên, ánh mắt Phương Chí Thành khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói. Ha ha! Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức cười ha ha, tiếng cười quanh quẩn đại điện, sau đó tỏa ra chung quanh, tiếng cười kia ai nghe cũng cảm thấy nội tâm phát lạnh khó hiểu. Từ giờ trở đi, ta không có bất cứ quan hệ nào với Thải Hồng Cốc, Phương Chí Thành cũng không còn sư phụ của ta, Lục Lâm Thiên ta muốn rời khỏi Thải Hồng Cốc, mà không phải Thải Hồng Cốc trục xuất Lục Lâm Thiên ta. Tiếng cười thu liếm. Lời nói lăng lệ truyền ra quanh quẩn trời đêm, ai nghe cũng cảm thấy rùng mình. Phương Chí Thành đang ngồi ở vị trí trung tâm, quan sát Lục Lâm Thiên, ánh mắt chấn động, không biết tại sao trong lòng có cảm giác bất an. Vừa dưa lời, hàn quang trong mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, đến bây giờ, Lục Lâm Thiên làm sao không rõ trong đó có đại âm mưu, có người đang nhắm vào mình, mà ngay cả Phương Chí Thành cũng có liên quan, có thể vô thanh vô tức đến đình viện của mình. Còn đặt thi thể nữ đệ tử trước cửa, trong cả Thải Hồng Cốc này không có bao nhiêu người làm được. Lục Lâm Thiên, người quá làm càn, người xem Thải Hồng Cốc không người sao, thật sự không đặt Thải Hồng Cốc vào trong mắt. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, Hồng Khôn lập tức tiến lên, ánh mắt đầy hàn ý. Ta và Thải Hồng Cốc không còn quan hệ gì, chuyện hôm nay ta sẽ nhớ trong lòng.
Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Phương Chí Thành, lập tức nhìn Hồng Khôn, nói. Hiện tại ta phải đi, kẻ nào ngăn cản ta phải chết. Lục Lâm Thiên, niệm tình nghĩa thầy trò một hồi, người tự phế tu vị, ta bảo vệ tính mạng của ngươi. Phương Chí Thành mắt thấy Lục Lâm Thiên nói. Ta nói rồi, từ nay về sau, ta và ngươi không còn quan hệ với nhau, ngươi cũng không phải sư phụ ta. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói, vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên xoay người rời đi. Lớn mật, hung hăng càn quấy, cho rằng thải hồng cốc dễ đi như thế sao? Thời điểm Lục Lâm Thiên quay người, Hồng Khôn quát một tiếng, ngân quang dưới chân lóe lên, thân ảnh lập tức lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, chỉ trong nháy mắt hắn xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên không xa. Đứng lại cho ta! Hồng Khôn vung tay áo, móng tay của hắn bấu vào vai Lục Lâm Thiên, không gian vặn vẹo dưới một chảo này, lực áp chế cực mạnh muốn chấn áp Lục Lâm Thiên. Ngao! Trong nháy mắt tiếng long ngâm vang vọng, quanh người Lục Lâm Thiên sinh ra kim quang lập lòe, lúc quay người lại trong tay có kim quang đánh thẳng xuống. Trong nháy mắt ngắn ngủi sát khí bộc phát dữ dội, âm thanh vô cùng chói tai vang lên, không gian bị vạch phá, vết nứt không gian xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, không ít trưởng lão và hộ pháp trong đại điện đều biến sắc, thần thái ngưng trọng. Một chảo của Hồng Khôn lúc này cũng đến trước người Lục Lâm Thiên, chảo và kim sắc quang mang dùng xu thế khủng bố va chạm với nhau. Xuy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, sát khí tỏa ra ngập trời. Kim sắc quang mang hiển lộ, một đạo đao quang kim sắc đánh ra vặn vẹo không gian, một chảo của Hồng Khôn bị chém thành hai khúc dễ dàng. Xíu, yêu yêu. Thế đi của đao quang kim sắc không giảm, sát khí bộc phát ngập trời, nương theo đó là công kích linh hồn cực mạnh, tất cả được phóng thích ra trong tích tắc. Chỉ trong thời gian thật ngắn, nội tâm Hồng Khôn hoảng hốt, đồng tử khuếch tán, nhưng đến cấp độ phá giới cảnh chỉ thất thần trong nháy mắt cũng lâm vào nguy hiểm chí mạng, đao quang chém vào người hắn, vết nứt không gian lóe lên, đao quang lăng lệ lập tức chém thân thể hắn thành hai nửa. Coi chừng! Dừng tay! Trong đại điện có nhiều tiếng kêu vang lên, thời điểm tiếng nói vừa dứt, Hồng Khôn đã bị đao chém thành hai nửa, cả thân hình lập tức hóa thành huyết vụ, hồn anh và linh hồn hoàn toàn bị tiêu diệt. Hồng Khôn bị giết, lực lượng Lục Lâm Thiên thật mạnh. Một trưởng lão và hộ pháp quan sát Lục Lâm Thiên, sắc mặt kinh ngạc, Lục Lâm Thiên rõ ràng chỉ có tu vị phá giới cảnh sơ giai, Hồng Khôn cũng là phá giới cảnh sơ giai, nhưng có thể một đao chém giết cùng cấp cũng không phải người bình thường có thể làm được. Sắc mặt Phương Chí Thành run lên, ánh mắt của hắn âm lãnh đáng sợ, tất cả việc này hoàn toàn vượt qua dự kiến của hắn. Ta nói rồi, ai dám ngăn cản ta, giết không tha. Lục Lâm Thiên đứng trong đại điện, âm hàn tỏa ra bốn phía, huyết lục trong tay tỏa ra huyết sắc quang mang vô cùng đáng sợ, trong mơ hồ có sát khí tràn ngập các nơi, vào lúc này năng lượng trong thiên địa không ngừng tụ tập vào nơi đây. Lục sư đệ, ánh mắt Hồng Kiền ngẩn ngơ. Hắn không dám tin nhìn qua cảnh tượng trước mặt mình, lập tức hai mắt đỏ lên, mắt thấy Lục Lâm Thiên, lớn tiếng quát to, thân ảnh lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Hồng Kiền lui ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Phương Chí Thành vừa dứt lời, thân ảnh ngăn cản trước mặt Hồng Kiền, ống tay áo run lên, thân thể ngăn cản, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên trên người. Đồng môn cũng giết, tàn nhẫn như vậy, thật uổng trưởng môn thu ngươi, hôm nay không thể tha kẻ như ngươi. Trong đại điện, lúc này từng thân ảnh xuất hiện trước đại điện, khí tức cường hãn không ngừng bao phủ Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, ta vốn muốn lưu cho ngươi một mạng, nhưng ngươi giết đệ tử ta, xem ra không thể lưu ngươi rồi. Phương Chí Thành nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt dần dần âm trầm. Việc này do ngươi an bài, ta tốt xấu gì cũng gọi ngươi một tiếng sư phụ, tại sao ngươi lại bức bách ta? Lục Lâm Thiên cầm huyết lục trong tay, ánh mắt nhìn thẳng Phương Chí Thành. Nghe vậy, ánh mắt Phương Chí Thành nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Ngươi phạm phải sai lầm như thế, lại giết lục sư huynh của ngươi, ta làm sao có thể đủ tha cho ngươi. Trong lòng ngươi rõ ràng hơn ta, ngươi dám nói ngươi không biết sao, ta cho rằng thải hồng cốc sẽ là lối ra của ta tại vạn cổ thế giới, ta có thể trở thành một phần tử của thải hồng cốc, không nghĩ tới từ đầu tới đuôi không giống như suy nghĩ của ta. Lục Lâm Thiên cảm thán, huyết lục trong tay run rẩy. Dường như nó cảm nhận được Lục Lâm Thiên xúc động, nhìn qua Phương Chí Thành, Lục Lâm Thiên tiếp tục nói. Ta muốn biết, đây là chủ ý của ngươi hay là phạm sàm, tất cả là vì sao? Đến bây giờ, Lục Lâm Thiên đã hiểu ít nhiều, Phương Chí Thành muốn đối phó chính mình,
tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế. Phạm Sàm vội vàng rời đi, an bài mình ở trong thải hồng cốc, tất cả tuyệt đối có liên quan, nếu không phải Phạm Sàm, Phương Chí Thành sẽ không dám đối phó mình như vậy. Ngươi còn thông minh hơn tưởng tượng của ta nhiều, nhưng mà biết rõ càng nhiều càng phải chết, ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng mà bây giờ, ngươi phải chết. Phương Chí Thành vừa dứt lời, nguyên lực quanh người tỏa ra chung quanh. Trước khi giết ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận vì đưa ra quyết định này. Lục Lâm Thiên cầm đao đứng đó, huyến lục giơ lên cao. Mặc dù ngươi có chút bổn sự, nhưng ở trước mặt ta, ngươi chỉ là con sâu cái kiến, tu vị phá giới cảnh sơ giai có thể chống lại ta hay sao? Phương Chí Thành vừa dứt lời, thân ảnh của hắn lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, cả không gian sinh ra khí tức nóng bỏng, một đạo uy áp kinh người bao phủ Lục Lâm Thiên. Hỏa thuộc tính áo nghĩa. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, dưới uy áp này không gian cứng lại, một đạo bình chướng vô hình thẩm thấu không gian chấn áp mình từ bốn phương tám hướng. Bành! Thân ảnh Phương Chí Thành lao tới với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, bàn tay đánh xuống, trưởng ấn xuyên thấu không gian, lập tức xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, một trưởng chụp xuống, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức chia năm xẻ bảy, trực tiếp biến mất tại chỗ. Tàn ảnh, hắn tu luyện thời gian áo nghĩa. Sắc mặt Phương Chí Thành ngưng trọng, bốn đại áo nghĩa kỳ lạ, mỗi một tu luyện giả đều có điểm bất phàm, cũng rất khó ứng phó. Có thời gian áo nghĩa, người cũng trốn không thoát. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Phương Chí Thành biến mất trong đại điện. Vèo. Phương Chí Thành thực lực quá mạnh mẽ, Lục Lâm Thiên hiện tại không dám chống lại, chính mình chỉ có thể trốn, trốn càng xa càng tốt, thi triển thời gian gấp 60 lần. Thân ảnh lập tức chạy thoát công kích của Phương Chí Thành, trực tiếp lướt ra khỏi đại điện. Đệ tử thải hồng cốc bên ngoài đại điện không cách nào ngăn cản, cũng không phát hiện Lục Lâm Thiên. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đã rời khỏi đại điện, hắn như sao băng vạch phá màn đêm. Có thời gian áo nghĩa tại thân, nhưng dù sao tu vị quá thấp. Giữa không trung, thân ảnh Phương Chí Thành lại xuất hiện, hắn đứng trước mặt Lục Lâm Thiên. Tất cả mọi việc trong thải hồng cốc đều do ta khống chế. Ngươi làm sao có thể đào thoát, có thời gian áo nghĩa, trước mặt thực lực tuyệt đối cũng vô dụng. Thân ảnh Phương Chí Thành xuất hiện, hai tay không ngừng biến hóa, một lực lượng bàng bạc hội tụ vào trong tay, lập tức không gian vô hình biến thành nóng rực, dường như có màn sáng phóng thích ra ngoài, lập tức bao vây Lục Lâm Thiên vào bên trong. Trong nháy mắt khí tức nóng bỏng bao phủ không gian, sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức đại biến, không gian quanh người cứng lại, không gian này hoàn toàn bị phong tỏa. Biến hóa cỡ này làm cho nội tâm Lục Lâm Thiên trầm xuống, không gian nóng bỏng phong tỏa các nơi, lực lượng trói buộc trầm xuống, toàn thân giống như bị giam cầm. Hắn toàn lực muốn tránh thoát không gian này, Lục Lâm Thiên cảm thấy nửa bước khó đi, lực lượng từ bốn phương tám hướng đang nghiền áp nguyên lực của hắn dừng lại. Phá! Không chút do dự, ánh mắt Lục Lâm Thiên chớp động, nguyên lực tràn ra dữ dội, huyết lục khống chế kim thuộc tính, quanh người hắn kim quang tỏa sáng. Huyết lục chém ra một đường vòng cung rất huyền diệu. Ngao! Tiếng đao minh giống như long ngâm, đao quang kim sắc mang theo sát khí bao phủ các nơi, cả không gian trực tiếp run rẩy. Dưới đao mang màu vàng này, không gian trực tiếp chém ra một vết nứt không gian thật dài, mang theo theo âm thanh chói tai, một đao này đã chém nát không gian. Xíu, yêu yêu! Không gian nóng bỏng bị chém nát, kim mang hiện ra, hòa quang màu vàng nở rộ như pháo hoa rực rỡ, cảnh tượng tuyệt đẹp. Không gian nóng bỏng lung lay sắp đổ, cuối cùng vẫn không bị nghiền nát. Lục Lâm Thiên toàn lực một đao cũng không thể chém nát không gian nóng bỏng này. Sắc mặt Lục Lâm Thiên càng ngày càng ngưng trọng, tu vị thực lực của Phương Chí Thành quá mạnh mẽ, bản thân mình khó có thể làm gì, phá giới cảnh và ngộ chân cảnh hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau. Giữa không trung truyền ra tiếng kêu kinh ngạc của Phương Chí Thành, Lục Lâm Thiên đánh ra một đao này, hắn cảm thấy được sự bất đồng trong thực lực Lục Lâm Thiên. Uy năng cường hãn không phải người có tu vị phá giới cảnh sơ giai có thể có, thậm chí ở trong đó còn có linh hồn áo nghĩa, áp nghĩa lăng lệ chưa từng có. Xuy, một đao của Lục Lâm Thiên không cách nào bổ ra không gian nóng bức này, sắc mặt trầm trọng, tiếp tục chém ra một đao khác, đao mang mang theo huyết sắc, lập tức năng lượng trong thiên địa trở nên cuồng bạo, khí tức của Lục Lâm Thiên bộc phát sát khí ngập trời. Một đao này của hắn lại bổ ra vết nứt không gian đen kịt. Một đao kia mang theo khí tức lăng lệ, không gian bị phong tỏa co rút lại, lập tức chính giữa xuất hiện vết nứt không gian,
chung quanh bành trướng như khí cầu, không gian bị đè ép càng lúc càng lớn, nhưng trong lúc nhất thời không vỡ ra được. Quả nhiên có chút bất phàm, chỉ tiếc thực lực. Tiếng nói của Phương Chí Thành vang lên lần nữa. Phá cho ta. Phương Chí Thành còn chưa dứt lời, đột nhiên Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, đao mang vừa ra, nắm ngón tay nắm chặt kết xuất thủ ấn, không gian sinh ra chấn động năng lượng, mang theo uy thế kinh người trực tiếp áp lên không gian đang vặn vẹo kia, không gian bắt đầu rạn nứt. Ầm ầm. Vào lúc lực lượng này giáng xuống, phong tỏa không gian rồi đột nhiên nổ tung, âm thanh trầm thấp như sét đánh, mang theo kình phong cuồng bạo quét qua tất cả, không gian chung quanh bị sốc lên, khí kình ngập trời bao phủ không gian, chấn động quét qua không ti A4 ung thải hồng cốc. Không gian áo nghĩa, ngươi còn có không gian áo nghĩa, khó trách lúc trước có thể chạy ra khỏi khe hở không gian hỗn loạn. Giữa không trung, Phương Chí Thành lập tức sững sờ, người mang thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa ba áo nghĩa kỳ lạ, còn một loại áo nghĩa khác, tối thiểu nhất có bốn loại áo nghĩa, ba loại là áo nghĩa kỳ lạ, đây tuyệt đối là người có thiên phú mạnh nhất hắn từng gặp. Vèo. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Lục Lâm Thiên lăng không lao qua, cũng không dừng lại chút nào, thù hôm nay không thể không báo, nhưng mà hôm nay lại khó báo thù, cho dù mình có dùng toàn lực cũng vô dụng. Trong lòng Lục Lâm Thiên rất rõ ràng mình chênh lệch với người có tu vị ngộ chân cảnh là bao nhiêu, huống chi đây là trong thải hồng cốc, mình càng không có bất cứ điều kiện gì đáng nói. Thời gian, không gian chi lực đồng thời thúc giục, không gian chung quanh hỗn loạn, thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh chóng xuyên qua vết nứt không gian biến mất thật nhanh. Đang ở trong thải hồng cốc, ngươi làm sao có thể rời đi, có thể trốn đi nơi nào chứ? Lúc lời của Phương Chí Thành vang lên, thủ ấn biến hóa. Không gian xa xa đột nhiên rung động thật mạnh. Ầm ầm. Không gian chấn động như lung lay sắp đổ, không gian xuất hiện 10 cột sáng bắn lên trời, xẹt qua màn đêm, cuối cùng chúng phóng thích uy năng to lớn, hơn 10 đạo cột sáng bao phủ trên không toàn bộ thải hồng cốc. Màn sáng bao phủ, bí vân quanh quẩn, trong khu vực thải hồng cốc bao la, trên không trung bị màn sáng vô hình che chắn. Xuy. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện ở biên giới khe hở, thân thể hơi có chút chật vật. Thân hình xé rách không gian trốn đi nhưng bị bình chướng ngăn cản, lực phản chấn làm huyết khí trong người của hắn cuồn cuộn. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, ánh mắt ngưng trọng, hắn biết mình bị vây khốn. Siêu siêu. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh Phương Chí Thành xuất hiện trên hư không lần nữa, không trung sau lưng dường như xuất hiện ánh sáng như cầu vồng, rất nhiều trưởng lão và hộ pháp cấp độ phá giới cảnh đều xuất hiện giữa không trung. Siêu siêu. Thậm chí cùng một thời gian. Trong thải hồng cốc xuất hiện từng thân ảnh bay với Upsilon T lên không trung, trong nháy mắt có mấy trăm người tu vị hậu thiên bay lên, tương đương với mấy trăm đế giả trên đại lục linh vũ bao phủ rậm rạp, vô số người tu vị hậu thiên thực lực thấp bay lên trời. Tất cả ánh mắt mọi người lúc này tập trung lên người Lục Lâm Thiên, động tĩnh vừa rồi đã kinh động đệ tử trong thải hồng cốc, cũng không ít ánh mắt nghi ngờ, đại đa số người còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua. Giờ phút này cường giả trong thải hồng cốc đã xuất hiện một nửa, đúng là có không ít người, Hồng Dương, Hồng Nguyệt và mấy trưởng lão thực lực mạnh mẽ đều ra ngoài làm việc, không ở trong thải hồng cốc. Nhưng hiện tại xuất hiện rất nhiều trưởng lão và hộ pháp thải hồng cốc đều có mặt tại đây, phá giới cảnh cộng lại hơn 10 người, trọng yếu nhất là Phương Chí Thành, hắn có tu vị ngộ chân cảnh, đối với bản thân mình đây là cường giả không thể đánh bại. Về phần tu vị hậu thiên lại càng nhiều. Tăng thêm những người có tu vị khác nhau, đệ tử trong thải hồng cốc có mấy chục vạn đệ tử, mà nơi này đều là tinh anh trong tinh anh. Lục Lâm Thiên, thúc thủ chịu trói đi, ở trong thải hồng cốc này ngươi không thoát được đâu, thúc thủ chịu trói, xem tình nghĩa sư đồ một hồi, ta sẽ cho ngươi chút thể diện. Ở giữa không trung, Phương Chí Thành lơ lửng giữa không trung, hắn phóng thích hào quang nhàn nhạt quanh người, trong ánh mắt già nua mang theo cảm xúc phức tạp, vì sao phức tạp thì không ai biết rõ. Khi Phương Chí Thành vừa dứt lời, đám trưởng lão phá giới cảnh sau lưng đột nhiên chấn động, nguyên lực thuộc tính của bọn họ chấn động, mười mấy đạo thân ảnh cùng lao tới, trực tiếp tề tụ giữa không trung, vây thành nửa hình tròn vây khốn Lục Lâm Thiên, ánh mắt đầy sát ý. Xuy. Không gian run rẩy, hơn 10 người tu vị phá giới cảnh phóng thích uy năng áo nghĩa, không gian chấn động, uy áp khủng bố giống như thủy triều vô hình bao phủ toàn thân Lục Lâm Thiên. Ha 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 ha. Đứng trên không trung, đôi mắt nhìn qua chung quanh, Lục Lâm Thiên cầm huyết lục cười như điên, quanh người bộc phát sát khí vô hình. Sát khí không ngừng quanh quẩn giữa không trung,
những người nghe tiếng cười này, đột nhiên nội tâm sinh ra cảm giác sợ hãi, tâm thần chấn động, người có tu vị phá giới cảnh cũng không ngoại lệ, linh hồn bất an, dường như bọn họ cảm giác có chuyện không tốt sắp xảy ra với mình. Lục Lâm Thiên dừng cười, đạp không đứng trên không gian, áo bào không gió tự bay, đôi mắt đen thâm thúy lạnh nhạt nhìn hơn 10 cường giả phá giới cảnh chung quanh. Giờ phút này, Lục Lâm Thiên phóng thích sát ý đầy trời. Trong giây phút này, hơn 10 cường giả phá giới cảnh của Thải Hồng Cốc cảm nhận được sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên, toàn thân run lên, những cường giả phá giới cảnh này có thể cảm nhận rõ ràng hàn ý lạnh thấu xương từ thân thể Lục Lâm Thiên tỏa ra. Sát ý vô hình như thủy triều lan tỏa các nơi, bọn họ có cảm giác tóc gáy dựng ngược, thân thể rùng mình, tâm thần không yên. Phương Chí Thành, Lục Lâm Thiên ta bị mù nên mới bái ngươi làm thầy, ngươi muốn giết ta, cần gì phải quanh co nhiều thế. Lục Lâm Thiên phóng thích sát ý ngập trời, đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào Phương Chí Thành, sát ý tuôn trào tỏa ra khắp nơi, nói. Muốn giết ta, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao, nhớ kỹ, đây chỉ là bắt đầu. Ta muốn Thải Hồng Cốc máu chảy thành sông. Tiếng nói lạnh lùng quanh quẩn không trung, lọt vào trong tai mỗi người, cho dù là cường giả phá giới cảnh cũng cảm thấy đáy lòng mát lạnh, những người có tu vị hậu thiên cảm giác thân thể đông cứng lại. Không khí trong không gian lạnh thấu xương, năng lượng trong cơ thể bị đông cứng, hoàn toàn không có sát khí kinh thiên động địa tỏa ra, bọn họ thậm chí không mấy người bia rõ đã xảy ra chuyện gì. Sát khí thật khủng khiếp. Phương Chí Thành lơ lửng giữa không trung, sắc mặt run run, hàn quang lóe lên trong mắt, hắn cảm nhận sát ý ngập trời này, tâm thần cảnh báo sẽ xảy ra chuyện gì đó, dự cảm không tốt bao phủ tâm thần của hắn. Tiểu tử cuồng vọng, dám làm càn trong Thải Hồng Cốc. Ngươi cho rằng Thải Hồng Cốc không người sao, đối phó phản đồ như ngươi, liên thủ đánh giết là được. Một người tu vị phá giới cảnh bộc phát nguyên lực, thúc giục áo nghĩa uy năng, cố gắng chấn áp tâm thần sợ hãi trong lòng, muốn động thủ. Ha ha. Chỉ bằng đám phá giới cảnh các ngươi cũng muốn liên thủ đánh chết ta hay sao, không biết tự lượng sức mình, đều là các ngươi tự tìm, giết không tha. Ánh mắt đen kịt của Lục Lâm Thiên, chẳng biết lúc nào biến thành đỏ rực, sát khí hung hãn, năng lượng thiên địa chung quanh sinh ra chấn động dữ dội, khi hắn vừa dứt lời, một đạo hào quang bay ra khỏi mi tâm. Dõng dạc, muốn chết. Thải Hồng Cốc, một cường giả phá giới cảnh quát một tiếng, ra tay như thiểm địa. Cột sáng nguyên lực đáng sợ phóng thẳng lên trời, phô thiên cái địa hội tụ giữa không trung, thanh thế khủng bố có thể nghĩ. Cường giả phá giới cảnh bộc phát toàn lực sinh ra dị tượng đáng sợ, không trung mây đen áp đỉnh, sấm sét cuồn cuộn, khí tức làm thiên địa biến hóa. Từng đạo công kích khủng bố lúc này đánh thẳng vào người Lục Lâm Thiên, phóng thích uy thế kinh người, không gian lung lay sắp đổ, từng đạo công kích như lưu tinh bay ra, trong giây lát đã bao phủ toàn thân Lục Lâm Thiên. Ầm ầm. Hơn 10 đạo công kích khủng bố bộc phát tới tận cùng, bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong, rất nhiều áo nghĩa thuộc tính sinh ra uy năng khủng khiếp. Giờ phút này, thực lực khủng bố tu vị phá giới cảnh bộc phát ra lực lượng phá hoại khủng khiếp tới mức không ngờ. Đệ tử Thải Hồng Cốc ngẩng đầu nhìn, bọn họ có cảm giác run sợ, thời điểm này mọi thứ khôi phục bình tĩnh, từng ánh mắt nhìn lên không trung. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất không thấy gì nữa. Không ít ánh mắt lập tức chấn động dữ dội. Phần phật, thời điểm rất nhiều ánh mắt đang quan sát, không gian trên cao chấn động dữ dội, sau đó không gian vỡ ra từng khe nứt lớn, không ít vết nứt không gian lan tỏa các nơi, hào quang màu lam sinh ra trong các khe nứt đó. Ngay sau đó khí tức âm hàn đáng sợ quét qua các nơi, vô khổng bất nhập thẩm thấu chung quanh. Đó là, trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, một thân ảnh màu xanh trong vô thanh vô tức bao phủ chung quanh. Đây là hỏa diễm cự nhân cao 1000 mét, hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ các nơi, nhiệt độ chung quanh bị hỏa diễm bao phủ, không gian chung quanh bị thiêu đốt vặn vẹo. Nhiệt độ thật khủng khiếp. Trong Thải Hồng Cốc, tất cả mọi người nhìn hỏa diễm cự nhân màu xanh trên không trung, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi, linh hồn run rẩy một cách khó hiểu. Đây là... Phương Chí Thành nhìn lên cao, nhìn hỏa diễm cự nhân màu xanh kia, ánh mắt của hắn kinh nghi bất định. Muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ. Linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm của Lục Lâm Thiên, hai mắt màu xanh ra trời mang theo tức giận dữ dội, bỗng nhiên ngẩng đầu, sát ý bắn ra, cánh tay hỏa diễm cự nhân bao phủ các nơi. Hiện tại bắt đầu, các ngươi nên hối hận. Phần phật, khi hỏa diễm cự nhân vung tay lên, thời điểm này không gian sinh ra từng vết nứt không gian,
bỗng nhiên cơn mưa hỏa diễm màu xanh quét qua tất cả. Lúc hỏa diễm màu xanh đổ xuống, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi linh hồn phân thân Lục Lâm Thiên biến thành biển lửa màu xanh, hỏa diễm nhiệt độ cao lại ẩn chứa nhiệt độ âm hàn khủng khiếp, cả không gian run rẩy, khí tức đáng sợ bao phủ các nơi. Xoẹt! Hỏa diễm màu xanh ra trời quét qua chung quanh, hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ tất cả, dùng xu thế hủy diệt vạn vật tàn phá các nơi. Lục Lâm Thiên lúc cho linh hồn phân thân biến thành biển lửa ngập trời, biển lửa này nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Tất cả mọi người mau lui lại, nhanh, đây là linh vật trời sinh, hỏa viêm linh vật trời sinh. Phương Chí Thành biến sắc, kia mắt của hắn kinh hãi, rốt cuộc hắn đã xác định hỏa diễm cự nhân này chính là linh vật trời sinh khủng bố. Xuy, tiếng nói truyền ra thời điểm, Phương Chí Thành phát tay áo, hỏa thuộc tính áo nghĩa bộc phát năng lượng đáng sợ, trực tiếp ngăn cản hỏa diễm màu xanh đang trùng kích. Xoẹt. Phương Chí Thành đánh ra một cột sáng bay thẳng vào trong biển lửa, nhưng cũng không sinh ra quá nhiều chấn động, nó nhanh chóng bị hỏa diễm phô thiên cái địa bao phủ. Dưới hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ, ánh mắt Phương Chí Thành trở nên ngưng trọng, hỏa diễm này mang theo nhiệt độ cực nóng và khí tức âm hàn cực lạnh, cho dù hắn ngăn cản được cũng cảm thấy có phần quá sức. Đi! Phương Chí Thành phất tay áo, đối mặt với hỏa diễm bài sơn đảo hải, chung quanh người hắn sinh ra áo giáp đầy bí vân bao phủ. Phất tay sinh ra hỏa thuộc tính áo nghĩa mạnh mẽ, trực tiếp ngăn cản thế công mạnh mẽ này, cũng xé ra một khe nứt thật lớn, thân ảnh của hắn xuất hiện trước mặt hỏa diễm khủng bố này, từng đạo năng lượng hỏa diễm ngưng tụ thành đầu sói cực lớn, đầu sói này nhanh chóng thôn phệ hỏa diễm đang rơi xuống. Ngộ chân cảnh rất mạnh, nhưng ngươi cũng biết ta là linh vật trời sinh thuộc tính hỏa diễm, hỏa thuộc tính áo nghĩa của ngươi không được. Trong biển lửa màu xanh ra trời, hỏa diễm cự nhân ngẩng đầu nhìn đầu sói kia. Hắn phất tay ngưng tụ hỏa diễm thành quyền đánh xuống, nắm đấm đi qua nơi nào, nơi đó hóa thành hư vô. Bành! Âm thanh trầm thấp vang lên, hỏa quyền nện thẳng xuống, hai dòng năng lượng nóng bỏng va chạm vào nhau, đầu sói lập tức bị đánh nát. Bành! Cùng lúc đó Phương Chí Thành dựa vào ưu thế giai vị ngộ chân cảnh, hắn xuất hiện sau lưng hỏa diễm cự nhân, một đạo hỏa viêm nện thẳng vào hỏa diễm cự nhân sinh ra vết rạn nứt. Ngộ chân cảnh thì như thế nào, ngươi không thể giết ta. Trong hỏa diễm cuồn cuộn, tiếng nói của Lục Lâm Thiên truyền ra. Rầm rầm rầm. Trong biển lửa màu xanh ra trời có âm thanh nổ tung trầm đỡ Upsilon, C, lập tức không gian sinh ra kinh biến, bốn cột hỏa diễm màu xanh ra trời giống như dung nham nóng chảy khuếch tán ra chung quanh, tạo thành sóng dung nham vây khốn Phương Chí Thành vào bên trong, không gian này nhiệt độ khủng khiếp hơn ở bên ngoài rất nhiều. Ngao ngao. Thời điểm Phương Chí Thành bị vây trong nhiệt độ khủng khiếp, trong không gian hỏa diễm có tiếng long ngâm vang lên, sau đó trong không gian xuất hiện hỏa long màu xanh ra trời. Hỏa long màu xanh ra trời này rất kỳ lạ, nó có hai đầu lâu dữ tợn, một đầu sinh ra khí tức nóng bỏng, mặt đầu khác lại sinh ra khí tức âm hàn, toàn thân của nó óng ánh như ngọc. Phương Chí Thành có thể cảm giác được trong hỏa long hai đầu này có âm thanh trái tim đang đập, nóng bỏng và âm hàn, vô cùng yêu dị. Rõ ràng cho thấy lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó, làm cho linh hồn và thân hình của hắn bị ảnh hưởng, toàn lực chống lại mới cảm thấy hơi thoải mái hơn một chút. Phương Chí Thành, ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta, nhưng mà ta có thể đối phó những kẻ khác. Hỏa long hai đầu óng ánh, bốn mắt yêu dị nhìn qua Phương Chí Thành. Lúc này bên ngoài không gian hỏa long, hỏa diễm màu xanh ra trời bộc phát biển lửa bao phủ đệ tử thải hồng cốc bên dưới. Trốn! Chạy mau. Nhiệt độ thật đáng sợ, thân thể của ta đang bị hòa tan. Cứu mạng, linh hồn của ta đang bị ngọn lửa này thiêu đốt. Một đệ tử thải hồng cốc hét lớn, trực tiếp lùi lại, nhiệt độ khủng bố này bao phủ các nơi, không người nào dám chống lại, dưới phá giới cảnh chỉ cảm nhận khí tức của nó tỏa ra đã không thể động đậy được. Một đệ tử thải hồng cốc lùi lại thật nhanh, nhưng tốc độ của hỏa diễm màu xanh còn nhanh hơn, trong nhiệt độ khủng bố và khí tức âm hàn. Tất cả mọi người trực tiếp bị áp chế vô hình, càng áp chế linh hồn, đầu óc mê muội, tốc độ tự nhiên giảm nhiều, cũng có thể không nhúc nhích được. Xoẹt! Một đệ tử thải hồng cốc trực tiếp bổ trón, hỏa diễm màu xanh giữa không trung đột nhiên phun trào như núi lửa, biển lửa bao phủ phiến không gian này vào trong nó. Cứu mạng! Trong khoảnh khắc, có một ít đệ tử thải hồng cốc đang chạy ra xa bị thôn phệ. Hỏa diễm bao phủ các nơi. Các nơi đều là tiếng các đệ tử tiếng kêu thảm thiết, sau đó thân xác và linh hồn đều hóa thành tro tàn,
chỉ trong thời gian ngắn ngủi vô số đệ tử bỏ mạng đương trường. Có hồn anh bỏ chạy nhưng bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành hư vô. A hát! Không ai có thể ngăn cản hỏa diễm này, một khi bị ảnh hưởng sẽ tan thành mây khói, không ngừng có đệ tử thải hồng cốc bị hỏa diễm thôn phệ, hỏa diễm màu xanh ra trời giống như hung thú háu ăn, một khi thôn phệ là tan thành mây khói, kết cục hồn phi phách tán. Nhanh liên thủ bày trận ngăn cản, nhanh! Hơn 10 tên phá giới cảnh hoảng sợ, thân ảnh không ngừng chấn động, bọn họ nhanh chóng ngăn cản trước hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố, hoàn toàn không do dự chút nào, từng đạo nguyên lực ngưng tụ giữa thiên địa, năng lượng khủng khiếp bộc phát làm không gian chấn động dữ dội. Giống! Cùng lúc đó là tiếng hổ gầm vang vọng hư không, trước mặt hơn 10 cường giả phá giới cảnh ngưng tụ một con mảnh hổ. Đây là cự hổ có lân phiến màu xanh, quanh người còn có điện quang lập lòe, nó mang theo uy thế thôn phệ tất cả. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào làm nhiều người sợ hãi. Thân thể cự hổ đứng thẳng, hổ trảo cầm đại đao màu vàng dài vài chục thước giơ lên cao, trong lúc mơ hồ sấm gió cuồn cuộn, sát khí lan tràn. Ngao! Cùng một thời gian, hổ trưởng của Lục Lâm Thiên nâng huyết lục lên kéo lên một đường dài, không gian trước mặt sinh ra gợn sóng dữ dội. Duệ kim hồn đao! Nhìn chằm chằm vào, kim thuộc tính nguyên lực lan tỏa ra chung quanh, huyết lục khống chế kim thuộc tính nguyên lực. Thân hổ khổng lồ kim quang đại phóng, hổ trảo huy đao chém xuống. Xíu, yêu yêu. Đao quang màu vàng vừa ra, cả không gian trực tiếp run rẩy, sát khí bao phủ không trung, hiển lộ vết nứt không gian thật dài, trong đó ẩn chứa linh hồn lực không đâu không có, một đao này chém thẳng lên người trưởng lão phá giới cảnh. Răng rắc. Một đao chém xuống như rút xương đoạn tủy, hào quang đen kịt tỏa ra kim sắc quang mang sáng ngời. Lập tức một trưởng lão phá giới cảnh thải hồng cốc bị chém thành huyết vụ. Đạp đạp. Nhìn thấy một trưởng lão phá giới cảnh bị diệt, thân ảnh mọi người lui ra phía sau, trận pháp bị phá, bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Hôm nay đại khai sát giới, ta sẽ làm các ngươi hối hận. Thân hổ khổng lồ gầm lên, Lục Lâm Thiên hổ cầm huyết lục trong tay, năng lượng thiên địa trở nên cuồng bạo, khí tức Lục Lâm Thiên đột nhiên biến hóa ngập trời. Nhanh liên thủ giết kẻ này. Hơn 10 cường giả phá giới cảnh hét lớn lên, ngay sau đó cùng động thủ, từng lực công kích vô cùng khủng bố bộc phát, nhắm thẳng vào thân hổ Lục Lâm Thiên. Giết! Hổ gầm dữ dội, Lục Lâm Thiên không nhìn thẳng công kích của mọi người, thân hình khổng lồ không tiến còn lui, lân phiến trên người sinh ra điện quang, hổ trưởng cầm huyết lục vẽ một cái, một đạo đao quang dài ngàn mét chém thẳng tới phía trước. Duệ kim hồn đao, hàn băng hồn đao, hậu thổ hồn đao. Nộ hỏa hồn đao. Từng tiếng hét lớn vang lên, từng đạo đao mang phá không chém thẳng về phía trước, kéo lê từng đạo quang nhận mang theo áo nghĩa đặc biệt, không gian chung quanh bị chém ra từng khe nứt rất lớn. Siêu, siêu. Từng đạo đao mang mang theo khí thế bàng bạc như vạn mã lao nhanh, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Lâm Thiên trực tiếp bổ ra 4 đao, 4 loại thuộc tính áo nghĩa bao phủ thiên địa. Bành bành bành. Mấy đạo công kích khủng bố này đánh thẳng lên thân hổ của Lục Lâm Thiên, thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên hoàn toàn không tránh không né. Siêu, siêu. 4 đạo đao mang vô cùng sắc bén, nhanh chóng sinh ra tiếng xé rách không gian điếc tai, những nơi không gian đi qua, từng vết nứt không ngừng vang lên liên tục. Từng đạo công kích đánh vào thân hổ Lục Lâm Thiên chỉ hơi lảo đảo mà thôi, thanh linh khải giáp thứ hình thái thứ hai, hổ biến, có lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Lực phòng ngự làm cho người ta phải trợn mắt há hốc mồm. Lúc Lục Lâm Thiên chém 4 đao thẳng vào 4 trưởng lão phá giới cảnh, bọn họ bị chém thành 2 khúc, hoàn toàn không có lực chống lại. Ầm ầm. Thậm chí những nơi đao quang đi qua mặt đất chấn động, trực tiếp rạn nứt ra những khe hở thật sâu, núi lớn sụp đổ, cự thạch tan nát. 4 đao khủng bố như vậy, khí thế ngút trời. Mỗi đao như thế đều có lực công kích cực kỳ khủng khiếp. Nhìn thân hổ của Lục Lâm Thiên và đại giao trong tay hắn, thân đao bộc phát sát khí dữ dội, cho dù là cường giả phá giới cảnh cũng hãi hùng khiếp vía, tự dưng phát lạnh. Thời không lao ngục, thân hổ Lục Lâm Thiên cầm chặt huyết lục, hoàn toàn không trì hoãn thêm chút nào, không gian chung quanh run lên, gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh, Lục Lâm Thiên dùng kim thuộc tính làm dẫn, cuối cùng thổ thuộc tính uy năng 16 lần, thời không lao ngục lấy bản thân làm trung tâm lan tỏa ra các hướng. Trực tiếp bao phủ chung quanh. Không gian thổ thuộc tính ngăn cản mọi người thoát thân. Coi chừng. Phương Chí Thành kinh hãi, trong nháy mắt năm trưởng lão phá giới cảnh bị giết, sắc mặt của hắn ngưng trọng tới tận cùng, hét lớn một tiếng,
hỏa thuộc tính nguyên lực mênh mông hoạt động, hắn muốn phá vỡ không gian hỏa thuộc tính màu xanh này. Ngao! Trong không gian hỏa thuộc tính này, hỏa long gào thét dữ dội, hỏa diễm trong không gian nhanh chóng bao phủ toàn thân Phương Chí Thành. Sắc mặt Phương Chí Thành khó lập tức tiếp chiêu của hỏa long, trong thời gian ngắn hắn không cách nào thoát thân được, đành trơ mắt nhìn cảnh tượng diễn ra bên ngoài. Đi chết đi! Trong thổ thuộc tinh, thời không lao ngục, Lục Lâm Thiên vung hổ trưởng lên, đột nhiên đao quang chém thẳng tới phía trước, lập tức bổ một tên phá giới cảnh sơ giai thành huyết phụ. Trưởng lão Thải Hồng Cốc tu vị phá giới cảnh kinh hãi nhìn Lục Lâm Thiên, bọn họ bị áp chế trong không gian này, thân hình di động một bước cũng rất gian nan. Két! Đao mang chém tới, mỗi khi vung một đao là một trưởng lão phá giới cảnh hóa thành huyết phụ. Đều đi chết đi! Lục Lâm Thiên quát một tiếng. Huyết lục trong tay liên tục chém xuống. Mỗi đao Lục Lâm Thiên chém ra đều cắt vỡ không gian, khe hở đen kịt lóe lên, lúc đó đều có người bị chém thành hai nửa. Siêu, siêu. Trong thời gian ngắn, sáu đạo đao mang của Lục Lâm Thiên chém chết bốn cường giả phá giới cảnh, trong đó một linh hồn phân thân và một hồn anh bị đao quang chém chết. Sát. Thân ảnh Hồng Kiền lao đi, hắn muốn bỏ trốn, nhưng thân thể bị trói buộc làm hắn vô lực phản kháng. Đao mang chém xuống, hắn hóa thành cho tàn. Sát khí bao phủ không gian, hắn giống sát thần hàng lâm nhân gian, còn lại ba trưởng lão tu vị phá giới cảnh, trong đó hai phá giới cảnh trung giai, một phá giới cảnh cao giai, lúc này bọn họ rất bàng hoàng. Vô liêm sỉ, diệt kẻ này. Ba trưởng lão thực lực mạnh nhất lúc ban đầu còn chưa thích ứng không gian thổ thuộc tính, lúc này cũng ổn định một ít, nhưng bọn họ vừa thích ứng thì các trưởng lão phá giới cảnh khác đã bị Lục Lâm Thiên chém giết. Xíu, yêu yêu. Lão giả tu vị phá giới cảnh cao giai thực lực cường hãn nhất, hắn ổn định thân thể, cũng tu luyện thổ thuộc tính áo nghĩa, tuổi chừng lục tuần, dáng người tráng kiệt, thổ thuộc tính áo nghĩa mênh mông lan tỏa ra chung quanh. Lão giả phá giới cảnh cao giai ngăn cản phần lớn lực áp chế từ không gian của Lục Lâm Thiên, trong tay hắn cầm một thanh linh khí, một đạo đao mang chém thẳng vào ngực Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười lạnh, không gian chung quanh người hắn loạn, không ngừng biến hóa. Tạch, cường giả phá giới cảnh cao giai đánh xuống một đao, đánh thẳng vào lồng ngực Lục Lâm Thiên, đao mang chém thẳng vào cánh tay trái Lục Lâm Thiên. Dưới một đao này, đao mang chém nát lân phiến trên vai hổ, máu tươi bắn ra tung tóe. Sau đó thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên có điện quang tuôn ra, điện mang này làm thân thể lão giả phá giới cảnh cao giai run lên, hắn chém một đao vào vai đối phương nhưng phát hiện đao đã kẹt vào vai Lục Lâm Thiên, hoàn toàn không thể rút đao ra được. Phá giới cảnh cao giai thì như thế nào, đi chết đi. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm, gần trong gang tấc, huyết lục trong tay đảo qua, một đao này cho dù là cường giả phá giới cảnh cao giai cũng không kịp phản ứng, bị một đao chém thành hai nửa. Ta liều với ngươi. Lúc huyết phụ tung bay, đột nhiên có tiếng gầm vang vọng hư không, lập tức hai đạo lưu quang phóng lên trời, linh hồn phân thân và hồn anh phá giới cảnh cao giai đã chạy ra. Cũng tư xê giận đến mức tận cùng, lướt thẳng vào mi tâm Lục Lâm Thiên. Lão giả phá giới cảnh cao giai có mục đích không cần nói cũng biết, muốn trực tiếp đoạt xá Lục Lâm Thiên, hắn không ngờ thân thể của mình lại bị tiêu diệt, phá giới cảnh cao giai bị một đao cả Lục Lâm Thiên phá giới cảnh sơ giai diệt bản thể, đối phương dùng một đao đổi một đao, mà đao của mình không thể lấy mạng đối phương, đây là điểm làm cho hắn nghi hoặc. Đương nhiên hồn anh cùng linh hồn phân thân của lão giả phá giới cảnh cao giai rất tức giận. Thân thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên không tránh không né, tùy ý người này đoạt xá, cũng tùy ý cho hắn tiến vào linh hồn không gian của mình. Ông! Lục Lâm Thiên không tránh không né, tất cả vẫn như tưởng tượng, lão giả tu vị phá giới cảnh cao giai này bị giam trong linh hồn không gian, sau đó bị cây đao màu vàng diệt hồn phi phách tán, trốn cũng trốn không thoát. Hơn 10 phá giới cảnh, lúc này chỉ còn lại 2 phá giới cảnh trung giai cuối cùng. Hai người nhìn lão giả phá giới cảnh cao giai cường hãn bị tiêu diệt, lúc này đều hít khí lạnh, bọn họ rung động thật lớn. Hai phá giới cảnh trung giai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, nhìn thấy linh hồn phân thân và hồn ảnh của lão giả phá giới cảnh cao giai tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên, linh hồn đoạt xá, đây là việc không tầm thường. Nhưng mà hai người không nghĩ tới, hai người khẩn trương nhìn Lục Lâm Thiên, chỉ thấy Lục Lâm Thiên không ngừng run lên, trực tiếp rút trọng đao trên vai ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Bị nhìn chằm chằm vào, Lục Lâm Thiên hoàn toàn không để ý đến thương thế trên người và máu tươi trên bả vai, sát khí ngập trời, trực tiếp vượt qua không gian lao tới trước mặt hai phá giới cảnh trung giai.
Lục Lâm Thiên, dừng tay cho ta, dừng tay. Phương Chí Thành hét lớn, sắc mặt tái nhợt, hắn lúc này bị giam trong không gian hỏa diễm, hắn căn bản không thể phá vỡ, nhiệt độ cực cao và khí tức âm hàn đã áp chế hắn. Vào lúc này Phương Chí Thành bị thái cổ u minh viêm bao phủ, nhưng không gian này Kri có thể vây khốn Phương Chí Thành, Lục Lâm Thiên tự biết không có thái cổ u minh viêm thì hắn không thể làm gì được Phương Chí Thành, cho dù biết có nguy hiểm nhưng hắn vẫn thử một lần. Giống. Trong nháy mắt tiếp theo tiếng hổ gầm vang lên, thân ảnh Lục Lâm Thiên vượt qua không gian, hắn lao thẳng về phía hai phá giới cảnh trung giai, sát khí toàn thân sôi trào. Quỷ mộc hồn đao. Huyết Lục đánh ra một đạo đao quang. Lập tức bổ ra thổ thuộc tính, thời không lao ngục, chém thẳng vào hai người tu vị phá giới cảnh trung giai đang cố gắng thoát thân. Xíu, yêu yêu. Đao mang xuyên thủng thân thể hai người này, cũng không có máu tươi phun ra, giống như không phải chém vào hai người, mà là chém vào hư không. Hai phá giới cảnh trung giai nhanh chóng tiêu tán trong hư vô. Thổ thuộc tính, thời không lao ngục, lập tức tan vỡ, từng vết nứt không gian lan tràn trên bầu trời, lộ hào quang thâm thúy đen kịt. Phụt, thân thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên trực tiếp bị trọng kích, miệng phun máu tươi, thân hình khổng lồ lui ra sau, lúc này lân phiến trên người của hắn vỡ nát, máu tươi tuôn trào. Đều chết, những trưởng lão kia đều chết rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả ánh mắt các đệ tử nhìn lên không trung, tất cả trưởng lão thực lực cường hãn đều bị Lục Lâm Thiên một đao chém giết. Nhìn thân ảnh khổng lồ tỏa ra sát khí khổng lồ nhìn chằm chằm vào những người bọn họ run rẩy. Phần Phật, hơn 10 cường giả phá giới cảnh đã chết không còn, không ai có thể ngăn cản thái cổ u minh viêm chút xuống, hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ các nơi. Trốn, chạy mau a hát. Tất cả đệ tử thải hồng cốc rung động, hỏa diễm màu xanh ra trời này rất khủng bố, nhiệt độ và hàn khí lạnh giá đã làm linh hồn bọn họ run lên, rung động khó ức chế. A hát, chỉ trong chốc lát, một đám đệ tử thải hồng cốc bị hỏa diễm màu xanh ra trời thôn phệ. Trong nháy mắt bọn họ bị đốt thành cho bụi, căn bản không có bất cứ lực phản kháng nào. Hồn anh nhanh chóng thoát đi, nhưng hỏa diễm màu xanh ra trời căn bản không tha bọn họ, linh hồn bọn họ bị áp chế dữ dội. Hỏa diễm màu xanh ra trời quét qua tất cả, hồn anh bị thiêu đốt một cách không thương tiếc, không ai có thể đào thoát khỏi phạm vi hỏa diễm bao phủ. A hát! Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu gào nhanh chóng bị hỏa diễm thôn phệ. Các đệ tử thải hồng cốc bị hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa, đây quả là tràng đổ sát siêu cấp, cảnh tượng rất đáng sợ. Trốn, chạy mau. Cứu mạng, hỏa diễm này không thể ngăn cản, linh hồn và nguyên lực phòng ngự không được. Một đệ tử thải hồng cốc bố trí thủ đoạn phòng ngự, hào quang bao phủ, nhưng vẫn bị hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ toàn thân, hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Ầm ầm. Ánh mắt Phương Chí Thành sung huyết, ra tay với hỏa long đối diện. Nhưng lại không làm nên chuyện gì, khó có thể phá vỡ được thế giới thái cổ u minh viêm. Giờ phút này không gian thái cổ u minh viêm không ngừng rung động, hỏa diễm bắn ra chung quanh, không ngừng bao phủ các nơi. Phương Chí Thành tu vị ngộ chân cảnh, lực công kích của hắn rất mạnh, nếu không phải đang ở trong nội thế giới, thái cổ u minh viêm cũng không thể ngăn cản hắn được. Tất cả trưởng lão thải hồng cốc đều bị đánh chết, nội tâm của hắn đau đớn nhỏ máu, hơn 10 phá giới cảnh bị đánh chết. Đây tuyệt đối là vượt qua một nửa thực lực của thải hồng cốc. Vù vù. Không gian không ngừng run rẩy, hỏa diễm màu xanh ra trời giống như nham thạch nóng chảy bao phủ chung quanh hắn, khí tức hủy diệt tràn ngập không gian biến thành hư không. Những nơi thái cổ u minh viêm đi qua đều bị hủy diệt, sơn mạch thải hồng cốc và các kiến trúc bị hỏa diễm bao phủ không còn sót lại thứ gì. Thái cổ u minh viêm khủng bố lan tràn chung quanh giống như sóng biển cao mấy trăm trượng, nó quét qua tất cả. Hủy diệt những gì ngăn cản đường nó đi. Đây cũng không phải là tàn sát, là hủy diệt tất cả. A hát, trong tiếng kêu thảm thiết, thái cổ u minh viêm phá hủy tất cả, hủy diệt sinh cơ vạn vật, chó gà không tha, những nơi đi qua hư không bị đốt thành cho tàn, nhiệt độ cao tràn ngập các nơi. Hỏa diễm càn quét những gì nó gặp được, trong thời gian ngắn ngàn vạn đệ tử thải hồng cốc bị hỏa diễm bao phủ, thân hình trực tiếp hóa thành cho tàn, hỏa diễm vẫn chưa dập tắt. A hát, từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, từng mảng lớn đệ tử thải hồng cốc bị biển lửa cắn nuốt. Dừng tay cho ta, dừng tay. Phương Chí Thành gào thét, hai mắt đỏ thẫm như máu, từng đạo thủ ấn biến hóa, hào quang lóe lên, linh hồn phân thân lao ra ngoài. Linh hồn phân thân lao ra ngoài,
lập tức bị ảnh hưởng càng lớn. Thái cổ U Minh Viêm chuyên môn áp chế linh hồn, nhưng dựa vào tu vị ngộ chân cảnh cao giai, Phương Chí Thành có thể chống lại, thái cổ U Minh Viêm mạnh hơn nữa nhưng giai vị vẫn còn quá thấp. Bang bang! Từ khi linh hồn phân thân lao ra, hai lực công kích phô thiên cái địa tuôn ra, hỏa long hai đầu gào thét. Ngao! Hỏa long gào thét to lớn nhưng không thể làm gì, dù sao cấp độ thực lực không đủ, lập tức bị Phương Chí Thành áp chế hạ phong. Phụt! Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, thái cổ U Minh Viêm bị áp chế, tuy không trực tiếp công kích hắn, nhưng đó là linh hồn phân thân của mình, hắn bị ảnh hưởng rất lớn, lập tức phun máu tươi. Ánh mắt ngưng trọng, Lục Lâm Thiên cũng biết đạo Phương Chí Thành hiện tại đã nổi giận thật sự, thế giới thái cổ U Minh Viêm vây khốn người này còn được, nếu thật sự cá chết rách lưới, đối với chính mình cũng không có chỗ tốt gì. Tuy nội thế giới là nơi mạnh nhất, nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất. Nhìn vào đại trận trên không trung, Lục Lâm Thiên thu hồi huyết lục. Lúc này Lục Lâm Thiên biến thành hình dáng Chu Tước kêu lớn vang vọng hư không, hai cánh chấn động, mang theo hỏa diễm nóng rực, thân hình khổng lồ bay thẳng lên chân trời, đâm thẳng vào tầng bình chướng trên hư không. Đại trận này ngăn cản Lục Lâm Thiên đào tẩu, có không gian chi lực cũng không cách nào thoát thân, nhưng lúc này Lục Lâm Thiên biến hóa thành Chu Tước, hắn có khả năng xuyên thẳng qua khe hở sinh ra khi đại chiến. Xoẹt! Lục Lâm Thiên hóa thân Chu Tước lao ra khỏi đại trận, Lục Lâm Thiên nhanh chóng bay thẳng tới chân trời. Chu Tước hoàng tộc có thiên phú không gian, có năng lực trực tiếp xuyên qua hư không, hoàn toàn không giống tu luyện áo nghĩa không gian bình thường, bởi vì tu luyện giả áo nghĩa không gian cũng khó tu luyện tới cấp bậc như thế. Đây là một trong các át chủ bài của Lục Lâm Thiên, lúc rời khỏi đại lục linh vũ, thực lực căn bản không đủ, Lục Lâm Thiên tự nhiên phải có chuẩn bị. Ít nhất nương theo quan hệ Chu Tước hoàng tộc và Huyền Vũ hoàng tộc, đều làm ra ba giọt máu huyết cùng linh hồn lực, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, tứ đại thú hoàng tộc đều có thiên phú của mình, cho nên có ưu thế chạy trốn rất lớn. Còn lần này, Lục Lâm Thiên dùng đến thiên phú không gian của Chu Tước hoàng tộc, thi triển linh biến, thân hình hóa thành bản thể Chu Tước nhất tộc, cũng có thể trực tiếp thúc giục thiên phú của nó. Mắt thấy thân thể Lục Lâm Thiên biến hóa quỷ dị, lập tức trực tiếp rời đi. Ánh mắt Phương Chí Thành đỏ thẫm, hắn tức giận thổ huyết, bởi vì không cách nào ngăn cản được. Cùng lúc đó, hỏa long chui vào trong hỏa diễm màu xanh ra trời, sau đó không gian hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh Phương Chí Thành run run, sắc mặt không cao hứng nổi, ngược lại càng cảm thấy khó coi. Cả không gian bị hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ, chỉ ít có hơn 10 vạn đệ tử hóa thành cho tàn, hồn phi phách tán, trọng yếu nhất là... Lục Lâm Thiên một người trực tiếp đánh chết hơn 10 trưởng lão tu vị phá giới cảnh, trong đó còn có phá giới cảnh cao giai. Chạy đi đâu? Phương Chí Thành giận dữ, bản thể Lục Lâm Thiên có thể trốn, linh vật trời sinh hỏa viêm có quan hệ với Lục Lâm Thiên, hắn lúc này biết rõ điểm đó, trong tình huống nội tâm đang nhỏ máu, làm sao thả linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên rời đi, phất tay điều động năng lượng thuộc tính mênh mông ngăn cản hỏa diễm bỏ chạy. Ngao! Hỏa diễm cuồn cuộn lập tức ngưng tụ thành hỏa long cực lớn, tiếng gầm gừ mang theo hỏa diễm nóng bỏng. Hỏa long bay trên không, nhiệt độ tỏa ra bốn phía, đôi mắt hung ác và bạo ngược nhìn chằm chằm vào Phương Chí Thành, thân ảnh khổng lồ của hỏa long đâm thẳng vào đối thủ. Nhiệt độ nóng bức của hỏa long có thể hòa tan rất nhiều thứ, quan trọng hơn là nó tỏa ra khí tức âm hàn đáng sợ. Phá! Phương Chí Thành quát một tiếng, hắn phất tay sinh ra sóng lửa to lớn ngăn cản hỏa long. Siêu, siêu. Sóng lửa tiếp xúc với thân thể khổng lồ của hỏa long, trong giây lát một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, hóa thành vô số hỏa viêm trường thương xuyên thủng không gian, lập tức bắn thẳng vào thân thể hỏa long. Phanh, phanh, phanh. Âm thanh trầm đỡ upsilon, C vang lên, thân thể khổng lồ hỏa long bị xuyên thủng, thân hình chia năm xẻ bảy tách ra như pháo hoa trên không gian, ẩn giấu dưới hào quang rực rỡ là năng lượng hủy diệt. Xuy, một thân ảnh hỏa diễm cự nhân phóng thẳng lên trời, thân ảnh khổng lồ lóe lên, một đạo quyền ấn đánh thẳng vào khe hở trận pháp lúc trước. Một quyền này đốt cháy không gian thành hư vô, sóng lửa khủng bố hoạt động, một quyền này che kín trận pháp. Ầm ầm, khe hở trận pháp rung động mạnh, nhiệt độ khủng bố của hỏa diễm đã hòa tan khe hở một cách nhanh chóng. Chạy đi đâu? Phương Chí Thành làm sao chịu thả Lục Lâm Thiên rời đi, ánh mắt giận dữ. Thủ ấn biến hóa, hắn điều động nguyên lực trong không gian. Trong thiên địa này cuồng phong gào thét, thiểm điện lôi minh, không gian bị ảnh hưởng rất mạnh,
trực tiếp sinh ra sóng lớn, một chưởng thật lớn đánh thẳng lên người hỏa diễm cự nhân. Xoẹt! Dưới chưởng ấn này, hỏa diễm cự nhân bị đánh trúng, hỏa viêm nóng bức bị trùng kích rất mạnh. Không gian chung quanh bị nghiền nát, trong không gian nghiền nát này có từng khe hở đen kịt, phiến hư không này bị phá hủy. Trong nháy mắt khe hở trận pháp tan vỡ, hỏa diễm cự nhân khổng lồ lập tức thu nhỏ sau đó lướt ra bên ngoài. Lục Lâm Thiên, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Phương Chí Thành nhìn lên không trung, thân ảnh của hắn biến mất, nhanh chóng đuổi theo. Cách đó thật xa, từng ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy hai thân ảnh lóe lên trong không trung rồi biến mất. Trong thải hồng cốc sinh ra biến cố kinh thiên. Lục Lâm Thiên này mấy ngày trước chính là đệ tử Phương Chí Thành mới thu, đã xảy ra chuyện gì? Nhiệt độ khủng khiếp như vậy, hẳn là linh vật trời sinh, chẳng lẽ linh vật trời sinh có quan hệ với Lục Lâm Thiên sao? Hẳn là có quan hệ, chẳng lẽ Lục Lâm Thiên dung hợp hỏa viêm hình linh vật trời sinh đấy chứ? Không có khả năng, dung hợp linh vật trời sinh, cho dù nhân vật đỉnh cấp của các thế lực cũng không có bao nhiêu cơ hội, càng không có bao nhiêu người có thể thành công, Lục Lâm Thiên không giống người tới từ thế lực đỉnh cấp, bằng không cũng không bái Phương Chí Thành làm sư. Rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào thải hồng cốc, bọn họ cảm nhận sự đáng sợ từ nhiệt độ kinh khủng kia, từng âm thanh nghị luận trầm thấp vang lên, tin tức này tuyệt đối là tin tức động trời trên đại lục vạn cổ. Thải hồng cốc thân là thế lực mạnh nhất trên đại lục vạn cổ, lúc này phát sinh chuyện lớn như thế, chắc chắn sẽ khiếp sợ cả đại lục. Trong thải hồng cốc, biển lửa màu xanh ra trời đã dần dần biến mất không thấy gì nữa, bắt đầu ảm đạm. Trong thải hồng cốc, chỉ qua thời gian ngắn ngủi, sơn mạch bị phá hủy, rất nhiều kiến trúc hóa thành hư vô, hơn 10 vạn đệ tử hồn phi phách tán, trọng yếu nhất hơn là 10 phá giới cảnh đã chết, hơn một nửa cường giả thải hồng cốc đều bị Lục Lâm Thiên đánh chết. Sau khi thoát đi thật xa, nhặt về một mạng, các đệ tử thải hồng cốc ngồi liệt trên mặt đất, tim đập chân rung, nhớ tới cảnh tượng khủng bố vừa rồi, tóc gáy dựng đứng, sởn gai ốc, hai chân nhũn ra. Người bên ngoài thải hồng cốc cũng không rời đi, ngược lại là tụ tập càng ngày càng nhiều, thấp giọng tiếng nghị luận với nhau, ba chữ Lục Lâm Thiên cũng truyền ra từ đó. Thời gian từ từ qua đi, một đêm đã qua, sáng sớm, mặt đất còn phủ một tấm sa y mỏng, trên không có mây mù lượn lờ. Sáng sớm vốn làm tâm thần người khác sảng khoái, nhưng lúc này trong thải hồng cốc lại rất nóng, sát khí tràn ngập, khắp nơi cháy đen, mặt đất khô cằn như hạn hán. Những nơi thái cổ U Minh Viêm đi qua, ngay cả mặt đất cũng bị phá hủy rất sâu, dù sao đất xốp biến thành khô cằn, đạp mạnh một cước cũng có thể lún xuống, vạn vật bị phá hủy thành cho tàn, hủy diệt tất cả sinh cơ. Trong không gian xa xa, từng ánh mắt nhìn chằm chằm quan sát động tĩnh trong thải hồng cốc, bọn họ rất rung động. Suy. Giữa không trung, thân ảnh Phương Chí Thành lướt qua không trung, hào quang thu liếm, hắn nhìn tất cả mọi việc diễn ra, trên mặt âm trầm đáng sợ, hắn lúc này như già đi 10 tuổi. Phương Chí Thành chưa đuổi kịp Lục Lâm Thiên, truy đuổi mấy canh giờ, ngay từ đầu còn trực tiếp tập trung thân ảnh nóng bỏng, tập trung lên người linh vật trời sinh, nhưng mà linh hồn phân thân lập tức tiến vào trong hạp gốc, hắn bị ngăn cản một lát, sau khi đuổi theo một lúc hắn mất đi tung tích linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên. Thái cổ U Minh Viêm linh hồn phân thân thể đang ở trong lòng đất, một khi tiến vào trong lòng đất, lại có bao nhiêu người đào hắn ra cả, tuy thực lực Phương Chí Thành rất mạnh, nhưng mà thái cổ U Minh Viêm muốn chạy trốn, hắn cũng không thể ngăn cản được. Nếu Phương Chí Thành là tu luyện áo nghĩa khác, hắn có thể đối phó thái cổ U Minh Viêm tốt hơn một ít, nhưng hết lần này tới lần khác thái cổ U Minh Viêm lại là hỏa thuộc tính áo nghĩa, có không ít miễn dịch hỏa diễm, cho nên bản thân thái cổ U Minh Viêm không bị áp chế quá nhiều. Chính vì Lục Lâm Thiên biết rõ thái cổ U Minh Viêm thể không có nguy hiểm gì, ít nhất trên việc trốn chạy không có vấn đề, cho nên hắn mới cho bản thể rời đi trước, chỉ cần bản thể thoát thân thì hắn sẽ an toàn. Phương Chí Thành không đuổi kịp Lục Lâm Thiên, lúc này sắc mặt ngưng trọng, nội tâm đổ máu, hắn làm sao nghĩ tới tất cả lại biến thành tình cảnh hiện tại, vì đối phó một Lục Lâm Thiên tu vị phá giới cảnh sơ giai đã làm cho thải hồng cốc lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đả kích cỡ này, tuyệt đối là thảm trọng nhất từ trước tới nay của thải hồng cốc. Thậm chí hôm nay Lục Lâm Thiên triển khai tất cả đã làm cho hắn giật mình, chỉ việc tu luyện áo nghĩa, Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ tại thời gian, không gian, thổ thủy hỏa phong, linh hồn nhiều áo nghĩa, thiên phú như thế trong cả 3.000 đại thế giới tuyệt đối là thiên tài. Trọng yếu nhất là dung hợp linh vật trời sinh, với nhãn lực của Phương Chí Thành, hắn làm sao không biết Lục Lâm Thiên nhất định là dung hợp linh vật trời sinh.
theo như đồn đãi, linh hồn phân thân dung hợp linh vật trời sinh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, người mang linh vật trời sinh đều là nhân vật khủng bố. Hôm nay Phương Chí Thành đã tự mình thử thực lực Lục Lâm Thiên, cũng mắt thấy sát khí khủng bố và sự dũng mãnh của Lục Lâm Thiên, ngay cả phá giới cảnh cao giai cũng bị một đao bổ chết, dùng sức một mình, đánh chết hơn 10 phá giới cảnh, đây không phải việc người bình thường có thể làm được. Người mang nhiều loại áo nghĩa, dung hợp linh vật trời sinh, thực lực khủng bố như vậy, điểm này làm Phương Chí Thành hãi hùng khiếp vía, lai lịch của Lục Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không đơn giản, có thể có được những vật này, thiên phú cao như vậy, có thể đơn giản mới là lạ. Đến thời điểm này, Phương Chí Thành thậm chí không hề hoài nghi, Phạm Sàm nhất định đã lừa gạt hắn, bằng không Phạm Sàm vì sao không động thủ, vốn Phương Chí Thành tự nhận Phạm Sàm là muốn kéo hắn xuống nước, hắn không có lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ, Phương Chí Thành không thể không suy nghĩ như vậy, sợ là Phạm Sàm nhất định biết rõ thân phận của Lục Lâm Thiên, lúc này mới cố ý mượn tay hắn đối phó Lục Lâm Thiên, vạn nhất xảy ra chuyện, cũng có thể lấy mình ra làm cừu non thế mạng. Không chỉ như thế, sát khí ngập trời của Lục Lâm Thiên làm Phương Chí Thành biết rõ, sợ rằng Lục Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua, một khi Lục Lâm Thiên lớn lên sẽ không buông tha Thải Hồng Cốc. Ánh mắt Phương Chí Thành chớp động, hắn đã âm thầm an bài, thậm chí không có bất kỳ người biết rõ, cho nên mới cố ý phái không ít đệ tử và cường giả bất phàm trong cốc rời đi. Những người đi ra ngoài trừ thực lực mạnh ra, chủ yếu là tâm trí rất cao, vì sợ bọn họ nhìn ra sơ hở, hắn mới không thể không làm như thế. Lúc này người biết càng ít càng tốt, cho nên hắn không có ý định nói cho ai biết. Phương Chí Thành đang suy nghĩ, chính mình sau khi nhanh chóng giải quyết Lục Lâm Thiên, tất cả sẽ qua đi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, vì Thải Hồng Cốc, thậm chí là vì Đại Lục Vạn Cổ, nhưng kết quả bây giờ đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn, tất cả hoàn toàn khác với suy tính ban đầu. Hô! Phương Chí Thành hít sâu một hơi, Thải Hồng Cốc lúc này đây gặp đả kích cực lớn. Việc này không tầm thường, càng thêm trọng yếu là, Lục Lâm Thiên trốn thoát, vậy tuyệt đối sẽ không buông tha Thải Hồng Cốc, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu Lục Lâm Thiên thông chi thế lực sau lưng của mình, thế lực có thể bồi dưỡng được đệ tử thiên phú như Lục Lâm Thiên, thực lực mạnh mẽ có thể nghĩ, đến lúc đó sẽ là ác mộng với hắn, thậm chí sẽ là ác mộng của cả vạn cổ thế giới. Đi sai một bước sẽ hủy diệt tất cả, Phương Chí Thành thở dài, đau lòng nhỏ máu, trong nội tâm bắt đầu hối hận. Lục Lâm Thiên có thiên phú như vậy, nếu xảy ra chuyện này, Lục Lâm Thiên vẫn là đệ tử của hắn, có tầng quan hệ này, vậy sau này Thải Hồng Cốc ít nhất sẽ lấy được ích lợi rất nhiều, tuyệt đối không phải giống như bây giờ. Cốc chủ, các trưởng lão vẫn lạc rất nhiều, chúng ta làm sao bây giờ? Một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Phương Chí Thành, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể run rẩy. Lập tức thông chi các trưởng lão khác và Hồng Dương, Hồng Nguyệt trở về. Ánh mắt Phương Chí Thành trầm xuống, gương mặt của hắn trở nên già nua không ít, nói. Còn nữa, lập tức thông chi vô minh tiểu thiên thế giới thiên thủy môn. 5 ngày sau đó, thiên trụ giới đang ở trong thời không loạn, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện ở tầng 6. Giờ phút này, sắc mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt không còn chút máu, tái nhợt đáng sợ, Lục Lâm Thiên thu hồi thái cổ U Minh viêm thể, liên tục trốn suốt 5 ngày, hắn chạy thẳng tới sơn mạch cổ lan. Lục Lâm Thiên muốn chạy trốn, tự nhiên rất đơn giản, người mang không gian chi lực có quá nhiều ưu thế, mà Thái Cổ U Minh Viêm muốn chạy trốn cũng đơn giản, đây là chỗ khủng bố của Thái Cổ U Minh Viêm. Kỳ thật Lục Lâm Thiên cũng không có trốn rất xa, sẽ không trốn, có Tam Thần Thiên Biến Quyết, trực tiếp biến hóa ngay cả khí tức cũng có thể thu liếm, cho dù đi trước mặt Phương Chí Thành cũng không bị nhận ra. Đang ở Sơn Mạch Cổ Lan, theo Lục Lâm Thiên biết, Sơn Mạch Cổ Lan là sơn mạch lớn nhất trong vạn cổ thế giới, tương đương với sơn mạch Vũ Đô trên Đại Lục Linh Vũ, bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cho dù với người tu vị phá giới cảnh cũng phải cẩn thận không ít. Trong sơn mạch Cổ Lan cũng thừa thải linh dược, yêu thú, linh quả các loại, cấp bậc còn cao hơn trên Đại Lục Linh Vũ rất nhiều, diện tích của nó cũng cực lớn, không thuộc về bất cứ thế lực nào, cũng là thiên đường của không ít mạo hiểm giả. Cho nên Lục Lâm Thiên lựa chọn chạy vào trong sơn mạch Cổ Lan, thứ nhất là cách Thải Hồng Cốc xa một ít, thứ hai trong sơn mạch Cổ Lan diện tích cực lớn, có chút hỗn loạn, cho nên rất hợp với tình huống của mình bây giờ. Tốn không ít thời gian, Lục Lâm Thiên cũng lựa chọn được một sơn cốc, sau khi bố trí cấm chế, hắn thả hồn anh ra ngoài cảnh giới, Lục Lâm Thiên tiến vào Tử Lôi Huyền Đỉnh, sau đó tiến vào thiên trụ giới. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống,
khóe miệng còn mang theo vết máu nhàn nhạt, mấy ngày liên tục chạy trốn, hắn không có thời gian chữa thương. Tất cả biến cố xảy ra làm Lục Lâm Thiên không khó suy đoán, tất cả đều có quan hệ tới Phạm Sàm, Phương Chí Thành hai người này, chỉ là Lục Lâm Thiên không biết, Phạm Sàm và Phương Chí Thành vì sao ra tay đối phó mình, điểm này làm Lục Lâm Thiên nghi hoặc không nhỏ. Nhưng Lục Lâm Thiên có thể nghĩ đến là, mình có thể đào thoát cũng bởi vì có không ít vận khí, Phạm Sàm và Phương Chí Thành muốn đối phó chính mình, sau khi mình đào thoát, lúc này chỉ có Phương Chí Thành ra tay, tiếp theo, Phạm Sàm nhất định sẽ gia nhập trong đó, đến lúc đó hắn sẽ nguy hiểm. Phương Chí Thành, Phạm Sàm, các ngươi chờ đó cho ta, khoản nợ này ta sẽ tính toán với các ngươi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm, hắn khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Mở hộp gấm ra, một viên đan dược tràn ngập năng lượng kinh người bao phủ chung quanh, viên đan dược này tên là giới nguyên đan, là vật có giá trị xa xỉ, Lục Lâm Thiên cũng biết được trên tư liệu, nghe nói giá trị của giới nguyên đan còn cao hơn tọa giá khôi lỗi cấp 1 nhiều, có tác dụng không nhỏ với phá giới cảnh cao giai. Giới nguyên đan này là Phương Chí Thành cho hắn, Lục Lâm Thiên lúc này không cảm thấy đáng tiếc, thương thế trên người cần được chữa trị, hắn cũng cần phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Sau khi trải qua sự việc này, đối với đề cao thực lực trở nên bức thiết với Lục Lâm Thiên, không có thực lực, ở bên ngoài nửa bước khó đi, mình nhất định phải nhanh một thoát khỏi khốn cảnh này, mau chóng tăng thực lực lên. Nhìn giới nguyên đan trong hộp gấm, năng lượng chấn động kinh người tỏa ra chung quanh, làm cho Lục Lâm Thiên đại khái cũng có thể cảm giác được năng lượng mênh mông nó ẩn chứa trong đó, năng lượng khổng lồ làm người ta sợ hãi. Không có bao nhiêu do dự, thủ ấn biến hóa, há mồm hấp thu đan dược, giới nguyên đan rơi vào trong bụng Lục Lâm Thiên. Đan dược vào bụng, cảm giác mát lạnh lan tỏa toàn thân, Lục Lâm Thiên cảm thấy trong người được năng lượng bàn bạc bao phủ. Hỗn độn âm dương quyết, luyện hóa. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù tiến vào trạng thái luyện hóa, hỗn độn âm dương quyết luyện hóa với tốc độ rất nhanh, năng lượng nhanh chóng hóa thành nguyên lực tiến vào trong đan điền khí hải. Sau khi luyện hóa nguyên lực, năng lượng trong đan điền khí hải Lục Lâm Thiên bị luyện hóa, Lục Lâm Thiên cảm thấy thân thể run lên nhẹ nhẹ. Đan điền khí hải hình chữ vạn phóng thích khí tức thương cổ, man hoang, nó được nguyên lực tẩm bổ, dường như tăng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Một tia nguyên lực bị hút vào trong hào quang chữ vạn đó, làm cho hào quang càng ngày càng sáng, Lục Lâm Thiên mình cũng khó biết rõ điểm này, nhưng hiện tại hắn lười quan tâm tới. Huyết lục không ngừng tiến bộ, nguyên lực đang tẩm bổ đan điền khí hải. Trong quá trình luyện hóa giới nguyên đan, Lục Lâm Thiên cũng tiến vào trạng thái vong ngã, khống chế luyện hóa năng lượng trong người, trong điền khí hải, giờ phút này giống như cái động không đáy, hắn hấp thu luyện hóa nguyên lực trong giới nguyên đan. Quanh người tỏa ra hào quang màu vàng nhạt. Nhưng sau khi Lục Lâm Thiên đột phá đến cấp độ phá giới cảnh, năng lượng cần thiết đột phá nhiều dọa người, năng lượng cần cũng vượt qua người cùng cấp quá nhiều, cho nên Lục Lâm Thiên muốn đột phá rất khó khăn. Thời gian từ từ trôi qua, trong vạn cổ thế giới những ngày gần đây náo nhiệt tới cực điểm, biến cố tại Thải Hồng Cốc biến thành chủ đề trà dư tửu hậu của mọi người. Trong quá trình này, ba chữ Lục Lâm Thiên xuất hiện tần suất cực cao, Lục Lâm Thiên một đêm thành danh. Tiếng tăm vang dội cả vạn cổ thế giới. Đồn đãi Lục Lâm Thiên cầm huyết đao trong tay, đồ sát phá giới cảnh như giết gà, vô cùng dũng mãnh, đứt tay cũng không đau đớn, càng đánh càng mạnh, dùng sức một mình giết hơn 10 phá giới cảnh của Thải Hồng Cốc, lại thi triển kia linh vật trời sinh hỏa viêm san bằng Thải Hồng Cốc thành bình địa, hơn 10 vạn đệ tử tan thành mây khói, cuối cùng hóa thành chu tước nghênh ngang rời đi. Tin tức như vậy truyền ra, mọi người biết được thực lực khủng bố của Lục Lâm Thiên, bá đạo lăng tuyệt. Cũng có người cho rằng Lục Lâm Thiên giết chóc quá nặng, có điểm giống tà đạo. Nhưng rung động còn lớn hơn nữa, cho dù dùng sức một người tiêu diệt hơn 10 phá giới cảnh trong Thải Hồng Cốc, đồ sát hơn 10 vạn đệ tử, cuối cùng nghênh ngang rời đi, đối với người vạn cổ thế giới thì đây là tin tức quá rung động. Bởi vậy thậm chí có người đang đi khắp nơi tìm kiếm Lục Lâm Thiên, hy vọng có thể bái làm môn hạ. Đương nhiên, khi thời gian trôi qua, trong vạn cổ thế giới thần hồn nát thần tính, Thải Hồng Cốc xuất động tất cả thực lực tìm kiếm Lục Lâm Thiên, thậm chí bức họa của Lục Lâm Thiên trong vài ngày đã truyền ra khắp vạn cổ thế giới. Thải Hồng Cốc lúc này đã cho ra giá tiền rất cao, cho dù là ai biết tin tứ Lục Lâm Thiên sẽ được 10 vạn khối tinh thạch thế giới sơ phẩm, đây không phải con số nhỏ nhỏ, có thể mua sắm 3 khung tọa giá khôi lỗi cấp 1. Nếu ai có thể bắt Lục Lâm Thiên, cái giá càng trên trời, nghe nói có thể có được một kiện tiên thiên linh khí, một tọa giá khôi lỗi cấp 2.
còn có thể có được một ức tinh thạch thế giới sơ phẩm. Giá tiền này đủ làm nhiều người điên cuồng, nhưng sau khi điên cuồng vì giá tiền, mọi người không phải người ngu, tìm tin tức của Lục Lâm Thiên cũng không khác bao nhiêu, đi giết Lục Lâm Thiên, sợ có tiền cũng phải có mạng mới dùng được. Lục Lâm Thiên có thể đào thoát khỏi tầng tầng vây quanh của Thải Hồng Cốc, vạn cổ thế giới có ai làm gì được hắn. Có người sinh ra nghi ngờ, Thải Hồng Cốc không phải người ngu, ở trong Thải Hồng Cốc còn không làm gì được Lục Lâm Thiên, lần này có thể làm gì được người ta chứ? Nhưng bất kể nói thế nào, vì giá tiền kinh người kia đã hấp dẫn vô số người đi tìm kiếm tung tích Lục Lâm Thiên. Tìm tòi tung tích Lục Lâm Thiên nơi nào cũng có, trong đó có một người làm nhiều người chú ý. Chính là nữ tử mặc trang phục hở rốn, đôi chân trắng nõn động lòng người, bụng nhỏ trắng bóng phẳng lì không chút mỡ dư thừa, vòng eo mềm mại không xương. Cô gái này đi tới đâu đều hấp dẫn vô số ánh mắt của nhiều người, máu mũi chảy cuồn cuộn, dáng người nóng bỏng của nữ tử giống như ma quỷ, hết lần này tới lần khác trên dung mạo thanh thuần thoát tục, hai hàng lông mày như vẽ, hai mắt lóe sáng như sao, đen nhánh sáng ngời không mang theo khói lửa nhân gian. Nữ tử này bộ dáng như tiên tử và ác quỷ kết hợp với nhau, đứng tại nơi đó lại Upsilon bản quyền vọng của mọi người. Cô nương, tại sao ngươi lại đi một mình tới sơn mạch cổ lan thế? Nữ nhân này quá hấp dẫn ong bướm, rốt cục có người nhìn không được đi tới gần, mười mấy thân ảnh vây quanh nàng vào trong, ánh mắt tham lam nhìn thân thể nóng bỏng của nàng, ánh mắt kia giống như có thể thôn phệ người khác. Không tốt, nữ nhân này chỉ sợ sẽ gặp nạn, mấy đạo phỉ này người đông thế mạnh. Thực lực không kém. Ai, đáng tiếc, nếu thực lực của ta đầy đủ, ta có thể tiến lên làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nữ nhân này thật hấp dẫn, tiện nghi bọn chúng, thật sự là hoa nhảy cắm bãi phân châu. Cầm thú, tránh xa nàng ra, ta tới. Cách đó không xa, mắt thấy nữ tử bị mười mấy đại hán vây quanh, lập tức có không ít âm thanh than thở, nhưng không có người nào dám tới gần, dường như rất cố kỵ hơn mười người này thực lực cường hãn, và người đông thế mạnh. Các ngươi có việc gì không, không có việc gì thì cách xa ta ra một chút. Nữ tử hơi dừng bước, dung mạo thanh lệ thoát tục và sống mũi cao cao hơi nhíu lại, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt thanh tịnh giống như hồ nước, làm cho người ta động tâm. Ha ha! Nghe được nữ tử nói thế, mười mấy đại hán cười ha hả, hơn mười đại hán này da ngâm đen, lộ ra khí chất tục tằng, toàn thân tỏa ra khí tức lăng lệ, xem xét là đạo phỉ thế giới kiếm ăn trên đầu đao lưỡi kiếm. Trong đó có hai tên tu vị phá giới cảnh, trong vạn cổ thế giới này xem như thực lực không yếu. Tính tình tiểu cô nương thật không nhỏ, chẳng lẽ không biết chúng ta chính là đạo phỉ thế giới sao? Một tên đại hán trên mặt có vết sẹo cười nói. Như vậy đi, ngươi uống hai chén với chúng ta để cho ngươi đi, thế nào? Thì ra các ngươi là đạo phỉ thế giới a hát. Ánh mắt nữ tử nhảy lên, mang theo nụ cười giảo hoạt vui vẻ. Đó là đương nhiên. Ngươi nên biết chúng ta là đạo phỉ thế giới đấy. Đại hán mặt sẹo cười hắc hắc, đạo phỉ thế giới, đây tuyệt đối là chức nghiệp làm hắn kiêu ngạo. Đương nhiên ta biết rõ, còn rất quen thuộc đấy. Nữ tử mỉm cười với tên đại hán mặt sẹo, nụ cười động lòng người hấp dẫn người khác mê say, nhưng tư thái tức giận lại làm người khác cảm thấy muốn phạm tội. Chẳng lẽ ngươi cũng là đạo phỉ thế giới? Nghe nữ tử nói thế, đại hán mặt sẹo cảm thấy vết sẹo trên mặt hơi đau đau. Nếu cô gái này có quan hệ với đạo phỉ thế giới, vậy có chút phiền phức, cũng không biết cấp độ thực lực như thế nào. Ta sao, xem như đạo phỉ thế giới. Nữ tử nói xong, cổ tay trắng run lên, trong lòng bàn tay trắng xuất hiện khối tiểu huy chương tinh xảo, huy chương rất tinh mỹ rất khác biệt, lập tức không nhìn đám đại hán này, cầm lấy huy chương đặt lên rốn nhỏ, lúc này nàng càng hấp dẫn mê người. Ánh mắt đại hán mặt sẹo đánh giá huy chương của nữ tử, đột nhiên mặt thẹo co rút lại. Ánh mắt hoảng hốt, giống như nhìn thấy quỷ. Ngươi là Phi, Phi. Như thế nào, ngươi cũng nhận ra sao? Nữ tử cười nhạt một tiếng, vuốt ve huy chương. Đại nhân tha mạng a hát, ta mắt mù, ta có mắt không tròng. Đại hán vội vàng quỳ trên mặt đất, lập tức dập đầu rất vang dội. Hơn 10 người chung quanh đại hán vô cùng nghi hoặc, tại sao đầu linh lại cung kính với nữ tử như thế? Đám người vây quanh ở xa xa cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Tại sao ta phải tha cho ngươi? Chết đi! Nữ tử nói nhỏ, trong khi nói chuyện lại cười nhạt. Đều đi chết đi! Từ khi giọng nói nữ tử vừa dứt, trong giây lát ở giữa không trung không biết từ đâu xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh. Khi những thân ảnh này xuất hiện,
không gian trong phiến thiên địa này đông cứng lại. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện đầu tiên, phất tay một cái, năng lượng chấn động, không gian run lên, lập tức lướt qua thân thể của mười mấy tên đại hán. Bành bành, tiếng nổ trầm thấp vang lên, không gian bị xé nứt ra từng khe hở nhỏ, mười mấy đạo thân ảnh lập tức tan thành mây khói. Bành, một thân thể khôi ngô phất tay một cái, không gian chung quanh đám đại hán vặn vẹo, chỉ phất tay là không gian đông cứng, sau đó lại bành trướng vặn vẹo và nổ tung. Không gian nổ tung, từng khe hở xuất hiện, thân thể đại hán mặt sẹo tan vỡ trong không gian, sau đó tan thành mây khói, hồn phi phách tán, hoàn toàn không có lực chống cự. Tam đương gia, đánh chết mười mấy tên kia, đám người vừa xuất hiện phong khinh vân đạm, đôi mắt không nháy một cái, giống như không phải giết người, không khác gì giết mười mấy con kiến hôi mà thôi. Hổ Sơn, chúng ta đi thôi, ta có thể cảm giác được tiểu tử kia đang ở gần đây. Nữ tử mang theo tư thái cao ngạo, vũ mị động lòng người, đôi mắt thanh tịnh mang theo thần sắc hưng phấn, nói. Không nghĩ tới tiểu tử kia vẫn chưa chết, vậy cũng tốt, hắn không chết, ta cảm giác được vô ảnh phệ tủy độc thư của mình không có việc gì. Tam đương gia, nhị đương gia và đại đương gia đều hy vọng tam đương gia sớm quay về. Đại hán khôi ngô cẩn thận nói với nữ tử kính trang. Không phải truyền tin cho đại ca nhị ca sao, ta cảm giác vô ảnh phệ tủy độc thư vẫn còn, vậy không thể để nó rơi vào trong tay người khác, ta nhất định phải thu về. Nữ tử kính trang siết chặt nắm đấm, ánh mắt xoay chuyển mang theo vẻ nghi ngờ, lẩm bẩm nói. Chuyện này cũng kỳ quái, máu huyết và cốt tủy trên người hắn sao có thể đủ trèo trống lâu như vậy, chuyện này quá không bình thường, chờ ta tìm được, nhất định phải hảo hảo nghiên cứu mới được. Vừa dứt lời, mang theo nghi hoặc. Nữ tử biến mất tại chỗ. Tam đương gia chờ ta một chút. Đại hán khôi ngô cùng và đám người sau lưng đuổi theo. Thực lực đám người kia thật khủng khiếp, rốt cuộc nữ tử kia có địa vị gì? Nhìn thấy mọi việc diễn ra trước mắt, những người chung quanh không thể bình tĩnh nổi, ánh mắt ngây ngốc, kinh hãi không nhẹ. Trong thiên trụ giới, thời gian một ngày trong thiên trụ giới chính là 2 tháng, thời gian chênh lệch gấp 60 lần. Lục Lâm Thiên ở trong thiên trụ giới có đủ thời gian tu luyện và luyện hóa giới nguyên đan, có hỗn độn âm dương quyết, cũng có thể giúp Lục Lâm Thiên đạt được chỗ tốt lớn nhất từ giới nguyên đan. Giới nguyên đan có chỗ tốt thật lớn với cường giả phá giới cảnh cao giai, xem như tương đối cao trong giới phẩm. Từ khi Lục Lâm Thiên biết rõ không ít tin tức, trong 3.000 đại thế giới đan dược phân chia cấp độ là giới phẩm, chính phẩm, thiên phẩm, đạo phẩm, bàn phẩm, cổ phẩm, hồng phẩm, hư phẩm. Tử phẩm chính cấp độ. Cấp độ đan dược đối ứng với phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, tử mông cảnh 9 cấp độ, vô cùng chân quý. Đương nhiên không cần nói hư phẩm tử phẩm gì đó, cho dù là hồng phẩm cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Bên ngoài đã qua 2 ngày, bên trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên đã luyện hóa xong năng lượng giới nguyên đan và khôi phục thương thế. Năng lượng trong giới nguyên đan, thương thế trong người Lục Lâm Thiên khôi phục đặc biệt nhanh, từ tu vị cấp độ thì đan điền khí hải của hắn vẫn chưa tràn đầy. Liên tục đạt được chỗ tốt, thôn phệ tu vị một phá giới cảnh trung giai, thôn phệ một khối tinh thạch thế giới thượng phẩm, ăn giới nguyên đan, Lục Lâm Thiên vẫn chỉ dừng lại tại phá giới cảnh sơ giai. Hô! Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt nhắm chặt mở ra, khí tức man hoang thu liễm lại. Lông mày cau lại. Lục Lâm Thiên cảm giác thương thế trên người đã tốt hơn rất nhiều, mà đan điền khí hải của hắn nguyên lực no đủ, còn chưa tới mức độ tràn đầy, cũng không cách nào đột phá cảnh giới. Tử Linh Thánh Dịch, nhất định là bảo vật. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn hơi do dự, lập tức Lục Lâm Thiên vung giơ tay lên, trong tay xuất hiện bình ngọc, chính là bình ngọc hắn đoạt trong tay Hổ Sơn của Phong Vân Sơn. Lục Lâm Thiên nhớ rõ, trong này có Tử Linh Thánh Dịch, Phong Vân Sơn ma linh yêu nữ đã ra tay. Bắt Phương Thải Y và Phạm Kiếm Nhân chính là vì đạt được Tử Linh Thánh Dịch. Tử Linh Thánh Dịch là vật gì, Lục Lâm Thiên cũng không biết, hắn cũng không đạt được tin tức từ tư liệu Thải Hồng Cốc. Thải Hồng Cốc chỉ cho Lục Lâm Thiên biết rõ một ít tri thức thế giới bên ngoài, đặc biệt chỉ hiểu nhiều về vạn cổ thế giới, nhưng cũng không giảng giải quá rõ ràng, có nhiều thứ Lục Lâm Thiên không thể biết, Tử Linh Thánh Dịch chính là một trong những vật Lục Lâm Thiên không biết. Nhưng mà Lục Lâm Thiên cũng không khó suy đoán. Có thể làm cho Phong Vân Sơn ma linh yêu nữ tự mình động thủ đoạt Tử Linh Thánh Dịch, đây không phải phàm vật, cho nên Tử Linh Thánh Dịch tuyệt đối là bảo vật.
Lúc trước thừa cơ đoạt tử linh thánh dịch trong tay Hổ Sơn, Lục Lâm Thiên cũng cố ý, hắn bị tra tấn vài ngày, trên người còn mang vô ảnh phệ tủy độc thư, cho nên mình phải kiếm chút tiền lãi mới được. Nhìn tử linh thánh dịch trong tay, hắn phải nhanh chóng tăng cao thực lực trên người lên mới được, trong thế giới xảy ra rất nhiều việc, làm cho Lục Lâm Thiên biết mình bức thiết tăng thực lực lên, nhất định phải mau chóng đề cao cấp độ tu vị. Lục Lâm Thiên không chút do dự, đã quyết định ăn tử linh thánh dịch, hắn xem có thể đột phá hay không, vung tay lên, lòng bàn tay sinh ra hấp lực, lập tức mở nắp bình ngọc. Trong bình ngọc có mùi hương thơm ngát truyền ra, làm cho người ta thoải mái, trong bình có chất lỏng màu tím óng ánh sáng long lanh, kỳ quái là tử linh thánh dịch nhìn qua không có bao nhiêu năng lượng chấn động. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu trực tiếp nuốt tử linh thánh dịch vào trong bụng, tử linh thánh dịch vốn bình tĩnh không có gì lạ, nhưng sau khi ăn vào lại xảy ra chuyện Lục Lâm Thiên ngoài ý muốn. Tử linh thánh dịch bình tĩnh nhưng khi tiến vào trong người Lục Lâm Thiên lại vô cùng cuồng bạo, năng lượng không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Năng lượng bộc phát giống như hồng thủy, vạn mã lao nhanh, thậm chí có cảm giác như thiên băng địa liệt, trong khoảnh khắc nó khuếch tán trong cơ thể Lục Lâm Thiên, nó dùng tốc độ thật nhanh chạy khắp kinh mạch trên người hắn. Hoàn toàn vượt qua Lục Lâm Thiên dự liệu, tử linh thánh dịch biến thành năng lượng quá mức hung mãnh giống như dã thú, trực tiếp xông loạn trong kinh mạch Lục Lâm Thiên. Năng lượng mạnh mẽ này xông loạn, kinh mạch toàn thân Lục Lâm Thiên không ngừng bành trướng đau đớn, chuyện này làm Lục Lâm Thiên không chịu đựng nổi, năng lượng cuồng bạo không chỉ như thế, nó còn trực tiếp quét ngang kinh mạch, cuối cùng năng lượng bàng bạc còn xông thẳng vào óc của hắn. Năng lượng đơn thuần cũng không phải lực công kích, cây đao màu vàng tự nhiên không xen vào chuyện của người khác, năng lượng hung hãn xông vào óc Lục Lâm Thiên, sau đó lại xông ra ngoài, Lục Lâm Thiên cảm giác đầu óc của mình mê muội. Tử linh thánh dịch biến thành năng lượng, hoàn toàn vượt qua dự kiến của Lục Lâm Thiên, năng lượng bàng bạc chạy trong kinh mạch, trong đầu, máu huyết trong người hắn bành trướng, sắc mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt. Trong cơ thể, trong đầu đồng thời đau đớn mãnh liệt, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên có xúc động hôn mê, nếu không phải Lục Lâm Thiên tu luyện tới bây giờ trải qua nhiều tôi luyện, lực ý chí của hắn đạt tới mức độ cực cao, sợ rằng hắn sẽ trực tiếp hôn mê. Đau đớn kịch liệt này người bình thường không thể thừa nhận nổi. Nó giống như kinh mạch đứt từng khúc, linh hồn nổ tung, thân hình nghiền nát, nhưng Lâm Thiên vào lúc này lại cắn răng kiên trì. Đương nhiên, tất cả bởi vì cường độ thân thể Lục Lâm Thiên cường hãn biến thái mới thừa nhận nổi, nếu thân thể không đủ mạnh chắc chắn đã bạo thể mà vong, thứ này căn bản không phải tu vị phá giới cảnh sơ giai có thể ăn vào. Bởi vì Lục Lâm Thiên căn bản cũng không biết tử linh thánh dịch là vật gì, hoàn toàn không có tin tức, cũng không biết rõ tình hình. Hắn chỉ nhắm mắt ăn tử linh thánh dịch mà thôi. Giá trị của tử linh thánh dịch tuyệt đối khó có thể đánh giá, có tiền mà không mua được, Lục Lâm Thiên nắm giữ tử linh thánh dịch, thiên thủy môn Phạm Sàm chắc chắn không dễ dàng đạt được thứ này, không nghĩ tới cuối cùng bị ma linh yêu nữ cướp đi, kết quả lại bị Lục Lâm Thiên đạt được. Cho nên Lục Lâm Thiên cũng không biết tử linh thánh dịch có bao nhiêu chân quý, đây chính là vật Phạm Sàm thật vất vả có được, bởi vì thiên thủy môn lập công lao hiển hách cho liên minh. Tăng thêm có người trong chiến thiên liên minh trợ giúp hoạt động, lúc này mới có thể từ chiến thiên liên minh chiếm được một phần tử linh thánh dịch. Bằng không với địa vị của thiên thủy môn trong liên minh, còn tiềm lực Phạm Sàm, quả quyết không thể đạt được tử linh thánh dịch từ chiến thiên liên minh. Tử linh thánh dịch bị cướp đi, Phạm Sàm đau lòng nhỏ máu, nếu không phải bởi vì Phạm Kiếm Nhân là con trai duy nhất của hắn, hắn sẽ không cầm tử linh thánh dịch chân quý đi đổi lấy, tử linh thánh dịch có tác dụng rất lớn với hắn. Vì tử linh thánh dịch, hắn trả giá quá nhiều. Người bên ngoài muốn đạt được tử linh thánh dịch, đây là việc khó hơn lên trời. Lục Lâm Thiên lúc này ngẫu nhiên chiếm được tử linh thánh dịch, còn không biết nó là gì, liền trực tiếp ăn vào. Tử linh thánh dịch là thứ có tác dụng lớn với đại đạo cảnh, đặc biệt là đại đạo cảnh cao giai và đại đạo cảnh đỉnh phong. Tác dụng của tử linh thánh dịch không chỉ là năng lượng nhiều, tác dụng lớn nhất của nó không phải là năng lượng. Tác dụng lớn nhất của tử linh thánh dịch chính là lĩnh ngộ, đồn đãi ăn tử linh thánh dịch, có cơ hội rất lớn đột phá niết bàn cảnh, tử linh thánh dịch có giúp tu luyện giả trải vuốt áo nghĩa của bản thân. Bảo vật này trong 3.000 đại thế giới cũng vô cùng trân quý, tác dụng khó có thể cân nhắc, đối với người tu vị đại đạo cảnh mà nói, bọn họ nguyện ý táng ra bại sản cũng phải chiếm được. Chính bởi vì tác dụng lớn nhất của tử linh thánh dịch không phải là năng lượng, mà là lĩnh ngộ áo nghĩa. Cho nên bảo vật cấp bậc đại đạo cảnh mới không làm Lục Lâm Thiên bạo thể mà chết. Nhưng mặc dù như thế,
Tác dụng lớn nhất của tử linh thánh dịch chính là lĩnh ngộ, năng lượng của nó với phá giới cảnh sơ giai mà nói vô cùng đáng sợ. Năng lượng khủng bố kia quét ngang toàn thân, sắc mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt như tro, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống, huyết khí trong người cuồn cuộn, hai mắt đỏ thẫm. Hắn cố gắng nén nhịn đau đớn trong người, Lục Lâm Thiên đồng thời bắt đầu thử vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, bắt đầu thôn phệ năng lượng khổng lồ trong tử linh thánh dịch. A hát! Đau đớn này quá lớn, đặc biệt là năng lượng bành trướng trong đầu, rốt cuộc Lục Lâm Thiên không thể trèo chống tiếp, hắn kêu thảm thiết sau đó bất tỉnh. Vào lúc Lục Lâm Thiên bất tỉnh, cây đao màu vàng trong đầu cảm ứng được gì đó, nó tỏa ra ánh sáng màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên, trực tiếp bao phủ tiểu hồn anh. Năng lượng dũng mãnh tiến vào trong đầu cũng bị cây đao màu vàng hấp thu. Năng lượng kỳ dị tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên, lúc này nó không bị cây đao thôn phệ, chỉ là hấp thu mà thôi, sau khi cây đao màu vàng hấp thu xong, cuối cùng sẽ tỏa ra năng lượng bao phủ hồn anh. Cây đao màu vàng này giống như thiết bị lọc, nó có thể loại bỏ tạp chất trong năng lượng, cuối cùng trả lại năng lượng tinh khiết cho hồn anh, hào quang từ cây đao bao phủ tiểu hồn anh và linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm. Thái Cổ U Minh Viêm lúc ở trong thải hồng cốc bị thương không nhẹ, nhưng nó thân là linh vật trời sinh, trọng thương cũng khác nhân loại. Nhưng diệt sát hơn 10 vạn đệ tử thải hồng cốc và hơn 10 cường giả phá giới cảnh, Thái Cổ U Minh Viêm đánh chết bọn họ cũng đạt được không ít chỗ tốt. Lúc này hào quang cây đao màu vàng bao phủ lấy nó, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm đang chữa thương, toàn thân đang run lên. Trong người Lục Lâm Thiên, khi Lục Lâm Thiên hôn mê, hỗn độn âm dương quyết tự động vận chuyển, bắt đầu trực tiếp luyện hóa năng lượng, nguyên lực tinh thuần không ngừng tiến vào đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên bất tỉnh, mơ mơ màng màng, Lục Lâm Thiên cảm giác sau khi mình thanh tỉnh liền xuất hiện trong không gian hư vô, không gian thương cổ man hoang giống như hỗn độn. Đánh giá chung quanh, hai mắt Lục Lâm Thiên mê ly, không gian thương cổ man hoang này vô cùng tinh khiết, Lục Lâm Thiên cảm giác dường như có gì đó đang cộng minh với mình. Ầm ầm. Bỗng nhiên không gian này rung mạnh, thiên địa áo nghĩa thẩm thấu ra ngoài, các hào quang tỏa sáng, áo nghĩa trên người Lục Lâm Thiên như, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, kim mộc thủy hỏa thổ phong sáu thuộc tính áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, các áo nghĩa này hiện ra, bắt đầu quay chung quanh thân thể hắn. Hai mắt Lục Lâm Thiên khép hờ, hắn có thể cảm nhận rõ thiên địa áo nghĩa ở nơi đây, hắn tiếp cận bọn chúng, càng tới gần càng làm bản thân hắn thoải mái, loại cảm giác này giống như hài nhi nằm trong lòng mẫu thân. Trong sơn mạch cổ lan vốn rất náo nhiệt, các mạo hiểm giả không ngừng tiến vào sơn mạch cổ lan, đạo phỉ thế giới cũng tới đây không ít, mà gần đây người tiến vào sơn mạch cổ lan càng nhiều, khắp nơi đều có người tìm kiếm Lục Lâm Thiên. Mấy ngày sau, lục soát các nơi đều không tìm thấy dấu vết Lục Lâm Thiên, bởi vậy sơn mạch cổ lan cũng không còn là mục tiêu của mọi người. Huống chi trong sơn mạch cổ lan có rất nhiều nơi người ta ưa thích, lúc này đây cho dù không tìm được Lục Lâm Thiên, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Cho nên cũng không quá buồn bực. Người dò xét cuồn cuộn không dứt tiến vào trong sơn mạch cổ lan. Cả vạn cổ thế giới diện tích quá lớn, người trên đại lục Linh Vũ còn đông hơn nhiều, luận diện tích vạn cổ thế giới lớn hơn đại lục Linh Vũ không biết bao nhiêu lần. Phó môn chủ, có phải Lục Lâm Thiên rời khỏi vạn cổ thế giới hay không? Trong rừng rậm, mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống, trong lúc mơ hồ có khí thức không kém tỏa ra chung quanh. Nếu Lục Lâm Thiên ở nơi này tự nhiên có thể nhận ra đây chính là một ít đệ tử Thiên Thủy Môn, bọn họ đều có tu vị phá giới cảnh, thậm chí tu vị rất cao. Đầu lĩnh là người Lục Lâm Thiên rất quen thuộc, là Đỗ Lộc, người này đã rời khỏi vạn cổ thế giới, bây giờ hắn đã trở lại sơn mạch cổ lan nội. Rời khỏi vạn cổ thế giới cũng không dễ dàng, lối ra khe hở không gian có người của chúng ta, Lục Lâm Thiên căn bản không có chạy ra ngoài. Đỗ Lộc quay đầu nhìn đại hán sau lưng. Nói một câu. Phó môn chủ, Lục Lâm Thiên thật sự trốn trong sơn mạch cổ lan hay sao? Đại hán hỏi. Nếu ta là hắn, bị khắp nơi truy nã, còn bị thương nặng, tại vạn cổ thế giới không có lối ra, ta cũng chọn đến sơn mạch cổ lan chữa thương, nơi này có khoảng cách phù hợp. Nếu đi qua xa, Lục Lâm Thiên khi đó đã bị trọng thương nên hữu tâm vô lực, mà đến sơn mạch cổ lan lại là nơi rất thích hợp, muốn tìm cũng phí rất nhiều công sức. Sau khi Đỗ Lộc nói xong, ánh mắt nặng nề, nói. Phân phó xuống dưới, nếu phát hiện Lục Lâm Thiên, tu vị dưới phá giới cảnh ngàn vạn không được động thủ, phải phát tín hiệu. Vâng. Một đại hán đáp, thân ảnh lóe lên, hắn lập tức biến mất.
Thời gian từ từ qua đi, không gian trong thiên trụ giới vô cùng yên tĩnh, trừ Lục Lâm Thiên đang hôn mê. Tuy Lục Lâm Thiên hôn mê, đầu cúi thấp, nhưng lúc này toàn thân lại bao phủ trong hào quang màu vàng sáng ngời, từng đạo hào quang màu vàng phóng thích ra ngoài, khí tức lan tràn, dần dần nồng đậm hơn trước. Trong không gian chung quanh có một dòng năng lượng, lúc này nó đang hóa thành thực chất tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, thời gian trôi qua, cả không gian trừ âm thanh năng lượng chấn động, còn lại rất tịch mịch. Trong hoàn cảnh này, Lục Lâm Thiên vẫn đang hôn mê, thời gian yên lặng trôi qua như nước, trong nháy mắt không gian trong tháp loạn. Thời gian nửa năm qua, Lục Lâm Thiên vẫn lâm vào hôn mê, hoặc là không hôn mê, ngược lại đang đắm chìm trong trạng thái kỳ diệu nào đó. Lục Lâm Thiên vẫn đang ở trong không gian hỗn độn, hai mắt nhắm nghiền, hắn ngồi đó như điêu khắc, nửa năm qua hắn không nhúc nhích, năng lượng chung quanh hội tụ rất nồng đậm, chúng tiến vào người hắn giống như không có điểm dừng. Lục Lâm Thiên vẫn hôn mê, hắn cũng không biết gì, trong nửa năm qua năng lượng cuồng bạo trong cơ thể đã ôn hòa hơn không ít, năng lượng cuồng bạo bị hỗn độn âm dương quyết luyện hóa tới trình độ thân thể có thể thừa nhận, năng lượng bị luyện hóa biến thành nguyên lực tinh thuần, trực tiếp tiến vào đan điền khí hải. Thời gian yên lặng, lại qua hai tháng, rốt cuộc quanh thân Lục Lâm Thiên sinh ra chấn động khác thường, trong người có một dòng năng lượng giống như núi lửa sắp phun trào dữ dội. Có dấu hiệu này, năng lượng quanh người Lục Lâm Thiên càng ngày càng nồng nặc khủng bố, thân thể không có thay đổi gì, nhưng trong lúc vô hình lại cho người ta cảm giác như quả bom sắp phát nổ. Bành! Rốt cuộc, sau một lát, cũng không biết âm thanh trầm đờ Upsilon, C sinh ra từ đâu, một dòng năng lượng vô hình tứ tán ra chung quanh. Phần phật. Chỉ một lát sau, khí tức trên người Lục Lâm Thiên dâng trào, khí tức mạnh mẽ phóng thẳng lên trời, giống như đập chứa nước bị vỡ, uy thế kinh người, hắn trực tiếp đột phá lên phá giới cảnh trung giai, năng lượng chút xuống, không gian run rẩy. Lúc này khí tức tăng lên rất mạnh, hoàn toàn không dừng lại, tiếp tục tăng lên với mức độ kinh người, tốc độ tăng lên như hỏa tiễn, không gian chung quanh vặn vẹo, năng lượng vô hình tạo thành vòng xoáy giống như vòi rồng phong bạo quét qua các nơi. Rất rõ ràng, Lục Lâm Thiên đang đột phá, nhưng kỳ quái là thời điểm ở Đại Lục Linh Vũ, khi hắn đột phá cấp độ đế giả, thiên trụ giới cũng sinh ra thiên địa dị tượng, đột phá phá giới cảnh sinh ra động tĩnh càng kinh khủng hơn. Hiện tại Lục Lâm Thiên đột phá lại bình tĩnh quá nhiều, tuy nguyên lực bành trướng mênh mông, nhưng cũng không sinh ra thiên địa dị tượng gì. Bành! Khí thế không ngừng tăng lên, thời gian 3 ngày trôi qua, lúc này trong người Lục Lâm Thiên không ngừng có khí lưu chạy quanh thân thể. Khí tức toàn thân Lục Lâm Thiên tăng tiến chậm lại, rốt cục bắt đầu dần dần yếu bớt, cuối cùng bình thường như xưa. Khí tức chấn động trên người Lục Lâm Thiên thu liếm, không khó biết được, tu vị của Lục Lâm Thiên lúc này đã đột phá đến phá giới cảnh trung giai đỉnh phong, đột phá phá giới cảnh trung giai, cuối cùng tu vị khí tức dừng lại ở cấp độ phá giới cảnh trung giai đỉnh phong, nếu có người nào biết rõ, tuyệt đối sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Việc này tương đương với đột phá phá giới cảnh sơ giai. Mãi cho đến phá giới cảnh trung giai đỉnh phong mới dừng lại, nhìn như không kém nhiều, nhưng thực chất lại có khác biệt quá lớn. Ầm ầm. Không có ai biết, lúc này trong Đại Lục Linh Vũ lên xa xôi, đại địa trong run lên một cách dữ dội, trong thế giới Đại Lục Linh Vũ, năng lượng thiên địa tăng lên, năng lượng thiên địa khổng lồ hội tụ lại, không ít người đã tới biên giới đột phá, dĩ nhiên vô duyên vô cớ trực tiếp đột phá. Trong Phi Linh Môn, ở Hậu Sơn, Thiên Mộc Thần Thụ đã lớn hơn trước rất nhiều, năng lượng bao phủ mỗi phiến lá. Đại Lục Linh Vũ lên, thiên địa vạn vật cảm giác như được thiên địa ban tặng chỗ tốt cực lớn. Lục Lâm Thiên vẫn bảo trì tư thế hôn mê, khí tức chung quanh cũng bình thường trở lại, đôi mắt của hắn từ từ run run, sau đó mở ra. Xuy! Khi Lục Lâm Thiên mở mắt ra, khí tức man hoang tỏa ra, kim quang trong mắt như hóa thành thực chất bắn ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng không gian. Lập tức kim quang từ từ tiêu tán, sau đó Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm chọc khí. Ta vừa đột phá sao? Đột phá mà bản thân không rõ khi nào, Lục Lâm Thiên cảm thấy mê man, nhưng hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Lục Lâm Thiên chỉ nhớ bản thân mình tiến vào trong không gian hỗn độn, trong không gian kia có các loại áo nghĩa tồn tại, chúng vô cùng thân cận với mình, do đó đạt được chỗ tốt khó nói nên lời. Trong không gian đó, hắn càng hiểu rõ hơn về các loại áo nghĩa của bản thân. Chỗ tốt này cực lớn, giờ phút này Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được mình đã có lĩnh ngộ kinh người ở phương diện áo nghĩa. Phá giới cảnh trung giai, hẳn là phá giới cảnh trung giai đỉnh phong. Cảm giác khí tức và biến hóa trong người,
Hai mắt Lục Lâm Thiên kinh ngạc, hắn há hốc mồm, đan điền khí hải được mở rộng và nguyên lực cực kỳ dồi dào, trong cùng cảnh giới, mình đã đạt tới phá giới cảnh trung giai đỉnh phong, sợ rằng cách đột phá phá giới cảnh cao giai cũng không còn xa. Hô! Nguyên lực bao quanh thân thể, quanh người Lục Lâm Thiên vết xuất hiện các vết nứt không gian, khí thế khủng bố tản ra, khí thế kia không thể nghi ngờ mạnh hơn hắn quá nhiều. Tốt, phá giới cảnh trung giai đỉnh phong. Cảm thụ khí thế của mình hiện tại, cộng thêm nguyên lực bành trướng trong đan điền khí hải, khóe miệng Lục Lâm Thiên mỉm cười thật tà dị, sau khi đột phá, toàn thân đều có cảm giác thoải mái nói không nên lời. Khí thế vừa thu lại, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, từ phá giới cảnh sơ giai đến phá giới cảnh trung giai đỉnh phong chỉ tăng một giai, nhưng tới phá giới cảnh sơ giai trung kỳ và tiếp cận hậu kỳ, so sánh ra không khác gì võ đế nhị trọng có thể trực tiếp đột phá võ đế lục trọng đỉnh phong. Mà ở phá giới cảnh sơ giai đến phá giới cảnh trung giai đỉnh phong trên thực chất càng lớn hơn võ đế nhị trọng trực tiếp đột phá đến võ đế lục trọng đỉnh phong nhiều. Bởi vì khoảng cách quá lớn, Lục Lâm Thiên mơ hồ suy nghĩ không biết căn cơ có bị ảnh hưởng gì không, nhưng mà khí tức trước mắt của mình vững vàng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, chỉ có cảm giác thoải mái sau khi đột phá. Tử Linh Thánh Dịch, thật sự không tệ. Trong lòng Lục Lâm Thiên rất hài lòng, Tử Linh Thánh Dịch hiệu quả quá tốt. Trên thực lực có thể làm cho chính mình kéo dài qua khoảng cách dài như thế, trên phương diện lĩnh ngộ lại giúp mình tiến bộ lớn, bảo vật có thể tăng cường lĩnh ngộ đúng là bất phàm. Vào thời điểm này đột phá, Lục Lâm Thiên rất thỏa mãn, đây là công lao của Tử Linh Thánh Dịch, nhưng lập tức Lục Lâm Thiên suy nghĩ không rõ lúc nào mới có thể đột phá đến phá giới cảnh cao giai, thậm chí là ngộ chân cảnh, tu vị cấp độ tăng lên quá khủng bố, năng lượng cần thiết quá lớn, còn yêu cầu lĩnh ngộ quá hà khắc. Cho nên muốn tiếp tục đột phá, con đường này càng ngày càng gian nan. Con đường cường giả, lại xuất phát lần nữa. Ánh mắt Lục Lâm Thiên kiên nghị, tình huống hiện tại tuy không tốt, nhưng so với lúc ở Trấn Thanh Vân vẫn tốt hơn rất nhiều, ít nhất, hiện tại chính mình có kinh nghiệm lúc đó không có, còn có một đống thủ đoạn và hỗn độn chi nguyên. Hít sâu một hơi, Lục Lâm Thiên nhớ tới Tiểu Long cùng Mẫu Đan, hai người đều tiến vào khe hở thế giới, bên trong lại hỗn loạn không chịu nổi. Có huyết khê trên người Tiểu Long, Lục Lâm Thiên còn có thể có liên hệ trong mơ hồ, Tiểu Long hẳn là không có nguy hiểm tánh mạng, mà Mẫu Đan thế nào Lục Lâm Thiên lại không biết. Mẫu Đan thân là linh vật trời sinh, thực lực chỉ là hậu thiên, trong 3.000 đại thế giới này, Lục Lâm Thiên không thể không lo lắng cho an nguy của Mẫu Đan, linh vật trời sinh cấp độ hậu thiên chính là trọng bảo mà tu luyện giả ước mơ. Thực lực, nếu có đầy đủ thực lực, lúc này dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể ứng phó. Lúc này Lục Lâm Thiên vừa vặn đột phá, nhưng hắn vẫn bức thiết với thực lực chỉ tăng không giảm, phá giới cảnh trung giai đỉnh phong, Lục Lâm Thiên biết rõ cấp độ này còn xa mới đủ. Nên thanh lý vô ảnh phệ tủy độc thư. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến thành ngưng trọng, vừa mới đột phá, mình bây giờ cần làm là giải trừ vô ảnh phệ tủy độc thư, có thứ đồ vật khủng khiếp kia nằm trong người, Lục Lâm Thiên khó bình tĩnh được. Muốn lấy vô ảnh phệ tủy độc thư ra, Lục Lâm Thiên đã sớm thử qua. Các biện pháp này căn bản vô dụng, ngay cả Tử Kim Huyền Lôi cũng không thể làm gì vô ảnh phệ tủy độc thư, nguyên lực cũng không được, những vô ảnh phệ tủy độc thư kia thậm chí có thể thôn phệ cả nguyên lực, căn bản không cách nào làm gì chúng. Thời điểm tìm các tin tức trong Thải Hồng Điện, Lục Lâm Thiên cũng cố ý tìm kiếm tin tức liên quan tới vô ảnh phệ tủy độc thư, chỉ tiếc không thể tìm được, ngay cả Phương Thải Y cũng không biết. Mà Lục Lâm Thiên muốn thanh lý vô ảnh phệ tủy độc thư. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, thứ nhất, có thể dùng thái cổ u minh viêm trực tiếp đốt cháy, nhưng trong quá trình này lại đốt thân thể bản thân. Tuy thân thể Lục Lâm Thiên đã quen với nhiệt độ của thái cổ u minh viêm, chắc chắn cũng có phương pháp bảo hộ của mình, nhưng nếu thật sự dùng thái cổ u minh viêm thiêu cháy, đây tuyệt đối không phải chuyện nhẹ nhõm. Lục Lâm Thiên cũng suy nghĩ ra phương pháp thứ hai, nhưng phương pháp thứ hai quá ác với mình. Nếu những vô ảnh phệ tủy độc thư này thật sự không thể bước ra bên ngoài, có bất diệt huyền thể, Lục Lâm Thiên có ý định tự bạo thân hình, phá rồi lại lập, bởi như vậy bất kể như thế nào, đám vô ảnh phệ tủy độc thư kia cũng phải bay ra khỏi người. Nhưng phương pháp phá rồi lại lập này vô cùng cực đoan, cho nên Lục Lâm Thiên vẫn ý định lựa chọn phương pháp đầu tiên, thái cổ u minh viêm có thể đốt cháy tất cả, cũng không tin không làm gì được đám vô ảnh phệ tủy độc thư, nói không chừng có thể trực tiếp đốt sạch. Sau một lát, trong mi tâm Lục Lâm Thiên có hào quang lóe lên, một khí tức nóng bỏng âm hàn cổ xưa sinh ra, chính là linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm. Cả hai bản vốn là nhất thể,
càng không tồn tại bài xích, vốn chính là một người, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm xuất hiện, mặc dù đang ở trong không gian kín, hắn vẫn hóa thành một hỏa diễm cự nhân màu xanh cao ngàn mét, khí tức khủng bố tràn ra bao phủ không gian, nhiệt độ kinh người bạo phát ra ngoài. Vèo, ánh mắt bản thể Lục Lâm Thiên trầm xuống, không gian chung quanh chấn động mạnh, trực tiếp tiến vào trong miệng hỏa diễm cự nhân, nhiệt độ khủng khiếp làm linh hồn run run, thân ảnh bản thể Lục Lâm Thiên đã tiến vào trong thế giới thái cổ U Minh Viêm. Lục Lâm Thiên ngừng trong nội thế giới biển lửa màu xanh, ánh mắt nặng nề, nếu người tu vị phá giới cảnh sơ giai tiến vào trong này, chỉ sợ tan thành mây khói trong nháy mắt. Nhìn hỏa diễm khủng khiếp chung quanh, Lục Lâm Thiên bình tâm tĩnh khí, hắn khoanh chân trong hỏa diễm màu xanh ra trời, toàn thân run lên, nguyên lực hoạt động, kết xuất thủ ấn, hỏa diễm nóng bỏng chung quanh bay vào trong miệng, lập tức tiến vào thân thể của hắn. A hát! Hỏa diễm khủng bố tiến vào miệng Lục Lâm Thiên, hắn lập tức kêu thảm thiết, nhưng nơi này chính là không gian của thái cổ U Minh Viêm hỏa, Lục Lâm Thiên cũng không muốn kêu lớn như thế. Hắn cắn răng thừa nhận nhiệt độ khủng bố, điều khiển hỏa diễm thái cổ U Minh Viêm chạy khắp toàn thân. Nhiệt độ cao như vậy, toàn thân Lục Lâm Thiên trực tiếp run rẩy, nhiệt độ cao làm linh hồn của hắn căng cứng, hỏa diễm thái cổ U Minh Viêm có thể nướng chín thân thể, cường giả tu vị phá giới cảnh không cách nào thừa nhận trực tiếp, thân thể sẽ hóa thành cho tàn ngay lập tức. Điểm này không chỉ là đau đớn, còn cần ý chí vô cùng cường đại, cường hãn đến mức tự làm khổ mình, thiếu một thứ cũng không được. Nếu không thân thể cũng hóa thành cho tàn ngay. Lúc này cũng chỉ có Lục Lâm Thiên mới dám thử loại chuyện tự ngược biến thái như vậy. Đương nhiên, Lục Lâm Thiên cũng không phải muốn cố ý nếm thử. Lục Lâm Thiên cũng không muốn nếm thử. Nhưng hắn đã hết cách rồi. Trên người có vô ảnh phệ tủy độc thư. Lục Lâm Thiên cũng là bị ép bất đắc dĩ. Thái cổ U Minh Viêm tiến vào cơ thể. Đau đớn tàn phá thân thể và linh hồn này làm cho Lục Lâm Thiên nhớ tới ma linh yêu nữ. Tất cả đều do ma linh yêu nữ hại người quá nặng, lần sau nếu có cơ hội, thù này không báo không quân tử. Nghĩ đến báo thù, nội tâm Lục Lâm Thiên không nhịn được, nghe khẩu khí của Phạm Sàm, Thiên Thủy Môn còn cố kỵ Phong Vân Sơn, ma linh yêu nữ chính là tam đương gia của Phong Vân Sơn, chính mình muốn báo thù sợ là thời gian ngắn còn không được, về sau có cơ hội mới báo thù, quân tử báo tấp, 10 năm trăm năm cũng không muộn. Thái cổ U Minh Viêm tiến vào thân thể. Tâm niệm Lục Lâm Thiên khẽ động, trực tiếp cho thái cổ U Minh Viêm khuếch tán ra, không ngừng tiến tới nơi có vô ảnh phệ tủy độc thư. Hắn vốn là nhất thể với thái cổ U Minh Viêm, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy nhẹ nhõm không ít, bằng không nhất định thảm hại hơn, nhưng mà mặc dù như thế, bản thể Lục Lâm Thiên vô cùng thống khổ, toàn thân như bị nướng chín. Lục Lâm Thiên cảm giác mình lúc này biến thành con gà quay, bị đốt từ trong ra ngoài, sớm muộn gì cũng chín, hắn ứa mồ hôi lạnh. Thảm nhất là đau đớn lại không thể kêu, loại thống khổ này tuyệt đối không phải người thường có thể thừa nhận. Tốt tốt! Từ khi thái cổ U Minh Viêm bao phủ toàn thân, Lục Lâm Thiên vẫn sợ không có biện pháp với vô ảnh phệ tủy độc thư, cho nên nội tâm vẫn còn e sợ. Khi hỏa diễm thái cổ U Minh Viêm bao phủ, vô ảnh phệ tủy độc thư đang ở trong máu huyết và cốt tủy đang run rẩy, lập tức bản năng chui ra khỏi huyết mạch và gân cốt, bắt đầu bò tới nơi không có thái cổ U Minh Viêm. Hữu dụng. Trong lòng Lục Lâm Thiên vui vẻ, thái cổ U Minh Viêm của hắn có thể làm vô ảnh phệ tủy độc thư thúc thủ vô sách. Thái cổ U Minh Viêm đi qua nơi nào, tất cả vô ảnh phệ tủy độc thư ở ven đường đều run rẩy sau đó chạy đi. Lục Lâm Thiên tin tưởng tăng nhiều, giống như trong nháy mắt trong cơ thể đau đớn muốn chết, cũng cảm giác được dễ chịu không ít, thái cổ U Minh Viêm có tác dụng, nhưng trong thái cổ U Minh Viêm bao phủ cơ bắp và gân cốt thật chậm. Tuy Lục Lâm Thiên vận dụng thái cổ U Minh Viêm đốt cháy thân thể của mình, nhưng trong quá trình này cũng có được biện pháp bảo hộ có nguyên lực bảo hộ, bằng không thái cổ U Minh Viêm tiến vào cơ thể sẽ đốt bản thân thành cho tàn. Ước chừng nửa giờ sau, toàn thân Lục Lâm Thiên bị bao phủ trong ánh sáng màu xanh, càng trọng yếu hơn là, toàn thân Lục Lâm Thiên đang bị thiêu đốt, hắn cực kỳ thống khổ. Hắn mượn nhờ hỏa diễm thái cổ U Minh Viêm, rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng đuổi vô ảnh phệ tủy độc thư tới hai lòng bàn tay. Trên lòng bàn tay, hắn có thể nhìn thấy những đốm đen đang nhúc nhích trên lòng bàn tay, rậm rạp chằng chịt, chúng nhỏ như sợi tóc. Xuy! Thủ ấn Lục Lâm Thiên run lên, chỉ thấy kim quang sáng ngời, 10 ngón tay bị phá vỡ một lỗ máu. Tốt tốt! Cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên khống chế thái cổ U Minh Viêm bao phủ lòng bàn tay, nhiệt độ khủng bố mang theo khí tức âm hàn, vô ảnh phệ tủy độc thư trong lòng bàn tay nhanh chóng rút lui. Siêu! Siêu!
Trong giây lát đó, Lục Lâm Thiên nhất cổ tác khí vận dụng nguyên lực bành trướng kinh mạch hai tay, cuối cùng bức máu tươi bắn thẳng ra bên ngoài. 10 tia máu tươi bắn ra mang theo rất nhiều bóng đen, trong máu tươi mang theo vô ảnh phệ tủy độc thư, tất cả vô ảnh phệ tủy độc thư đều bị Lục Lâm Thiên bức ra khỏi người. Thở ra một hơi, Lục Lâm Thiên phun ra hỏa diễm âm hàn nóng bỏng, thân thể thoát lực, hắn vô cùng mệt mỏi khi làm những việc này. Xảy ra chuyện gì? Trong một sơn mạch, thân ảnh uyển chuyển tới cực điểm dừng lại, trên dung mạo thanh tú mang theo một tia nghi hoặc. Tam đương gia, có phát hiện sao? Thân ảnh khôi ngô đi tới bên cạnh, cung kính hỏi, nếu Lục Lâm Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy, hai người này chính là ma linh yêu nữ đặt vô ảnh phệ tủy độc thư vào người của hắn. Người còn lại chính là đại hán Khôi Ngô Hổ Sơn, tu vị thực lực hai người rất mạnh. Thì ra Lục Lâm Thiên cho rằng, thực lực tên đại hán ít nhất là ngộ chân cảnh, nhưng mà khi giao thủ với Phương Chí Thành, Lục Lâm Thiên mới biết được, thực lực của tên đại hán còn mạnh hơn Phương Chí Thành rất nhiều, cho nên thực lực người này không phải là ngộ chân cảnh, chỉ sợ ít nhất cũng đạt cấp độ thông thiên cảnh. Vô ảnh phệ tủy độc thư của ta sinh ra vấn đề nhỏ, giống như gặp phải vật khá chế. Nữ tử ngẩng đầu, lập tức nói nhỏ. Lục Lâm Thiên nhất định đang ở trong sơn mạch cổ lan, cẩn thận tìm cho ta, tách ra tìm hắn, phải bắt sống. Tìm được tiểu tử kia, ta sẽ lột da hắn ra, ngay cả đồ vật trong tay Hổ Sơn ta cũng dám đoạt, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Hổ Sơn quát, tử linh thánh dịch bị tiểu tử tu vị phá giới cảnh sơ giai cướp trong tay mình, đây là sỉ nhục lớn nhất đời hắn, cũng thành trò cười của hắn, cho nên hắn hiện tại rất hận Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, nếu ngươi làm tổn thương vô ảnh phệ tủy độc thư, ta sẽ không để yên cho ngươi. Ánh mắt nữ tử trầm xuống, dậm chân một cái, thân ảnh uyển chuyển hóa thành hào quang rời đi. Siêu siêu, đám người Hổ Sơn nhanh chóng theo sau. Sau một lát, Lục Lâm Thiên mới dần dần khôi phục bình thường, hào quang màu xanh từ từ rút đi, tình cảnh hơi quỷ dị. Ngoá, ma linh yêu nữ, ta nhớ kỹ ngươi. Lục Lâm Thiên thầm mắng một câu. Quá trình vừa rồi làm hắn thảm không chịu nổi, nếu không phải đủ loại nguyên nhân, hắn có thân thể cường hãn, tăng thêm thái cổ U Minh Viêm là nhất thể với mình, bằng không bản thân mình đã bị đốt thành cho tàn. Nhớ tới ma linh yêu nữ, trong lòng Lục Lâm Thiên tự nhiên ghi nhớ hận này lên người ma linh yêu nữ, nhớ tới gương mặt cả người lẫn vật vô hại, tư thái vô cùng mê người, thực lực vô cùng khủng bố, một thân là độc, còn khủng bố hơn Lục Tâm Đồng rất nhiều, ít nhất bây giờ mình không có thực lực báo thù. Hào quang màu xanh trên mặt giảm đi, sắc mặt Lục Lâm Thiên trở nên tái nhợt, trong nửa canh giờ vừa rồi tương đương với trận ác chiến sinh tử, thậm chí còn là ác chiến sống chết trong gang tấc. Đứng dậy mặc một bộ quần áo khác, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn biển lửa chung quanh. Ồ, làm Lục Lâm Thiên nghi hoặc là, trong 10 tia máu tươi bắn ra ngoài lúc này không bị biển lửa màu xanh đốt thành cho tàn. Cẩn thận quan sát, Lục Lâm Thiên phát hiện 10 tia máu tươi có màu đen bao phủ. Những tia máu này không ngừng run rẩy trước biển lửa, cực kỳ kiêng kỵ và e ngại, nhưng chúng không bị thế giới hỏa diễm của Thái Cổ U Minh Viêm đốt thành cho tàn. Nhiệt độ trong thế giới Thái Cổ U Minh Viêm, Lục Lâm Thiên biết rõ, đám vô ảnh phệ tủy độc thư quỷ dị không hóa thành huyết phụ, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên cực kỳ nghi hoặc, nhưng nhìn tình huống trong nội thế giới Thái Cổ U Minh Viêm, chúng không kiên trì được bao lâu, sớm muộn gì cũng bị đốt cháy sạch sẽ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thẳng vào đám vô ảnh phệ tủy độc thư, chúng đang xoắn vào nhau, phát ra huỳnh quang màu đen, những vô ảnh phệ tủy độc thư này nhỏ bằng sợi tóc, nếu tách đi ra, bình thường rất khó phát hiện sự tồn tại của chúng, muốn phát hiện thứ này cần dùng tâm thần dò xét. Ánh mắt Lục Lâm Thiên động động, thứ này chắc chắn không phải vật tầm thường, tuy e ngại Thái Cổ U Minh Viêm, nhưng trong thế giới Thái Cổ U Minh Viêm vẫn kiên trì lâu như thế, đây là vật ngay cả ma linh yêu nữ cũng xem trọng. Nghe nói còn có thể tiến hóa. Ít nhất có giá trị xa xỉ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên sáng ngời, vật bất phàm chắc chắn sẽ có giá trị xa xỉ, mặc dù mình muốn đốt cháy đám này thành cho tàn, nhưng nhớ tới những vật quỷ dị sẽ bán được nhiều tiền, giá trị của chúng cao hơn nhiều so với tiêu diệt. Nghĩ vậy, Lục Lâm Thiên không do dự, hắn đầu tiên tìm hộp ngọc trong nhẫn chữ vật, tâm niệm khẽ động, 10 đạo hỏa diễm màu xanh bao vây đám vô ảnh phệ tủy độc thư thu vào trong hộp ngọc. Lục Lâm Thiên bố trí cấm chế trên hộp ngọc, sau đó an tâm thu vào nhẫn chữ vật, đồ chơi này có kèm kịch độc, cũng vô cùng quỷ dị, Lục Lâm Thiên không dám khinh thường. Nhưng lúc này trong người không lưu lại độc tố của vô ảnh phệ tủy độc thư, chúng chỉ thôn phệ một ít máu huyết mà thôi,
thật sự làm Lục Lâm Thiên thả lỏng toàn thân, độc là thứ làm người ta phải kiêng kỵ. Sau khi thu hồi vô ảnh phệ tủy độc thư, Lục Lâm Thiên cũng không muốn ở lại trong nội thế giới Thái Cổ U Minh Viêm lâu, nhiệt độ khủng bố ở đây làm người ta cảm thấy không thoải mái. Trở lại thiên trụ giới, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm khôi phục bình thường, cũng tiến vào không gian trong đầu. Khu trừ vô ảnh phệ tủy độc thư, nội tâm Lục Lâm Thiên thả lỏng rất nhiều, vừa rồi hắn tiêu hao không ít, lại suy nghĩ một lúc, Lục Lâm Thiên chuẩn bị điều tức khôi phục sau đó sẽ rời khỏi thiên trụ giới. Một lát sau, Lục Lâm Thiên khoanh chân điều tức, quanh thân có kim sắc quang mang bao phủ. Sơn mạch Cổ Lan vô cùng rộng lớn, bên trong cũng giống như sơn mạch Vũ Đô, hơi biển sơn mạch Vân Vũ tại Đại Lục Linh Vũ, trong đó thừa thải linh dược, linh quả, còn có thú tộc tồn tại, nhưng so với sơn mạch Vũ Đô và sơn mạch Vân Vũ trên Đại Lục Linh Vũ, thứ tốt ở đây cao cấp hơn nhiều, trong đó thú tộc nghe nói có cả cường giả phá giới cảnh, cũng có địa bàn của mình. Đối với thú tộc cấp độ phá giới cảnh mà nói, người bình thường không dám đi trêu chọc, cho dù là thú tộc tu vị hậu thiên cũng không phải người bình thường có thể upsilon. Sơn mạch Cổ Lan cực lớn, nghe nói cũng không có ai biết cụ thể là lớn bao nhiêu, tóm lại phải dùng bao la để hình dung, bên trong cũng có không ít nơi bí ẩn, thậm chí có người đi vào vài nơi trong sơn mạch Cổ Lan và đạt được một ít bảo vật, chuyện này cũng bao phủ lên sơn mạch Cổ Lan sắc thái thần bí. Sáng sớm, trong sơn mạch Cổ Lan, đại thụ che khuất bầu trời, ánh sáng nhạt xuyên qua khe lá, từng đạo quang ảnh xuyên thấu hư không, sương mù chậm rãi bốc lên, chung quanh có tiếng chim hót hoa nở làm lòng người thoải mái. Ầm ầm. Trong sáng sớm bình tĩnh này, bỗng nhiên sơn mạch Cổ Lan run lên, dường như có động đất đang diễn ra. Động tĩnh này làm vô số sinh linh trong sơn mạch Cổ Lan bị kinh động, bỗng nhiên cảnh giác nhìn bốn phía, tiếng chim hót biến mất không thấy gì nữa, vô số chim bay vỗ cánh lên cao, cấp tốc bay khỏi sơn mạch, trong sơn mạch bao phủ trong hào khí căng thẳng. Đất rung núi chuyển vẫn tiếp tục hơn 10 giây, sau đó bình thường trở lại, vào lúc này trong thiên địa tự dưng có khí tức nóng bỏng bao phủ, khí tức này từ sâu bên trong tràn ra bên ngoài, vạn vật cảm thấy rất nóng. Xảy ra chuyện gì, có gì đang diễn ra thế này? Động tĩnh như thế, nhất định bất phàm, chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Khí tức thật nóng bỏng, hình như đến từ bên trong. Trong sơn mạch, từng tiếng nghị luận vang lên, sau đó là kinh ngạc, không ít ánh mắt nhìn vào sâu trong sơn mạch Cổ Lan, nhìn thẳng vào khu vực tỏa ra khí tức nóng bỏng kinh người. Siêu siêu, lập tức cũng không ít thân ảnh dò xét sâu trong sơn mạch Cổ Lan, sau đó là nhiều thân ảnh tiến lên phía trước. Trong hạp gốc, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong hạp gốc bí mật, hắn duỗi lưng mỏi, vung tay vung chân, tử kim huyền lôi quay về đan điền, cũng thu thiên trụ giới trở về. Xuy, một đạo thân ảnh lóe lên, đại hồn anh xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, lại tiến thẳng vào mi tâm của hắn. Trong khoảng thời gian tiến vào trong thiên trụ giới khôi phục, đại hồn anh vẫn chờ đợi bên ngoài cấm chế, có đại hồn anh ở bên ngoài, Lục Lâm Thiên cũng biết không ít tình huống chung quanh. Hắn ở trong thiên trụ giới tận 9 tháng, ở bên ngoài chỉ mới vài ngày mà thôi, nhưng trong vài ngày ngắn ngủi này lại diễn ra không ít sự kiện. Trong mấy ngày qua có rất nhiều người tiến vào trong sơn mạch, đại hồn anh đánh chết hai người tu vị hậu thiên, thôn phệ hồn anh và linh hồn phân thân, Lục Lâm Thiên biết được hiện tại có rất nhiều người đang tìm kiếm mình, thải hồng cốc đã treo số tiền thưởng cách xù để lùng bắt hắn trong vạn cổ thế giới. Thải hồng cốc. Trong mắt Lục Lâm Thiên sinh ra hàn ý, ánh mắt chấn động, hắn nhíu mày sau đó kết thủ ấn. Thủ ấn Lục Lâm Thiên không ngừng biến hóa, toàn thân biến hóa theo thủ ấn, cơ thịt trên mặt, xương cốt toàn thân biến đổi rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn hắn hóa thành một trung niên tứ tuần, dáng người khôi ngô, trên mặt còn có vết sẹo dài, vừa nhìn cực kỳ hung thần ác sát, Lục Lâm Thiên trực tiếp thay đổi một bộ quần áo khác lấy được trong nhẫn chữ vật của người tu vị hậu thiên. Không sai biệt lắm. Tất cả đã hoàn thành, Lục Lâm Thiên nhìn bộ dáng của mình hiện tại và mỉm cười, bộ dáng này không ai có thể nhận ra hắn, vận chuyển tam thần thiên biến quyết, ngay cả khí tức linh hồn của Lục Lâm Thiên cũng cải biến không ít, khí tức và tu vị cũng ẩn đi, tin tưởng người bình thường sẽ không nhìn trộm ra được. Bộ dáng hiện tại rất hoàn hảo, không chê vào đâu được, đây cũng là điểm khủng bố của tam thần thiên biến quyết, thi triển tầng thứ nhất tùy tiện biến hóa bộ dáng, đây quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cố ý muốn biến hóa thành một người nào đó, cần đặt một chút linh hồn lực lên người đó là thành công. Dường như có không ít động tĩnh. Trong sơn mạch Cổ Lan phát sinh động tĩnh, Lục Lâm Thiên có phát hiện, ánh mắt khẽ động,
lập tức rời khỏi hạp cốc. Sâu trong sơn mạch cổ lan, đây là cấm địa với người bình thường, bọn họ không tùy tiện tiến vào, nơi này trừ cường giả thú tộc ra, nghe nói còn có không ít hiểm địa, người tu vị bình thường đi vào sẽ không thể đi ra, cho nên dần dà người dám tới đây ít lại càng ít. Nhưng đây là địa bàn của cường giả thú tộc, cho nên có người cố kỵ, cũng có người không phải quá cố kỵ, dù sao cường giả thú tộc cũng không phải tùy thời ở nhà, đột phá đến phá giới cảnh thì cường giả thú tộc và nhân tộc giống nhau, đều đi lịch lãm khắp nơi, có thể rời khỏi vạn cổ thế giới. Sâu trong sơn mạch cổ lan núi non trùng điệp, vô cùng to lớn và hùng vĩ. Lúc này sâu trong sơn mạch có khí tức nóng bỏng lan tràn tới các nơi, khí tức nóng bỏng này rất khủng bố, khí tức hàng lâm nơi đây, cảnh sắc vốn non xanh nước biếc, bây giờ lại biến thành sa mạc hoang tàn. Trong mấy canh giờ ngắn ngủi nơi này biến thành hoang vu, màu xanh biến mất không còn nữa, càng vào sâu bên trong cây cối càng khô héo, cuối cùng là biến thành biển lửa. Vượt qua biển lửa là khu vực cháy đen, không gian nóng bỏng, mặt đất dần dần đỏ thẫm, trên đất đá xuất hiện sương mù sinh ra tiếng tí tách và nhiệt độ cực cao, một khi vạn vật bị thiêu đốt sẽ nhanh chóng biến thành tro tàn. Siêu siêu, từng thân ảnh bị hấp dẫn tới gần, trong không gian nhiệt độ cao này mọi thứ đều bị ảnh hưởng, nguyên lực và linh hồn cũng bị ảnh hưởng, nhiệt độ cao thế tuyệt đối không phải thứ bình thường có thể phóng thích ra. Nhiệt độ nơi này không tầm thường, chẳng lẽ là Lục Lâm Thiên kia, nghe nói hắn có hỏa diễm linh vật trời sinh. Trong không trung, hơn 10 thân ảnh đứng trên không trung, ánh mắt Đỗ Lộc hơi trầm xuống, thân ảnh hắn nhanh chóng tiến lên phía trước, sau lưng rất nhiều đệ tử Thiên Thủy môn đuổi theo. Tam đương gia, nhiệt độ rất cao, có phải linh vật trời sinh hay không? Trên vách đá một ngọn núi có không ít thân ảnh đang đứng đó, sắc mặt bọn họ biến hóa, dường như bị ảnh hưởng, Hổ Sơn đi đầu, hắn cung kính hỏi thăm nữ tử kinh diễm trước mặt, đó là Ma Linh yêu nữ. Lúc này mới tìm không bao lâu, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng thu hoạch nhiều hơn nữa sợ rằng khó vượt qua giá trị của vô ảnh phệ tủy độc thư. Lục Lâm Thiên này đang nấp ở đâu? Đôi mắt dễ thương của Ma Linh yêu nữ chớp động, nhìn cảnh vật trước mặt, điểm chân xuống đất sau đó bay lên cao, nói. Các ngươi tiếp tục tách ra tìm, nhất định phải tìm ra Lục Lâm Thiên kia. Trong sơn mạch nóng rực này, lá cây khô héo, không khí như lò lửa. Một đại hán mặc trang phục khôi ngô, trên mặt có vết sẹo, bộ dáng hung thần ác sát, hắn lúc này đang đứng trên sườn núi, ánh mắt nghi ngờ đánh giá bốn phía. Đại hán hung thần ác sát này mang trên lưng đoạn côn màu trắng, đoạn côn này dài 3 xích, hoàn toàn không thích hợp với thân hình khôi ngô của hắn, cho nên hắn càng trở nên kỳ lạ. Đại hán này chính là Lục Lâm Thiên, hắn cố ý dùng đoạn côn màu trắng, đây là linh khí thủy thuộc tính cấp bậc hậu thiên, trên đại lục linh vũ, thần khí là vật bất phàm, nhưng ở bên ngoài lại bình thường một chút. Đương nhiên, một kiện linh khí cấp độ hậu thiên cũng có giá trị không tệ, tại vạn cổ thế giới tiểu thế giới này. Người có tu vị phá giới cảnh đều sử dụng linh khí cấp độ hậu thiên, cũng không ai có thể sử dụng linh khí tiên thiên. Cảm nhận khí tức nóng bỏng này, thái cổ U Minh Viêm trong đầu Lục Lâm Thiên sinh ra cảm giác hưng phấn từ bản năng, càng tiếp cận nơi đây lại càng hưng phấn. Ngao! Phía sau có một tiếng gầm đinh tai nhức óc truyền tới, Lục Lâm Thiên nghi hoặc quan sát nơi phát ra tiếng gầm quanh quẩn các nơi, sinh ra uy áp kinh người. Siêu siêu! Vào lúc này hơn 10 thân ảnh vượt qua bầu trời, trong nháy mắt đã xuất hiện trên không trung, tốc độ hơn 10 người này không chậm, thực lực khác nhau, nhưng nhìn ra được bọn họ đang chạy thục mạng. Ngao! Lúc này ở xa xa dần dần xuất hiện một thú ảnh khổng lồ, thú ảnh này to như ngọn núi, đứng thẳng lên cao 1.000 mét, nhìn từ xa có cảm giác rung động rất lớn. Cẩn thận quan sát cường giả thú tộc kia, nó là viên tộc, kỳ lạ là toàn thân không có lông. Ngược lại toàn thân đều là thịt giáp màu hoàng kim. Nhìn kỹ mới phát hiện trên thịt giáp là lân phiến rậm rạp, hoàng mang lập lòe, nhìn viên hầu này, Lục Lâm Thiên nhớ tới kim cương ở kiếp trước có hình thái hùng vĩ như thế, toàn thân mang theo lân phiến màu vàng, cái đầu kia cũng khác với viên hầu bình thường, còn dữ tợn hơn một ít, thậm chí còn mang theo bóng dáng long tộc. Hoàng kim long viên, đây là hoàng kim long viên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngẩn ngơ, mặc dù nhận ra lai lịch thú tộc, hắn từ tư liệu trong thải hồng điện biết được, Hoàng Kim Long Viên là chủng tộc tồn tại rất xa xưa, là hậu đại của long tộc và viên tộc, trời sinh sức lực lớn, lực phòng ngự cũng cực kỳ khủng bố. Trong vạn cổ thế giới cũng có Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, nghe nói từ sớm đã đi vào vạn cổ thế giới, chúng cũng là bá chủ thú tộc trong vạn cổ thế giới,
nghe nói thú tộc trong vạn cổ thế giới đều nghe lệnh Hoàng Kim Long Viên nhất tộc như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Trước kia thật lâu, vì thú tộc ảnh hưởng đến nhân tộc, rất nhiều thế lực trong vạn cổ thế giới tiến hành vây công thú tộc trên quy mô lớn, làm cho song phương tổn thương không nhỏ. Vào ngàn vạn năm trước, trong thải hồng cốc có một cường giả liên thủ tất cả thế lực trên đại lục vạn cổ, rốt cục trọng thương thú tộc đại bộ phận lui giữ núi sâu, sơn mạch cổ lan là nơi được chọn, Hoàng Kim Long Viên nhất tộc cũng đến sơn mạch cổ lan. Về sau, thú tộc trong vạn cổ thế giới sống an ổn với nhân tộc và thú tộc đều ăn ý, tranh đoạt bình thường, cường giả thú tộc và nhân tộc sẽ không xuất thủ, bảo trì ăn ý nào đó, bởi vì hai tộc biết rõ, một khi siêu cấp cường giả hai tộc nhúng tay, vậy không giống nữa, đây là ác chiến giữa hai tộc. Ác chiến nhiều năm trước làm hai tộc tiêu hao không ít, cho nên hai tộc đều có được ăn ý, cần nghỉ ngơi lấy sức, sẽ không bộc phát đại chiến, đối với hai tộc đây là việc bất lợi. Bành bành. Giữa không trung sinh ra âm thanh trầm đỡ Upsilon, C, chỉ thấy Hoàng Kim Long Viên đang giao chiến với một thân ảnh, giơ tay nhấc chân phá hủy hư không, mấy đỉnh núi bị man lực phá hủy không còn bộ dáng. Mau lui lại. Lùi sang một bên đi, bảo nhị trưởng lão đối phó nghiệp xúc này. Hơn 10 tiếng quát vang lên, trực tiếp xuất hiện trên không, đám người này bỏ chạy thật nhanh, hơn 10 người tu vị hậu thiên còn Seto 2 người tu vị phá giới cảnh. Đám vô sỉ, ta muốn xé các ngươi thành mảnh nhỏ. Hoàng Kim Long Viên gầm thét, thân ảnh cực lớn quét qua không gian, giơ tay nhấc chân mang theo rung động rất mạnh, khí tức toàn thân cuồng bạo, hiển nhiên rất tức giận. Nhưng mà người giao thủ với hắn chính là cường giả ngộ chân cảnh sơ giai, thực lực cũng không yếu, cho dù Hoàng Kim Long Viên nổi giận cũng bị hắn ngăn cản, làm cho Hoàng Kim Long Viên khổng lồ không thể chiếm tiện nghi. Ầm ầm. Mặc kệ Hoàng Kim Long Viên nổi giận thế nào cũng bị cường giả tu vị ngộ chân cảnh sơ giai ngăn cản, từng phong nhận trong tay hắn quét qua các nơi, đều cắt vỡ không gian, Hoàng Kim Long Viên cũng cực kỳ kiêng kỵ. Người thải hồng cốc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động. Hơn 10 người lao ra ngoài đều là người thải hồng cốc, trong đó có hai trưởng lão, còn người đang giao thủ với Hoàng Kim Long Viên chính là nhị trưởng lão thải hồng cốc, Lục Lâm Thiên rất quen thuộc những người này. Nhìn thấy người thải hồng cốc, ánh mắt Lục Lâm Thiên biến thành âm trầm, ánh mắt Lục Lâm Thiên bắn ra một tia lạnh ý, khóe miệng cười lạnh, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hơn 10 người thải hồng cốc đang bỏ chạy, cách Hoàng Kim Long Viên càng xa càng tốt, bọn họ cũng không muốn bị liên lụy. Vừa rồi có vào người không để ý đã bị Hoàng Kim Long Viên đánh chết, chỉ có nhị trưởng lão mới có thể ngăn cản nghiệt xúc này. Hoàng Kim Long Viên đã có tu vị ngộ chân cảnh sơ giai, cũng không phải là đối thủ bọn họ có thể đối phó được. Vị huynh đệ Hoàng Kim Long Viên kia, ta tới giúp ngươi một tay. Nhưng vào lúc này, hơn 10 người thải hồng cốc vừa mới xuất hiện trên đầu của mình, thân ảnh khôi ngô dưới mặt đất nhìn lên, thân ảnh lập tức phóng thẳng lên chờ. Bành bành. Trong thời gian ngắn, hai đạo bạch mang phá không bay đi, âm thanh trầm đỡ Upsilon, C vang lên, hai người cua thải hồng cốc biến thành mảnh vỡ, chết cũng không biết chết như thế nào, thậm chí còn không nhìn rõ là ai ra tay. Là ai? Hơn 10 người thải hồng cốc lúc này nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, trong mắt nhìn thấy thân ảnh khôi ngô, trong tay cầm đoạn côn màu trắng cực kỳ không hợp với thân thể, trên người hắn có bí vân quấn quanh, toàn thân sinh ra khí tức âm hàn. Cả không gian bỗng nhiên biến thành lạnh lẽo. Không gian vốn nóng bỏng, lúc này nhiệt độ đột nhiên giảm xuống thật nhiều, không gian biến thành rét lạnh thấu xương. Người gặp chuyện bất bình rút côn tương trợ. Lục Lâm Thiên đạp không bay lên, thần sắc hung ác, mặt sẹo run run, mang theo khí thế hung tàn. Chúng ta chính là người thải hồng cốc, các hạ không nên chọc phiền toái vào người. Một cường giả phá giới cảnh quan sát thân ảnh khôi ngô và thần thái hung ác của Lục Lâm Thiên hiện tại. Ánh mắt cảnh giác mang theo một tia cảnh cáo nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên. Ta nhìn người thải hồng cốc không vừa mắt, ta muốn trêu chọc phiền toái đấy, ngươi cắn ta đi. Ánh mắt đại hán khôi ngô trầm xuống, trên thân ảnh khôi ngô bộc phát khí tức âm hàn, lực lượng như bài sơn đảo hải tuôn ra chung quanh, không gian chung quanh băng hàn thấu xương, ai cũng không nhịn được. Dám trêu chọc thải hồng cốc, ngươi chán sống sao? Tên phá giới cảnh thải hồng cốc vừa nói quát lên. Tu vị phá giới cảnh trung giai, thân là trưởng lão thải hồng cốc cho nên đều có ngạo khí, bình thường không ai dám trêu chọc, hôm nay không nghĩ tới lại gặp kẻ không có mắt thế này. Xuy, tiếng nói vừa dứt, lão giả tu vị phá giới cảnh trung giai sinh ra khí tức nóng rực, thủ ấn biến hóa,
một đạo kình phong nóng bức bay thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Xuy, kình phong nóng bỏng này đánh tới trước người Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên biến mất, thân ảnh không nhanh không chậm tránh né kình phong này. Cùng một thời gian, lão giả phá giới cảnh trung giai không ngờ tốc độ của Lục Lâm Thiên nhanh như vậy, nhưng thân ảnh của hắn lại xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Đi chết đi! Dưới chân trưởng lão tu vị phá giới cảnh trung giai sinh ra hỏa diễm, thủ ấn biến thành tàn ảnh, 10 ngón bắn ra 10 hỏa cầu bắn vào người Lục Lâm Thiên. Siêu, siêu! Nhưng 10 hỏa cầu vừa mới tiếp cận Lục Lâm Thiên, chúng lập tức biến mất một cách kỳ lạ. Sinh sinh bất tức! Nhưng vào lúc này, đột nhiên quanh người Lục Lâm Thiên xuất hiện hào quang màu xám, dùng bản thân làm trung tâm, ánh sáng xanh đậm bao phủ không gian, lực lượng thôn phệ vạn vật bao phủ tất cả. Biên giới ánh sáng xanh đậm xuất hiện vết nứt không gian gợn sóng nứt vỡ từng khúc, năng lượng thôn phệ quỷ dị chính là thứ thôn phệ hỏa cầu. Hơn 10 đệ tử thải hồng cốc bị vây vào trong, kể cả hai cường giả phá giới cảnh cũng bị nhốt lại, bọn họ cảm giác toàn thân mất đi sinh cơ, toàn thân run run như bị áp chế vô hình. Không gian sinh sinh bất tức, tu vị thực lực tới cấp độ Lục Lâm Thiên lúc này đã không cần dùng chân khí mộc thuộc tính thúc đẩy năng lượng thiên địa, mà là mộc thuộc tính áo nghĩa tự thành không gian, có thể giúp thân thể khôi phục nhanh chóng và cung cấp năng lượng không ngừng. Cũng có hiệu quả làm sinh cơ đối thủ trôi qua, người có tu vị thực lực thấp sẽ bị ép thành phế nhân, lúc này tu vị bản thân Lục Lâm Thiên đã là phá giới cảnh trung giai đỉnh phong, cao hơn 10 người trước mặt, ngay cả lão giả tu vị phá giới cảnh trung giai cũng là người vừa đột phá không lâu. Đương nhiên, cho dù người này có tu vị phá giới cảnh trung giai đỉnh phong cũng không làm nên chuyện gì, trong đồng cấp, muốn tìm người sánh ngang Lục Lâm Thiên quá khó khăn. Người này quỷ dị. Trong không gian xanh đậm này, hai lão giả tu vị phá giới cảnh biến sắc, trong không gian sinh sinh bất tức, nguyên lực trong người bọn họ tiêu hao nhanh chóng, căn bản không cách nào ngăn cản, toàn lực thi triển thủ đoạn cũng khó thoát thân, vào lúc giãy giụa, nguyên lực tiêu hao càng nhiều. Hơn 10 người tu vị hậu thiên đã sớm bị áp chế vô lực giãy giụa. Ầm ầm. Cùng một thời gian, Lục Lâm Thiên không chậm trễ chút nào, trong lòng bàn tay có lưu quang lóe lên, không gian mơ hồ hội tụ một tia tử kim lưu quang. Tử kim lưu quang lóe lên, nó là lôi điện hủy diệt đáng sợ. Tử kim lôi vân lóe lên trong không gian sinh sinh bất tức, hơn 10 đệ tử thải hồng cốc bị cắn nuốt vào trong. Cuối cùng lão giả tu vị phá giới cảnh sơ giai và lão giả tu vị phá giới cảnh trung giai cũng không có sức hoàn thủ, trực tiếp bị thôn phệ, ánh mắt vẫn còn mang theo hoảng sợ. Xuy, tử kim lôi vân thu liếm, tử lôi huyền đỉnh xuất hiện trong bàn tay Lục Lâm Thiên, ánh mắt hắn lúc này vô cùng vui vẻ. Các hạ người phương nào, dám upsilon thải hồng cốc thể không bỏ qua. Cảm giác động tĩnh sau lưng, nhị trưởng lão bộ dáng thất tuần của thải hồng cốc đang đại chiến với Hoàng Kim Long Viên, sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm. Đại gia ngươi, ta chính là Tây Phương Cầu Bại, không quen nhìn đám tiểu nhân thải hồng cốc, ngươi làm khó dễ ta đi, ta thật sự muốn xem ngươi không bỏ qua ta thế nào. Lục Lâm Thiên thuận miệng báo một cái tên, tử lôi huyền đỉnh xoay tròn. Thân ảnh phóng lên trời, phất tay đánh ra tử kim lôi vân, hắn lao thẳng tới phía trước. Ầm ầm, lôi đình đại tác, tiếng nổ ầm ầm vang vọng hư không mang theo khí tức hủy diệt, lập tức oanh kích nhị trưởng lão thải hồng cốc. Ngươi chỉ có tu vị phá giới cảnh mà dám ra tay với ta, tìm chết. Nhị trưởng lão giận dữ, hai trưởng lão tu vị phá giới cảnh bị người này bắt, hiện tại sống chết không rõ, người này chỉ có tu vị phá giới cảnh còn dám ra tay với hắn. Hắn giận không kiềm được. Bành! Nhị trưởng lão lập tức ra tay, phong thuộc tính áo nghĩa năng lượng bắn tới, muốn mạnh mẽ giáo huấn Lục Lâm Thiên, nhưng nhị trưởng lão cũng quá xem thường Lục Lâm Thiên rồi. Bành! Tử kim huyền lôi va chạm với phong thuộc tính áo nghĩa, không gian rạn nứt nghiền nát, không gian bị chấn vỡ thành vô số khối, khí kình rung động ngập trời bao phủ các nơi. Chỉ trôi qua tức thì, thân ảnh khôi ngô của Lục Lâm Thiên bị đẩy lùi không xa, bước chân lảo đảo. Nhị trưởng lão đã là cường giả ngộ chân cảnh sơ giai, thực lực đương nhiên không kém. Đạp đạp, nhị trưởng lão thải hồng cốc cũng lảo đảo suýt lui, sắc mặt đại biến, đối phương chỉ có tu vị phá giới cảnh nhưng lại có thực lực cỡ này, đây là thực lực phá giới cảnh không có được. Oanh, cùng lúc đó, Hoàng Kim Long Viên khổng lồ cũng không bỏ qua cơ hội này, bàn tay cực lớn nện xuống một quyền. Đùng, tiếng trầm đỡ upsilon, C vang lên. Một quyền này nghiền nát không gian, trực tiếp đánh thẳng vào người nhị trưởng lão thải hồng cốc, không gian sụp đổ xuất hiện một cái động sâu,
bên trong còn có không gian loạn lưu rất đáng sợ. Thân thể nhị trưởng lão từ giữa không trung rơi xuống đất, hắn rơi xuống đất mới có thể đứng vững, bước chân lảo đảo không thăng bằng, khóe miệng có máu tươi chảy ra, thân thể bị đánh vào một khối đá nóng rực, lúc khối đá rạn nứt hắn mới đứng vững. Tây phương cầu bại, hoàng kim long viên, thải hồng cốc ta ghi nhớ. Ánh mắt nhị trưởng lão âm trầm, thần sắc chật vật, thân ảnh lóe lên, xé một khe nứt không gian, thân ảnh lập tức tiến vào trong đó. Nhị trưởng lão đã biết rõ, nếu tiếp tục giao thủ mình sẽ rơi vào khốn cảnh, hoàng kim long viên không làm gì được mình, nhưng bây giờ có thêm tây phương cầu bại, tuy tên này chỉ có tu vị phá giới cảnh nhưng chỉ sợ là cố ý che giấu thực lực, từ thực lực vừa ra tay chắc chắn đã là cường giả ngộ chân cảnh. Hai ngộ chân cảnh, hắn chỉ có thể trốn, rời đi rồi nói sau. Sau khi xem Lục Lâm Thiên thành cường giả ngộ chân cảnh, nhị trưởng lão không dám lưu lại, cho nên chỉ có thể sớm trốn đi, nếu đối phương liên thủ chân chính, hắn muốn chạy trốn cũng phải trả cái giá cực đắt. Có bản lĩnh đừng chạy. Hoàng Kim Long Viên hét lớn một tiếng, vung tay vận chuyển nguyên lực của mình, cuồng phong gào thét dữ dội, lập tức đánh vào vết nứt không gian nhị trưởng lão vừa tiến vào. Bành bành. Không gian bành trướng, rốt cuộc không gian không thể thừa nhận được lực lượng quá mạnh, đột nhiên nổ tung, năng lượng khủng khiếp của không gian loạn lưu quét qua chung quanh. Hừ. Trong mơ hồ nghe được tiếng hừ nhẹ trong khe nứt không gian, thân ảnh nhị trưởng lão biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa nhát như chuột, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Hoàng Kim Long Viên khổng lồ mắng chửi, nhân loại kia tu vị thực lực ngộ chân cảnh sơ giai, hắn có thể đối phó, nhưng muốn đánh chết lại làm không được, huống chi hắn vừa mới đột phá ngộ chân cảnh mà thôi. Sau này sẽ gặp lại thôi, dù sao hòa thượng chạy nhưng miếu không chạy. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, hắn nói với Hoàng Kim Long Long Viên. Tuy ta không muốn ngươi hỗ trợ, nhưng xem tình nghĩa ngươi giúp ta, ta sẽ không ra tay với ngươi, ngươi đi đi. Hoàng Kim Long Viên khổng lồ nói với Lục Lâm Thiên. Ta không phải cố ý giúp ngươi, ta có thù oán với Thải Hồng Cốc, cho nên ngươi không cần cảm kích ta. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nói. Đôi mắt Hoàng Kim Long Viên lóe sáng, nói. Ngươi thật thú vị, tu vị phá giới cảnh dám ra tay với ngộ chân cảnh. Thực lực còn rất mạnh, chẳng lẽ ngươi che giấu tu vị, kỳ thật cũng là ngộ chân cảnh sao? Hoàng Kim Long Viên cúi đầu, hỏi Lục Lâm Thiên, thân ảnh khổng lồ nhìn xuống Lục Lâm Thiên giống như con voi nhìn con kiến. Không phải giả, ta là phá giới cảnh, kém ngộ chân cảnh của ngươi nhiều mà. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Thật thú vị, còn dám nói tu vị chân thật với ta, ngươi không sợ ta ra tay với ngươi sao? Thân ảnh Hoàng Kim Long Viên khổng lồ lóe lên. Lập tức thu hồi bản thân thể khổng lồ lập tức biến thành thân thể khôi ngô tráng kiện cao một trượng, mặc trang phục màu vàng, đôi tay lõ alpha lồ, trước ngực cơ bắp nổi lên, có cảm giác tràn ngập năng lượng. Lục Lâm Thiên nhìn bộ dáng hình người của Hoàng Kim Long Viên, cũng có chút kinh ngạc, thân ảnh cao lớn này chừng 27-28, ánh mắt như sao, trong chất phác mang theo dáng vẻ nhanh nhẹn. Ta cũng không sợ ngươi ra tay, thứ nhất, tu vị cấp độ ta không cao, nhưng nếu động thủ, ta muốn đi ngươi cũng không ngăn được, huống chi ngươi nói sẽ không đối ra tay với ta, ta sẽ tin tưởng ngươi, ta có không ít bằng hữu thú tộc, bọn họ nói chuyện đều nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên với thân phận Hoàng Kim Long Viên nhất tộc của ngươi, ta càng không lo lắng. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói với Hoàng Kim Long Viên, Hoàng Kim Long Viên có tu vị ngộ chân cảnh sơ giai, nếu thật động thủ, Lục Lâm Thiên cho rằng mình rời đi cũng dễ dàng. Ha ha, ta thích ngươi như vậy. Về sau bảo ta là Kim Viên. Thanh niên Hoàng Kim Long Viên cười ha hả, duỗi tay phải tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Tây phương cầu bại. Lục Lâm Thiên thò tay nắm chặt, bàn tay của hắn so với bàn tay Kim Viên giống như bàn tay của hài tử. Cái tên rất cuồng, nhưng mà thực lực ngươi thật không kém, Kim Viên ta thích nhất làm bằng hữu với cường giả, phụ thân ta nói, kết giao với bằng hữu cường giả, thực lực của chính mình sẽ nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Kim Viên cười cười, nụ cười mang theo hào sản và khí phách, nói. Về sau ngươi là bằng hữu của Kim Viên ta, trong sơn mạch cổ lan này, chỉ cần nhắc tới tên của ta, không có thú tộc nào dám làm khó dễ ngươi, gờ. Đa tạ Kim Viên huynh đệ. Lục Lâm Thiên cười nói tạ, thân phận của Hoàng Kim Long Viên trong thú tộc tại vạn cổ thế giới rất cao, Lục Lâm Thiên đã biết rõ, từ lời Kim Viên nói, Lục Lâm Thiên không khó biết rõ, sau lưng Kim Viên còn có phụ thân. Hơn nữa thực lực tuyệt đối mạnh hơn Kim Viên nhiều.
Căn cứ nguyên tắc địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Lục Lâm Thiên hiện tại có tâm kết giao bằng hữu với Kim Viên, người thú tộc tuy không phải ai cũng là thế hệ trung thực, ví dụ như Tử Hiên Sư Bá. Đây chính là cáo giả, nhưng Lục Lâm Thiên lại nhận ra Kim Viên là người đáng kết giao. Có lẽ ta lớn tuổi hơn ngươi một ít, không chê, ngươi gọi ta một tiếng Kim Viên đại ca, ta sẽ gọi ngươi là Bất Bại lão đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Dường như tinh thần Kim Viên hôm nay không tệ, nhìn Lục Lâm Thiên cười nói. Kim Viên đại ca, ngươi nói vậy là được rồi, đây là địa bàn của ngươi, ngươi làm chủ đi. Lục Lâm Thiên nhún nhún vai, thú tộc giống với nhân tộc, tu vị thực lực của Kim Viên là ngộ chân cảnh, tuyệt đối là lớn hơn mình, kêu một tiếng đại ca, Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy thiệt thòi. Ha ha, Bất Bại lão đệ cũng là người hào sảng, rất hợp khẩu vị của ta. Kim Viên cười cười, lập tức nhớ tới cái gì, xoay chuyển ánh mắt, nói. Bất Bại lão đệ, ngươi muốn tìm biến cố xảy ra ở phía trước sao? Không sai. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, nói. Không biết phía trước xảy ra cái gì. Thực không dám đấu giếm, phía trước chính là mật địa của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc chúng ta. Ta trước kia nghe phụ thân nói, mật địa kia rất quỷ dị, nhưng thật lâu trước đây đã trở thành cấm địa của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, ngay cả phụ thân của ta cũng không được đi vào. Kim Viên suy tư một hồi, lập tức nhìn Lục Lâm Thiên nói một câu. Còn có chuyện này. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, khí tức nóng bỏng kia làm thái cổ U Minh Viêm hưng phấn, chẳng lẽ có quan hệ với Hoàng Kim Long Viên hay sao? Bất Bại lão đệ đã đến vì chuyện này, như vậy tùy đi theo ta xem chứ. Kim Viên nói với Lục Lâm Thiên. Đương nhiên, cầu còn không được. Lục Lâm Thiên gật đầu, đi chung với Kim Viên tự nhiên là chuyện tốt, phía trước là mật địa có quan hệ với Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, nói không chừng đến lúc đó còn có phát hiện. Tiếp theo mình đi cạnh Kim Viên, thân phận sẽ an toàn một ít, động tĩnh này chắc chắn hấp dẫn không ít người thải hồng cốc đến. Siêu siêu. Hai thân ảnh cùng hóa thành hào quang bay đi, càng tiếp cận trung ương, nhiệt độ lại càng khủng bố, đến phía trước, không gian bị đốt thành cho tàn, khắp nơi đều đen thui. Ngọn núi biến thành đỏ thẫm như sắp chảy ra, nhiệt độ nóng bóng từ lòng đất sinh ra sương mù nóng bức, không trung cũng bị sương mù nhuộm đỏ, giống như một đám mây lửa đang xả xuống phía dưới. Một đỉnh núi bị hòa tan, đã hóa thành dung nham, diện tích dung nham đang tăng lên nhanh chóng. Ken két. Mắt thường có thể nhìn thấy từng ngọn núi bị rạn nứt, hòa tan từ bên trong ra ngoài, những khe rạn nứt có dung nham trào ra giống như núi lửa bộc phát. Loại hiện tượng này khuếch tán khắp không gian, càng lúc càng mở rộng ra bốn phía, diện tích rất lớn. Trong không gian nóng bỏng này, chung quanh ngọn núi tụ tập không ít thân ảnh, rậm rạp chằng chịt, có hơn vạn người ở đây. Hơn nữa nhân số càng ngày càng tăng, cả sơn mạch cổ lan đều bị nơi đây hấp dẫn. Nhiệt độ này làm bỏng da người, linh hồn không khỏe, không biết hỏa diễm nóng bỏng này tới từ nơi nào, nó không ngừng lan tỏa ra chung quanh, cuồn cuộn không dứt, nhiệt độ cao hủy diệt bao trùm không gian. Nhiệt độ thật khủng khiếp. Người có thể đứng ở nơi này đều có tu vị không thấp, nhưng đầu óc của bọn họ lại mê muội, làn da bắt đầu bị bỏng, có người toàn lực thi triển thủ đoạn lúc này mới đỡ một ít. Nhưng đứng càng gần lại càng nóng, không ngừng có người lui ra phía sau. Phó môn chủ, đây không phải là Lục Lâm Thiên gây nên, hỏa diễm linh vật trời sinh của Lục Lâm Thiên là màu xanh da trời, không giống nơi đây. Từng sương mù nóng bức từ ngọn núi bay lên cao, có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, chính là đám người Phạm Sàm Thiên Thủy Môn. Linh vật trời sinh, đây là một loại linh vật trời sinh, là thiên hỏa, nếu hỏa thuộc tính áo nghĩa tu luyện giả và linh hồn áo nghĩa tu luyện giả đạt được. Chắc chắn sẽ có chỗ tốt cực lớn. Ánh mắt Đỗ Lộc rung rung, hỏa diễm linh vật trời sinh là trọng bảo khó lường. Đỗ Lộc hắn không nghĩ tới tại trong sơn mạch cổ lan còn có chuyện tốt thế này, trong áo nghĩa hắn tu luyện cũng có hỏa thuộc tính áo nghĩa, nếu hắn có thể có được, sau khi dung hợp sẽ là đại cơ duyên, có linh vật trời sinh làm linh hồn hắn phân thân, chỗ tốt rất lớn. Phó môn chủ, chúng ta phải mau chóng thu phục nó, bằng không đợi đến lúc các thế lực khác biết rõ. Một khi tiến vào vạn cổ thế giới, cơ hội của chúng ta nhỏ hơn nhiều. Một đại hán nói với Đỗ Lộc. Muốn nghĩ chiếm thiên hỏa, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Thiên hỏa còn chưa đi ra hoàn toàn, phía dưới dường như có cấm chế gì đó, huống chi muốn đi vào cũng là chuyện rất phiền toái. Đỗ Lộc trầm giọng nói, đối mặt nhiệt độ khủng khiếp này, hắn cảm giác cực kỳ kiêng kỵ. Trên không trung xa xa, lúc này có nhiều thân ảnh xuất hiện.
hỏa loại linh vật trời sinh. Đôi mắt ma linh yêu nữ sáng ngời nhìn thẳng vào hỏa diễm bên dưới, sóng lửa của hỏa diễm phía dưới cao trăm trượng, ánh lửa chiếu rọi không gian, đôi chân sáng bóng đỏ rực, váy ngắn ôm lấy bờ mông tròn nhô cao, rất nhiều ánh mắt bị nàng hấp dẫn. Tam đương gia, là linh vật trời sinh, chúng ta phát tài, giá trị của nó còn cao hơn tử linh thánh dịch một ít. Hổ Sơn thân thể to lớn đứng bên cạnh ma linh yêu nữ, thần sắc có chút kích động, mất đi tử linh thánh dịch. Hiện tại hắn còn chưa trở về Phong Vân Sơn, sau khi trở về, hắn không thiếu bị trừng phạt, nếu có thể đạt được hỏa loại linh vật trời sinh, vậy hắn có thể triệt tiêu lỗi lầm của mình. Giá trị thiên hỏa với ta cũng không có cao bằng vô ảnh phệ tủy độc thư. Ánh mắt ma linh yêu nữ chấn động, nói nhỏ. Chú ý tên Lục Lâm Thiên kia cho ta cảm giác được vô ảnh phệ tủy độc thư đang ở gần đây, nhưng dường như nó bị cấm chế, nếu ở gần một chút, ta sẽ phát hiện ra. Siêu siêu. Hai thân ảnh xẹt qua giữa không trung, lập tức đáp xuống ngọn núi cách hơi xa vị trí ma linh yêu nữ, chính là Kim Viên và Lục Lâm Thiên hai người. Linh vật trời sinh, là hỏa loại linh vật trời sinh. Lục Lâm Thiên đáp xuống đất, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào hỏa diễm bên dưới ngọn núi, nhiệt độ cao nơi đây, người tu vị hậu thiên không thể tới gần, nhìn theo khí tức bên dưới sẽ phát hiện linh hồn chấn động, nói cho đúng đây chính là linh vật trời sinh, cấp độ cũng vượt qua phá giới cảnh. Đây là cấm địa tộc ta, nó bị phong bế từ rất sớm. Ánh mắt Kim Viên kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm vào sóng nhiệt bên dưới. Ánh mắt hai người bị hỏa diễm bên dưới hấp dẫn, cũng không quan tâm tới những người đứng ở xa xa, cũng không có nhận ai, bởi vì người đứng chung quanh ngọn núi quá đông, nhưng đứng ở gần ngọn núi lại không nhiều. Cút đi cho ta, bằng không các ngươi sẽ chết rất khó coi. Thời điểm Lục Lâm Thiên và Kim Viên hai người đang ngạc nhiên vì hỏa diễm phía dưới, sau lưng hắn có tiếng quát vang lên, từng ánh mắt bất thiện tập trung vào Lục Lâm Thiên và Kim Viên. Lục Lâm Thiên và Kim Viên quay đầu lại, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn người sau lưng, lập tức mặt sẹo run lên, ánh mắt giấu giếm nhưng nội tâm hô to không tốt. Không xong, oan gia ngõ hẹp. Trong lòng Lục Lâm Thiên ngưng trọng, nhìn thân ảnh sau lưng, sáu người tu vị phá giới cảnh và một đại hán khôi ngô. Đây đều là người quen, chính là đám đạo phỉ thế giới ở Phong Vân Sơn. Làm cho Lục Lâm Thiên ngưng trọng nhất chính là bóng dáng xinh đẹp mỹ lệ phía sau, dung nhan thanh lệ thoát tục giống như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian, tư thái kiều mỹ như ma quỷ, người nào nhìn thấy cũng có cảm giác bản quyền vọng đang bị upsilon, nữ nhân này không phải cả người lẫn vật vô hại như vẻ ngoài, kỳ thực là ma linh yêu nữ tâm địa ác độc. Hừ, đây là địa bàn của ta, nên lăn là các ngươi. Lục Lâm Thiên nhận ra ma linh yêu nữ, nhưng mà Kim Viên không biết, trong mật địa Hoàng Kim Long Viên, tương đương với phần mộ tổ tiên Kim Viên, trên phần mộ tổ tiên của mình lại bị người ta quát lớn, Kim Viên không nhịn được hét lớn. Thú tộc ngộ chân cảnh sơ giai mà thôi, dám hung hăng càn quấy như thế, muốn chết. Sau khi Hổ Sơn bị đoạt tử linh thánh dịch, nội tâm hắn vô cùng phiền muộn, lúc này thấy có kẻ không có mắt xông tới thì không thèm nhịn, phất tay một cái. Thân ảnh to lớn của hắn còn cao lớn hơn cả Lục Lâm Thiên đang biến hóa, một quyền mang theo thổ thuộc tính áo nghĩa hùng hậu trực tiếp đập thẳng vào người Kim Viên. Ngươi là thông thiên cảnh. Sắc mặt Kim Viên đại biến, hắn không có thời gian thúc giục bản thể, thổ thuộc tính áo nghĩa uy áp to lớn áp thẳng lên người của hắn, hắn đành phải đánh ra một quyền ngăn cản. Bành! Hai quyền va chạm với nhau, lập tức kình phong khủng bố bộc phát dữ dội. Không gian trên ngọn núi bị lực lượng va chạm chấn nát không còn hình dáng, mặt ngoài ngọn núi nứt vỡ, khí nóng bốc lên giống như núi lửa phun trào. Phụt! Kinh phong khủng bố quét qua tất cả, thân ảnh khôi ngô của Kim Viên bị đánh bay, miệng phun máu tươi, ngộ chân cảnh sơ giai chống lại thông thiên cảnh, cho dù thể chất Hoàng Kim Long Viên mạnh hơn nữa cũng không thể chống lại, chênh lệch cả một đại cảnh giới là không thể san bằng. Không có sao chứ? Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên xuất hiện sau lưng Kim Viên, phất tay sinh ra hào quang màu xanh nhu hòa đỡ lấy Kim Viên, giúp Kim Viên ổn định thân thể. Bất bại lão đệ cẩn thận, những người này thực lực rất mạnh, ta không thể làm gì, cần phụ thân ta tới mới được, ta đã sớm truyền tin trở về trong tộc, tin tưởng phụ thân ta sẽ dẫn cường giả thú tộc tới nhanh thôi. Kim Viên truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên, thân thể hắn ổn định, khóe miệng chảy máu tươi, ánh mắt nhìn thẳng đám người Hổ Sơn. Tu vị thông thiên cảnh không phải hắn có thể chống lại được. Còn không chết, lực phòng ngự cũng không tệ lắm, xem ngươi có thể chống lại bao nhiêu lần. Hổ Sơn thấy một quyền của mình không thể giết kẻ địch, hắn nhíu mày,
lời nói không khác gì sấm sét, thân thể khôi ngô dậm chân đi tới, lập tức giơ tay nhấc chân hội tụ thổ nguyên lực, đánh ra một quyền vào người Kim Viên, cũng bao phủ thân thể Lục Lâm Thiên vào bên trong. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, Kim Viên đã không có khả năng ngăn cản một kích của Hồ Sơn, cho dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Hừ, làm càn trong sơn mạch cổ lan, Hoàng Kim Long Viên nhất tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nhìn thấy công kích sắp đến, trong mắt Kim Viên hiện ra thần sắc hung ác, hét lớn một tiếng sau đó nguyên lực bao phủ thiên địa. Kim Viên đại ca lui ra phía sau. Nhưng vào lúc này, thân thể Lục Lâm Thiên thân hình xông tới trước mặt Kim Viên, trong chốc lát trên hai tay ngưng tụ ra hai đám hào quang. Trong hào quang có hư ảnh Thanh Long và hư ảnh Huyền Vũ giao thoa với nhau, còn có hư ảnh Bạch Hổ và hư ảnh Chu Tước vờn quanh lẫn nhau. Tay Lâm Thiên kéo ra một đường cung huyền ảo, hai đạo hào quang va chạm vào nhau, năng lượng thú thể Thanh Long Huyền Vũ, Chu Tước Bạch Hổ trực tiếp dung hợp, nhất thời không gian run lên, hào quang dung hợp bắn ra hào quang chói mắt, biên giới hư không sinh ra chấn động kinh người. Bá bá! Bốn đạo thú ảnh dung hợp vào nhau, không biết xảy ra chuyện gì, ánh mắt từng cường giả chung quanh nhìn qua bên này, đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Ầm ầm! Một quyền của Hổ Sơn đã đến trước người, kình phong áp xuống, không gian chung quanh bị năng lượng khủng bố này áp chế thật mạnh. Tứ thần quyết, đi! Trong thời gian thật ngắn, bỗng nhiên Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, năng lượng rời tay mang theo khí tức rung động linh hồn, hào quang năng lượng bành trướng, lập tức chấn động thật mạnh, ánh sáng như mặt trời lúc bình minh nghênh đón một quyền của Hổ Sơn. Trong giây phút ngắn ngủi, va chạm thật mạnh làm không gian run lên hư ảnh bốn thú lao tới thật nhanh. Giống, ngao, cô. Bốn tiếng thú giống đinh tai nhức óc, va chạm với một quyền kia sinh ra không gian hỗn loạn, người chung quanh khó nhìn ra đang xảy ra chuyện gì. Ầm ầm, tiếng nổ trầm thấp vang lên, lực lượng cuồng bạo quét qua tất cả, dễ dàng phá hủy phiến không gian này, hai bên va chạm vào nhau sinh ra không gian đen kịt, không gian chung quanh nứt vỡ sau đó hóa thành hư vô. Bành, lực lượng to lớn phản chấn bản thân. Thân thể Lục Lâm Thiên bị đánh bay, đâm vào người Kim Viên đang đứng sau lưng hắn. Phụt! Hai người đồng thời phun máu tươi, thân thể lui ra phía sau vài chục mét, hai người huynh không ra huynh, đệ không ra đệ, sắc mặt vô cùng tái nhợt, Lục Lâm Thiên còn thảm hơn Kim Viên không ít. Đạp! Thân thể khôi ngô của Hổ Sơn bộc phát khí kình cuồng bạo, hắn lảo đảo lui ra phía sau một bước, ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ. Bất bại lão đệ, ngươi không sao chớ? Kim Viên và Lục Lâm Thiên đứng chung với nhau mới bị liên lụy, sau đó bị va chạm không nhẹ, nhưng chuyện đầu tiên Kim Viên làm là hỏi thăm thương thế của Lục Lâm Thiên, trong nội tâm của hắn rõ ràng, huynh đệ nhân loại trước mắt vừa cứu hắn một mạng. Ta không sao. Lục Lâm Thiên vỗ vỗ cho bụi trên người, hắn bỏ ra khỏi đống đá vụn, cầm đoàn côn màu trắng trống lên mặt đất, khóe miệng chảy máu tươi, tuy hắn bị thương, nhưng dựa vào lực phòng ngự biến thái nên không xảy ra đại sự gì. Ánh mắt ngưng trọng, Lục Lâm Thiên tự biết nếu không có bất diệt huyễn thể và bất tử thần thể, chính mình vừa rời khỏi đại lục linh vũ không bao lâu đã chết rất nhiều lần rồi. Hảo huynh đệ, về sau ngươi chính là thân huynh đệ của Kim Viên ta. Kim Viên cũng đầy thương tích, bộ dáng rất thê thảm, sau khi đứng lên đã cảm kích nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt cảm động, hai người vừa quen nhau không lâu, gặp gỡ cường giả tu vị thông thiên cảnh, nhân loại này còn dám đứng trước mặt mình ngăn cản công kích. Hắn không cảm động không được. Tu vị phá giới cảnh trung giai. Hổ Sơn nhìn thấy Lục Lâm Thiên và Kim Viên hai người đứng lên, ánh mắt nghi hoặc, đối phương mới có tu vị phá giới cảnh trung giai đã có thực lực cường hãn như vậy, tuyệt đối không phải phá giới cảnh trung giai bình thường có thể so sánh. Cho dù là phá giới cảnh cao giai cũng không thể so sánh, Hổ Sơn tự biết một kích của mình đủ sức đánh cường giả phá giới cảnh cao giai nổ nát hài cốt không còn. Nhưng đối phương vẫn có thể trèo trống, cảnh tượng đúng là quỷ dị. Sắc mặt Hổ Sơn âm trầm, hai lần liên tục ra tay nhưng lại bị một ngộ chân cảnh sơ giai cùng phá giới cảnh ngăn cản, hắn mất sạch thể diện của mình. Thời điểm Hổ Sơn định ra tay lần thứ ba, thân ảnh uyển chuyển xuất hiện giữa hai bên, cánh tay ngọc vung lên, Hổ Sơn trung thực lui xuống. Ngươi tên gì? Đôi mắt ma linh yêu nữ sáng ngời nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, trong lúc mơ hồ mang theo vẻ nghi hoặc. Tây Phương Cầu Bại. Lục Lâm Thiên nhìn nữ nhân trước mặt, trong nội tâm tràn đầy kiêng kỵ, cũng cẩn thận đề phòng. Trên người của ngươi có chút quỷ dị, ta cần kiểm tra một chút, ngươi tốt nhất nên phối hợp với ta,
bằng không ta không ngại biến ngươi thành thi thể rồi kiểm tra. Ma linh yêu nữ nhìn Lục Lâm Thiên, dung mạo như tiên tử, thân thể uyển chuyển mê người, làm cho Kim Viên xem ánh mắt đều là có chút ngẩn người. Ta là người bướng bỉnh, người muốn kiểm tra ta lại không muốn người kiểm tra, cho dù chết cũng cô được. Vết sẹo trên mặt Lục Lâm Thiên hơi run, nội tâm ngưng trọng, không lẽ ma linh yêu nữ phát hiện thân phận của mình, hay vì vô ảnh phệ tủy độc thư trên người của mình? Nhất định là vô ảnh phệ tủy độc thư. Lục Lâm Thiên lập tức tìm ra nguyên nhân, vô ảnh phệ tủy độc thư chính là vật trong tay ma linh yêu nữ, hẳn là nàng đã bố trí thủ đoạn nào đó, có thể biết rõ vô ảnh phệ tủy độc thư đang ở đâu, đây mới là điểm nàng hoài nghi. Ngươi muốn trở thành một thi thể, ta sẽ thanh toàn ngươi. Ánh mắt ma linh yêu nữ trầm xuống, trong đôi mắt mang theo ý vui vẻ, nhưng ngữ khí lại cải biến. Ma linh yêu nữ, trả tử linh thánh dịch cho thiên thủy môn chúng ta, nếu không chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tiếng quát vang lên, khi ma linh yêu nữ vừa dứt lời, đến, ở trên ngọn núi xa hơn có 20 thân ảnh lao tới, lúc này khí tức kinh người ập tới. Cốc chủ, chính là người này bắt lỗ trưởng lão, còn có hoàng hộ pháp, hiện tại sống chết không rõ. Thời điểm hơn 20 thân ảnh này lao tới, trong đó còn có nhị trưởng lão Thải Hồng Cốc, ánh mắt hướng nhìn vào Lục Lâm Thiên, sau đó nói với Phương Chí Thành. Thiên Thủy Môn, Thải Hồng Cốc, họa vô đơn chí. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến thành âm trầm, người Thải Hồng Cốc đến, mà ngay cả Thiên Thủy Môn Đỗ Lộc cũng ở đây, xem ra Thiên Thủy Môn và Thải Hồng Cốc đối phó mình là sự thật, nếu không có Thiên Thủy Môn đồng ý, Phương Chí Thành cũng tuyệt đối không dám. Thiên Thủy Môn, ma linh yêu nữ quay đầu lại, ánh mắt của nàng hơi chấn động, đám người Hổ Sơn lập tức cảnh giác. Ma linh yêu nữ, giao tử linh thánh dịch ra đây, nếu không, hôm nay ngươi đi không xong. Đỗ Lộc đáp xuống ngọn núi, trường bào trên người khẽ nhúc nhích, khí tức đã tập trung lên người ma linh yêu nữ, thật vất vả gặp yêu nữ này, lúc này là thời điểm tính toán sổ sách với yêu nữ. Phạm Sàm không có bổn sự này, ngươi cảm thấy mình có khả năng này sao? Thân thể ma linh yêu nữ chấn động, tư thái rất mê người. Vậy thử xem. Ánh mắt Đỗ Lộc trầm xuống, ma linh yêu nữ hoàn toàn không đặt hắn vào mắt, thần sắc dần dần âm trầm, cầm trường kiếm trong tay, bí vân vần quanh, khí tức kinh người bộc phát. Linh khí này không dưới huyết lục. Lục Lâm Thiên nhìn linh khí trong tay Đỗ Lộc, linh khí này không dưới huyết lục của hắn, mà cấp độ huyết lục thế nào Lục Lâm Thiên không rõ, huyết lục còn mạnh hơn thần khí nhiều. Nhưng có đạt tới tiên thiên linh khí hay không, Lục Lâm Thiên cũng khó nhận định. Hiện tại cảm giác khí tức trường kiếm trong tay Đỗ Lộc, cảm thấy nó không kém huyết lục, bởi vậy Lục Lâm Thiên có được phán đoán của mình trường kiếm trong tay, Đỗ Lộc cấp độ không kém gì huyết lục. Ma linh yêu nữ để ta đối phó, những người khác không cần khách khí, giết không tha. Đỗ Lộc quát lớn, nguyên lực bộc phát dữ dội, trường kiếm trong tay kêu ông, lập tức đâm một kiếm thẳng vào người ma linh yêu nữ. Kỳ thật Đỗ Lộc cũng không cho rằng mình có thể thắng ma linh yêu nữ, nhưng hôm nay người bên mình nhiều hơn, cũng là lúc tính toán sổ sách, lúc này có cơ hội phải đòi lại, hắn cho dù không làm gì được ma linh yêu nữ, nhưng mà hắn cũng tự tin ma linh yêu nữ tuy lợi hại, nhưng muốn làm gì hắn cũng không dễ dàng. Hổ Sơn, các ngươi bắt tiểu tử này sau đó lui lại. Ánh mắt ma linh yêu nữ nhìn Lục Lâm Thiên, lại nhìn Đỗ Lộc công kích, bóng dáng xinh đẹp lùi lại. Đơn đả độc đấu nàng không ngai Đỗ Lộc, nhưng vì người bên cạnh, nàng lại không thể không lo lắng, Thiên Thủy Môn và Thải Hồng Cốc người đông thế mạnh, đây là phiền toái. Siêu siêu, thời điểm thân ảnh Đỗ Lộc lao tới, người bên cạnh hắn cũng lao đi, Phương Chí Thành nhìn Lục Lâm Thiên, bàn chân đạp mạnh vào mặt đất sau đó lao tới. Dám đỡ upsilon.ng đến người Thải Hồng Cốc chúng ta, người nhất định phải trả giá thật nhiều. Phương Chí Thành quát một tiếng. Ánh mắt trực tiếp nhắm trúng Lục Lâm Thiên, lúc này cột sáng nóng bỏng quét qua Lục Lâm Thiên, trực chỉ vào ngực đối thủ, ra tay không chút khách khí. Ầm ầm. Cùng lúc đó, đám người Hổ Sơn bên cạnh ma linh yêu nữ tận lực tản ra, một thân ảnh lao thẳng tới, thân là đạo phỉ thế giới, khi bị đối thủ vây công cũng không có gì phải sợ. Tiểu tử này là của ta, ngươi cút ngay cho ta. Thời điểm Phương Chí Thành lao thẳng về phía Lục Thiếu Đê. Thân ảnh Hổ Sơn lập tức ngăn cản trước mặt hắn, thân thể khôi ngô tốc độ cực nhanh, thân ảnh xuất hiện bắn ra một đạo hào quang màu vàng, trong khoảnh khắc đã đỡ upsilon.ng tới biên giới cột sáng. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 120.